Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 161. Vậy ta buổi chiều bồi Tống tiền bối tiếp tục tìm kiếm đi, Tống tiền bối muốn tìm địa phương là cái dạng gì? Vũ Nhu Tử hứng thú, nàng dám khẳng định, Tống tiền bối muốn tìm địa phương, nhất định là chỗ chơi tốt. Một bên khác, Bạch tiền bối cùng Thất Tu Thánh Quân, Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử cùng một chỗ, chen tại một gian trong phòng thí nghiệm, ngay tại bận rộn. Lúc này, đột nhiên có đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là bị tiên tử xảo diệu sượt qua người, được đưa đến nơi này Bạch Cốt Tiên Cơ. A, nơi này là địa phương nào? Bạch Cốt Tiên Cơ một mặt mê mang. A, Bạch tiền bối đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Tiên Cơ, hắn tại vị này lạ lẫm tiên tử trên thân, cảm ứng được một kiện cùng hắn hữu duyên bảo vật. Bạch Hoàng Kinh, đây là địa phương nào? Vừa rồi tiên tử có phải hay không từ bên cạnh ta phiêu qua rồi? Bá Tống Huyền Thánh đâu? Bạch Cốt Tiên Cơ liên tiếp tam vấn. Đáp, nơi này là chúng ta phòng thí nghiệm, Bạch tiền bối nói. Đáp, tiên tử vừa rồi về nhà nạp điện đi, thân là cụ hiện hóa công đức chi quang, nàng không thể một mực rời đi bản thể, thời gian lâu dài, nàng trở về thư hàng tiểu hữu bên người nạp điện. Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử đem bên cạnh màu đen tiểu mũ dạ mang tới, mang trở lại trên đầu. Đáp, Bá Tống Huyền Thánh vị trí, chúng ta tạm thời không rõ ràng. Thất Thánh Quân đem thân thể ngăn tại Lục Tu Tiên Tử bên cạnh, có chút phòng bị nhìn qua trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tiên tử. Đối phương mặc dù nhìn qua khí tức suy yếu, nhưng cảnh giới phi thường cường đại. Bạch Cốt Tiên Cơ. Nàng hơi suy nghĩ một chút liền lập tức minh bạch, hẳn là mình và tiên tử sượt qua người trong nháy mắt, được đưa đến nơi này. Cái kia, ta không biết nơi này là các đạo hữu phòng thí nghiệm. Không có ý tứ, quấy rầy. Bạch Cốt Tiên Cơ ôm quyền nói, phòng thí nghiệm này bên trong mấy vị đạo hữu đều cùng tiên tử nhận biết, nói cách khác, mấy vị này đều là Bá Tống Huyền Thánh hảo hữu. Quan hệ tuyến lại kéo dài xuống dưới đến xem lời nói, mấy vị này đạo hữu có lẽ đều cùng Tống Đầu Gỗ có quan hệ. Sở dĩ, Bạch Cốt Tiên Cơ duy trì lễ nghi cơ bản, thậm chí nàng tận lực áp chế tự thân trường sinh giả cảnh giới khí tức, miễn cho trước mắt mấy vị đạo hữu mang đến áp lực. Bất quá khi Bạch Cốt Tiên Cơ đánh giá trước mắt mấy vị đạo hữu thời điểm, phát hiện mấy vị này đạo hữu tựa hồ căn bản không nhận nàng trường sinh giả cảnh giới áp chế ảnh hưởng. Bạch là phi thường đặc thù tồn tại, mặc kệ là trường sinh giả vẫn là cửu u chúa tể, hắn đều sẽ không cảm giác đến bất kỳ áp lực. Huyền Nữ Môn Vân Tước Tử càng là người mang bất hủ chi cốt, đồng dạng là cực kỳ đặc thù tồn tại, hiện tại bất hủ chi cốt bị bảo tồn tại Nho Gia Thánh Nhân Mây không gian bên trong, càng làm cho nàng hơn không hề cố kỵ. Thất Tu Thánh Quân cùng Lục Tu Tiên Tử thì là Thiên Đạo Thần Binh Cửu Tu Phượng Hoàng Đao hai vị chủ nhân, bọn hắn tiếp nhận số tự tu đạo hiệu, mặc dù trước mắt đã không phải là Cửu Tu Phượng Hoàng Đao chủ nhân, nhưng bọn hắn cùng Cửu Tu Phượng Hoàng Đao quan hệ trong đó cũng không có hoàn toàn biến mất, đồng dạng không tầm thường. Không hổ có thể cùng Tống Đầu Gỗ con riêng Bá Tống Huyền Thánh có liên hệ thành viên, từng cái đều là nhân trung long phượng. Đặc biệt là vị này Bạch Thánh Quân. Đẹp mắt. Siêu cấp. Luận ngoại mạo, so với đỉnh phong lúc tiên tử, cũng không yếu mảy may. Nếu không phải trong nội tâm nàng đã có người khác vị trí, nói không chừng một chút liền sẽ thích vị này Bạch Thánh Quân. Bạch Cốt Tiên Cơ còn không biết, đây là Bạch tiền bối đã cố gắng áp chế tự thân quỷ dị mị lực kết quả. Tiên tử tìm thư hàng có chuyện gì không? Lúc này, Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Ta nghĩ tìm hắn hỏi rõ ràng một chút sự tình, nhưng ta mới từ hắn tư nhân tiểu thế giới bên trong đi ra, lại cùng tiên tử sượt qua người, đến nơi này. Bạch Cốt Tiên Cơ trả lời. Bạch tiền bối mấy người khẽ gật đầu, nguyên lai vị này tiên tử là từ Tống Thư Hàng hạch tâm tiểu thế giới bên trong đi ra. Tiên tử muốn hỏi thăm chuyện gì? Nếu như là liên quan tới Thư Hàng tiểu hữu sự, có lẽ chúng ta có biết một hai. Thất Tu Thánh Quân trả lời. Lúc trước Tống Thư Hàng chính thức tại Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong phát biểu, cũng quyết định bước vào tu hành cái thế giới này lúc, Cửu Châu Nhất Hào Quần thì có đạo hữu từng âm thầm điều tra qua liên quan tới hắn một cái nhân tình báo, chủ yếu là giải bên dưới Tống Thư Hàng làm người cùng tính cách. Cửu Châu Nhất Hào Quần là cái rất nhỏ, rất tư nhân tu chân vòng tròn. Nếu như không hiểu rõ Tống Thư Hàng làm người cùng tính cách, quần bên trong một số thành viên cũng không dám cùng Tống Thư Hàng thổ lộ tâm tình. Ta nghĩ biết Bá Tống Huyền Thánh phụ thân tin tức, Bạch Cốt Tiên Cơ có chút ngượng ngập nói. Há, Thư Hàng ba ba a, là cái người tốt,
tính cách phương diện cùng Thư Hàng ngược lại có mấy phần tương tự. Ân, là cùng đã từng Thư Hàng có chút tương tự. Bất quá hắn cũng không có chỗ đặc thù, là cái không có đạp vào tu luyện người bình thường. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Bạch Cốt Tiên Cơ hơi sững sờ, sau đó có chút khẩn trương dò hỏi, Thư Hàng tiểu hữu phụ thân, gọi Tống Nhất sao? Không phải a, ba hắn danh tự rất bình thường, cũng không gọi Tống Nhất. Thất Tu Thánh Quân trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ. Mặt khác, Tống Nhất không phải liền là Thư Hàng tiểu hữu nha. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử duỗi ra hai tay, dựng thẳng lên bảy cái ngón tay, Kim Cương Quân Tử Đao, Bá Đao Tống Nhất, Mộc Đạo Nhân, Bạch Kình Đao Khách, còn có mấy cái gọi cái gì? Ta nhớ được còn có cái Thư Sơn Cư Sĩ, đây là Tống Thư Hàng tiểu hữu rất ưa thích đạo hiệu, nhưng cùng hắn phong cách vẽ không hợp. Thất Tu Thánh Quân nói. Bạch Tiền Bối nói bổ sung, còn có hai cái là Tầm Đạo Thư Sinh cùng Thiện Tâm Tu Sĩ. Bạch Cốt Tiên Cơ một mặt mộng bức, đều là đạo hiệu. Lục Tu Tiên Tử gật đầu nói, hừm, đều là Tống Thư Hàng tiểu hữu, cũng chính là Bá Tống Huyền Thánh đạo hiệu. Bảy cái đạo hào, lấy như thế đạo hiệu làm gì, mỗi tuần một ngày đổi một cái. Cái này Bạch Cốt Tiên Cơ dở khóc dở cười. Hừm, ngươi nói đúng, Lục Tu Tiên Tử nói. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử, mặt khác, Vũ Nhu Tử cô nương còn tại hướng phía 365 cái đạo hiệu nỗ lực a. Vì Linh Điệp đạo hữu điểm sáp. Lại nói Linh Điệp đạo hữu hôm nay làm sao không có tới. Hôm nay thiên tử trở về nạp điện, chúng ta cái này vừa vặn nhân thủ không đủ. Nghe nói Linh Điệp đạo hữu hôm nay muốn cho Vũ Nhu Tử qua khảo nghiệm nàng gần nhất tu luyện tiến triển, tính toán thời gian hẳn là muốn tới. Nhưng ta có loại trực giác, hắn hôm nay có lẽ tới không được. Bạch Tiền Bối nói. Bạch Cốt Tiên Cơ, Bá Tống Thánh Hào không phải Bá Tống. Bá Tống chỉ là Thánh Hào, hắn còn có Bá Nho. Bá Long cùng Bá Ma ba cái thánh hào. Nếu như không ngoài ý muốn lời nói, tại năm nay kết thúc cuối cùng mấy ngày, hắn còn có hy vọng vì mình thánh hào góp một viên gạch. Lục Tu Tiên Tử nói. Bạch Cốt Tiên Cơ xa vào đến trầm tư, nàng nghĩ đến Bá Tống Huyền Thánh nhấc lên mặt lúc lập lòe tỏa sáng bốn cái thánh hào quả nhiên không phải nàng hoa mắt nguyên nhân. Một lát sau, Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi lại lần nữa, Bá Đao Tống Nhất, thật là Bá Tống Huyền Thánh đạo hiệu sao? Hừm, là ta cho hắn lấy đạo hiệu, Bạch Tiền Bối trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày. Nếu như Tống Nhất chính là Bá Tống Huyền Thánh. Không được, ta phải đi tận mắt xác nhận một chút. Nàng quyết định nói. Tiên tử rất gấp lắm sao? Lúc này, Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng nói. Là có chút nóng vội, còn có chút khẩn trương, Bạch Cốt Tiên Cơ trả lời. Cái kia, tiên tử ngươi không bằng lưu lại giúp ta hoàn thành hạ thí nghiệm. Hôm nay Linh Điệp đạo hữu cũng không đến, ta bên này vừa vặn kém cá nhân tay. Chờ ta bên này thí nghiệm sau khi hoàn thành, ta dẫn người đi Thiên Hà Tô Thị tìm Thư Hàng tiểu hữu như thế nào? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Bạch Cốt Tiên Cơ vô ý thức muốn cự tuyệt, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng đột nhiên, nàng lại nghĩ tới một sự kiện Bá Đao Tống bá cái này đạo hiệu, vẫn là Bạch Thánh Quân cho Bá Tống lấy. Ta giúp các ngươi thí nghiệm. Các ngươi nói cho ta một chút Bá Tống sự tình, thế nào? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi. Bá Tống Huyền Thánh đến cùng có phải hay không Tống đầu gỗ, có lẽ nàng có thể nói bóng nói gió một chút. Không liên quan đến cá nhân tư ẩn phương diện, ta có thể cho ngươi nói một chút. Bạch Tiền Bối nói. Thành giao, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Có thể là Bạch Thánh nhan trị nguyên nhân, rõ ràng nỗ lực cùng thu hoạch cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng Bạch Cốt Tiên Cơ vẫn là một thanh ứng thừa xuống tới. Một bên khác, hiện thế, Thiên Hà Tô Thị, nguyên bản chuẩn bị đi tìm Tô Thị A Thất Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lạc đường. Vũ Nhu Tử lộ cảm không quá tốt, nhưng Tống Thư Hàng cảm giác mình lộ cảm tuyệt đối không có vấn đề, trên người hắn cũng không có dân mù đường loại này manh điểm thuộc tính. Nhưng hắn cùng Vũ Nhu Tử vẫn là lạc đường. Sở dĩ hâm mộ nhất Thiên Hà Tô Thị loại này ra đại nghiệp đại hào phú. Nhà mình hậu viện tu kiến cùng mê cung một dạng, không cẩn thận liền lạc đường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bao phủ lên trắng noãn sương mù là sương mù không phải sương khói. Những sương mù này bên trong ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh lực. Nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ tới hít một hơi, hiệu quả có thể so với ăn một khỏa khí huyết đan. Tống Thư Hàng biết, mình và Vũ Nhu Tử không phải đơn thuần lạc đường đơn giản như vậy. Bọn hắn hẳn là không cẩn thận tiến vào Thiên Hà Tô Thị cái nào đó cấm địa,
hoặc là Thiên Hà Tô Thị đại lão ở lại chỗ. Kỳ quái là hai người bên hông lệnh bài cũng không có phát ra màu đỏ báo động. Ta ngửi thấy sự kiện khí tức, nơi này nhất định có sự kiện muốn phát sinh. Vũ Nhu Tử lấy ra mũ lưỡi chai đeo lên, một tay nắm lấy mũ xuôi theo, bày ra anh tuấn tư thế. Bên trên da đen Vũ Nhu Tử yên lặng đưa nàng xốc xếch sợi tóc chải kỹ, đồng thời lên tiếng nói, ta cảm giác có chút bất an. Nơi này đối nàng cái này tâm ma cũng không hữu hảo. Giống như trên, tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng phát ra, hắn tại công đức xà mỹ nhân thể nội không gian bên trong, có thể xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân thị giác quan sát ngoại giới. Sở các chủ, người có thể chỉ dẫn một chút địa điểm lối ra sao? Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng chớp chớp sở ngốc mao. Ba sở ngốc mao dùng sức đánh tại Tống Thư Hàng trên mu bàn tay, đừng chân tay lóng ngóng. Mặt khác, nơi này xuất khẩu một mực tại biến động, các ngươi mỗi đi một bước, địa điểm lối ra liền sẽ chuyển đổi, phiền phức muốn chết. Nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, liền trực tiếp thông qua hạch tâm thế giới tiến hành không gian nhảy chuyển đi. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không một điểm, hạch tâm thế giới không túng, hạch tâm thế giới không có vấn đề, tùy thời có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Mà lại nơi này là Thiên Hà Tô Thị phạm vi, chỉ nếu không làm loạn, cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Dứt lời Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử thật vất vả gặp được sự kiện, lộ vẻ rất vui vẻ. Đã tùy thời có thể lấy rời đi, cái kia Tống tiền bối chúng ta lại tiếp tục thăm dò một hồi, nếu như không có gặp gỡ thú vị đồ vật, chúng ta liền rời đi. Vũ Nhu Tử đề nghị. Thỏa, Tống Thư Hàng ổn trọng gật đầu. Bia đá đạo hữu, đừng cắm cờ, người mỗi lần nói thỏa thời điểm, liền không có chuyện tốt. Bia đá đạo hữu không cần sợ, Tống Thư Hàng trên người bây giờ có hai cái phục sinh, sở đạo hữu thủy tinh tượng cùng cửu u thế giới bạch chúa tể tà ma phục sinh trận đều phi thường ra sức. Coi như không chuyện tốt, hắn chỉ ít có hai cái mạng có thể dùng đến tiêu hao. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha nói. Vô dụng, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Tại các vị tiền bối đâm tâm đại pháp tôi luyện bên dưới, trái tim của ta đã so siêu hợp kim còn bền hơn mạnh. Loại này đẳng cấp đâm tâm đối với ta mà nói, đã không có hiệu quả gì. Tống Thư Hàng đắc ý nói. Hắn đang tại dần dần trở thành hoàn toàn kín kẽ nam nhân. Bất kể là trên nhục thể thống khổ vẫn là trên tinh thần thống khổ, đều không thể xúc phạm tới hắn. Bất kể là cái gì đâm tâm rác rưởi lời nói, đều không thể gây nên tâm tình của hắn ba động. Dạng này hắn, trong chiến đấu đem hoàn toàn kín kẽ. Mặc kệ là vật lý công kích, tinh thần công kích, rác rưởi lời nói công kích, ác miệng châm chọc, đối với hắn mà nói cũng như gió xuân mưa phùn. Có đôi khi, cao thủ ở giữa so chiêu, một câu chu tâm lời nói liền có thể mang đến cơ hội thắng, nhưng tương lai Tống Thư Hàng, đem đối tất cả rác rưởi lời nói công tâm thủ đoạn miễn dịch. Sở các chủ ai khẩu khí Tống Thư Hàng đứa nhỏ này đắc ý bộ dáng phía sau, chất đầy lòng chua xót. Ta đến chỉ dẫn các ngươi tiến lên bộ pháp, ta nói thế nào, các ngươi liền đi như thế nào. Chú ý các ngươi hai cái đi về phía trước thời điểm, động tác nhất định phải bảo trì nhất trí. Sở các chủ ôn nhu nói. Ta cùng Tống tiền bối phải gìn giữ nhất trí động tác. Nhưng hai người cùng một chỗ hành động rất khó bảo trì nhất trí a. Vũ Nhu Tử nói. Không sao, ta có thể phối hợp ngươi hành động. Tống Thư Hàng nói. Hắn hiện tại là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Mà lại, hắn còn có Nho Gia thánh nhân chi nhãn cùng tam nhãn tiền bối thứ ba thần nhãn. Tại hai cái thần nhãn khóa chặt bên dưới, hắn có thể làm cho mình động tác cùng Vũ Nhu Tử bảo trì tuyệt đối đồng bộ. Chuẩn bị, trước thử hướng 2 giờ đồng hồ phương hướng di động 3 bước. Sở các chủ nhắc nhở. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử duy trì đồng bộ động tác, theo sở các chủ nhắc nhở di động. Tiếp đó, hướng 3 giờ, di động 2 bước. Lại nói tiếp. Sở các chủ ngốc mau phụ trách chỉ đạo, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử theo tiết tấu di động. Vũ Nhu Tử tiếu yếp như hoa, nàng liền ưa thích này chủng loại hình sự kiện, đặc biệt có ý tứ. Sau một lúc lâu, sở các chủ, còn chưa tới sao, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bày trận người thủ pháp rất cao minh, có ý tứ. Nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn lời nói, muốn phá trận chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Trường sinh giả đại lão, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không nhất định, bất quá bảy trận người thực lực sẽ không quá thấp. Sở các chủ ngốc mau cười nói,
Thông thường phương pháp quá lãng phí thời gian, chúng ta lấy điểm xảo đi. Thư Hàng, dùng thánh viên luyện giới bí thuật, chú ý đem bí thuật phạm vi khống chế tại đường kính 1 mét phạm vi bên trong, có thể làm được sao? Ta thử một chút, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thánh viên luyện giới bí pháp. Tại đỉnh đầu hắn, một đống lớn thánh viên hư ảnh hiển hiện, tất cả thánh viên tay trong tay làm thành một vòng. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị triển khai bí thuật thời điểm, đột nhiên chung quanh mê cung trận pháp tản ra, không trung sương mù sau đó tiêu tán không thấy. Là bầy trận người chủ động đóng lại trận pháp. Ha ha, Sở các chủ mỉm cười, kết quả này tại nàng trong dự liệu, đi Thư Hàng, thu thánh viên luyện giới bí pháp đi. Tống Thư Hàng. Hai tay của hắn giơ cao, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Sở các chủ, cái đồ chơi này làm sao thu? Tống Thư Hàng thỉnh giáo. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng chuyển động. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu đám kia tay trong tay thánh viên, thử ra lệnh, tản đi đi. Cầm đầu cái kia đại thánh viên khẽ gật đầu. Sau đó, tất cả thánh viên nhóm bàn tay buông ra. Oanh! Sau đó, tiếng vang to lớn nổ lên. Tống Thư Hàng. Đúng lúc này, một bóng người hoành không lướt ra. Thân ảnh này đưa tay chộp một cái, cưỡng ép đem thánh viên luyện giới sinh ra bạo tạc bắt lấy. Đồng thời hắn đưa tay vỗ, đem trận này bạo tạc uy chuyển thông qua không gian chi lực chuyển di ra ngoài. Hồ đạo thân ảnh này thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn quay người nhìn về phía bá Tống Huyền Thánh, mỉm cười điểm đầu, không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, nghi là bước ra bản thân đạo nam nhân. Tống Thư Hàng có chút lúng túng ôm quyền, tại hạ bá Tống, gặp qua đạo hữu. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, về nhà nạp điện công đức xà mỹ nhân nắm lấy cơ hội bật đi ra. Nàng cái kia chói mắt thân thể xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên trái, mở miệng liền hát nói, tuổi mới 18. Tụ lý càn khôn, Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái, liền đem công đức xà mỹ nhân thu nhập tay áo. Tụ lý càn khôn đại, một chiêu này tại trong sinh hoạt thực sự thực dụng. Nhưng vừa thu công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử lại chui ra, há miệng liền mở hát, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hát xong câu này từ lúc, nàng đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút không đúng, trước nàng một bước đi ra đối thủ công đức xà mỹ nhân, không thấy. Tạo hóa tiên tử cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng giơ cao ống tay áo, liền hiểu rõ ra. Cáo từ, tạo hóa tiên tử đối đám người ôm quyền hành lễ. Sau đó nàng thả người nhảy lên, tự giác chui vào đến Tống Thư Hàng trong tay áo đi. Tống Thư Hàng đưa tay đè lên lồng ngực của mình, bởi vì một màn này nhìn lấy có chút quen mắt. Tam nhãn tiền bối trong mắt quản gia đang thắt xong tam nhãn tiền bối tâm về sau, cũng là như thế chủ động bản thân nhảy đến vỉ nướng bên trên, cho mình vẩy lên cây thì là. Không được, không thể lại dung túng tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân, nếu không lại để cho các nàng tiến hóa xuống dưới, hôm nay tam nhãn tiền bối chính là tương lai hắn chân thực khắc họa. Tam nhãn tiền bối còn chỉ có một đầu trong mắt quản gia, trên người hắn nhưng có hai cái bỉ bỉ tiên tử. Còn bổ sung một đầu đang bị huấn luyện ra đen vũ nhu tử, cùng một thanh lúc nào cũng nghĩ đến đâm hắn tâm xích tiêu kiếm tiền bối. Nhưng vấn đề là, hắn muốn làm sao ngăn cản công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử. Hai vị tiên tử mới thật sự là hoàn toàn kín kẽ nữ nhân, Tống Thư Hàng căn bản cũng không có không dung túng các nàng thủ đoạn. Bá Tống Huyền Thánh nghĩ tới đây, ngẩng đầu nặng nề thở dài, vọng thiên. Đối diện, vị kia đột nhiên xuất hiện Tô thị trưởng bối. Khóe miệng không bị khống chế co rúm. Bá Tống Huyền Thánh một cái người, chính là một đài hí. Lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu Sở Mốc Mao vòng vo cái phương hướng, nhắm ngay bóng người phía trước, hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Thời điểm then chốt vẫn là Sở các chủ dựa vào được, không hổ là làm qua một các chi chủ tiên tử, tại trọng yếu tràng diễn lúc đặc biệt ổn trọng. Đối diện Tô thị trưởng bối mỉm cười, hắn chỉ cổ họng của mình, sau đó khoát tay áo. Không thể phát ra tiếng, bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Ít hầu thụ thương rồi, chuột hamster hào đồng thời lên tiếng. Bế khẩu thiền, thông nương ngay sau đó hỏi. Đối diện Tô thị trưởng bối khoát tay áo. Bên trên vũ nhu tử hiếu kỳ nói, nếu như không phải bế khẩu thiền lời nói, trước đó bối không thể dùng truyền âm nhập mật sao. Vị này Tô thị trưởng bối lấy tay làm bút dùng linh lực trong hư không viết xuống gần nhất tại thí nghiệm một cái bí thuật. Là tinh thần lực cùng sóng âm loại bí thuật. Thì ra là thế, bia đá đạo hữu lý giải nói, cái kia đạo hữu xưng hô như thế nào?
Tô thị trưởng bối mỉm cười, tiện tay móc ra một cái linh bài. Phía trên có tiên tổ Tô thị thằng kết chữ. Vị này Tô thị trưởng bối trên mặt sán lạn tiếu dung, chỉ cái này bài vị, vừa chỉ bản thân. Hắn chính là bị khắc vào trên linh bài Tô thị thằng kết. Nguyên lai là Tô thị thằng kết đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Sở các chủ ngốc mau tiến vào người trưởng thành khách sáo hình thức. Tống Thư Hàng nhìn thấy vị này Tô thị trưởng bối tùy thân mang theo tự thân linh bài, không hiểu thì có một loại thân thiết cảm giác dâng lên. Thế là, ngữ khí của hắn đều biến thân thiết, nguyên lai là thằng kết tiền bối. Tiền bối, coi ta nhìn thấy ngươi lúc, liền có loại mới quen đã thân thiết cảm giác, giữa chúng ta nhất định rất có tiếng nói chung. Tô thị thằng kết, tiền bối ngươi nhìn, Tống Thư Hàng đưa tay tại bia đá trên người đạo hữu vỗ, để nó hiện ra nguyên hình. Một khối to lớn bia đá đứng lên. Trên viết, Tống Thư Hàng chi mộ, bất quá phía dưới bạch tiền bối ký tên đều bị biến mất, cái kia ký tên có lớn lao uy lực, nếu như trực tiếp tại Tô thị bên trong hiển hiện, có thể sẽ dẫn tới cửu u tà năng, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Một cái tùy thân mang theo linh bài, một cái tùy thân mang theo mộ bia. Đây cũng là duyên. Ha ha ha, Tô thị thằng kết đại lão trong hư không viết xuống một chuỗi tiếng cười. Quan hệ giữa người và người rất phức tạp, nhưng có đôi khi nhưng cũng rất đơn giản. Có đôi khi một cái kỳ quái điểm giống nhau, liền có thể để giữa lẫn nhau độ thiện cảm tăng lên. Ta cái bí pháp này đã nghiên cứu đến cuối cùng thời điểm then chốt, bá Tống tiểu hữu cùng mấy vị tiên tử nếu như có hứng thú, không ngại đi theo ta. Ta cho các người giảng giải bên dưới cái bí pháp này, nếu có duyên lời nói không chừng bá Tống tiểu hữu cùng tiên tử nhóm có thể thu lấy được một hai. Tô thị thằng kết tâm tình thật tốt. Hắn không những không so đo Tống Thư Hàng mấy người phá trận, ngược lại mời bọn hắn đến quan sát bản thân sáng tạo bí pháp khâu. Thằng kết tiền bối, dạng này có thể hay không thích hợp, dù sao, mỗi cái bí pháp đều phi thường chân quý. Tống Thư Hàng ngoài miệng khách sáo nói. Không cần khách khí, cái bí pháp này, ta vốn là chuẩn bị tại Thiên Hà Tô Thị Niên Hội bên trên lúc công bố. Xem như ta lão gia hỏa này cho bọn tiểu bối năm mới phúc lợi. Tô thị thằng kết trong hư không viết. Vậy chúng ta liền quấy rầy tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói hắn, Tống Thư Hàng, hiện tại toàn thân cao thấp bí pháp cộng lại còn chưa đủ 20 số lượng. Đơn giản kéo xuống bát phẩm huyền thánh bình quân trình độ, kéo huyền thánh bình quân trình độ chân sau cùng. Vì trở thành một hợp cách đại tiền bối, nếu như có học tập cường lực bí pháp cơ hội, Tống Thư Hàng sẽ không bỏ qua coi như mình học không được, cũng có thể giữ lại phong phú bản thân tri thức căn bản. Tương lai tại được thằng kết tiền bối đồng ý về sau, còn có thể đem bí pháp truyền thụ cho đệ tử của mình sao? Không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, bá Tống tiểu hữu ngươi không phải Thiên Hà Tô thị người. Tô thị thằng kết đại lão đột nhiên lại trên không trung viết. Tống Thư Hàng. Tô thị thằng kết đại lão trên mặt ngoan đồng cười xấu xa, có hứng thú hay không? Được rồi. Viết đến một nửa lúc, thằng kết đại lão đem văn tự lau đi. Sau đó hắn một lần nữa viết. Nghe nói bá Tống tiểu hữu có một tay xử lý tâm ma đặc thù kỹ xảo. Ta bình sinh có một đại yêu thích, thích ăn một số vật kỳ quái trong đó lại lấy tâm ma cảm giác nhất hợp ta khẩu vị. Da đen vũ nhu tử hù đến rơi mực, nàng thả người nhảy lên, nhảy vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong từ tiến vào nơi này lúc, nàng cũng cảm giác được trận trận bất an. Hiện tại xem ra, cái này bất an đầu nguồn chính là Tô thị vị lão tổ này. Tiền bối làm sao ngươi biết ta sẽ xử lý tâm ma sự? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Nghe một người bạn nói, chúng ta những lão gia hỏa này ngầm bên dưới cũng là có trao đổi, cũng không phải là ngăn cách. Thằng kết đại lão trong hư không viết, sở dĩ, ta dùng bí pháp để đổi tâm ma phần món ăn được chứ? Thành giao, Tống Thư Hàng cười nói tại hắn hạch tâm thế giới bên trong, vừa vặn còn có tươi mới tâm ma nguyên liệu nấu ăn, là lần trước từ hai cái tiểu bối trên người quất ra phong ấn. Mời đến đi, Tô thị thằng kết lão tổ viết, trên thực tế, ta sắp nghiên cứu thành công bí pháp, rất thích hợp huyền thánh giảng pháp lúc sử dụng. Hắn có thể làm cho thi thuật giả cùng thụ thuật giả tiến vào cảm động lây, thân lâm kỳ cảnh chờ hiệu quả. Bá Tống tiểu hữu ngươi nhất định sẽ thích hắn. Bá Tống tiểu hữu lần lượt giảng pháp, hiển nhiên là muốn bước ra chính mình đạo. Nếu như nắm giữ cái này bí thuật, lần sau hắn huyền thánh giảng pháp lúc, mới mở miệng. Liền có thể mang cho chư thiên vạn giới tu sĩ cảm động lây rung động. Vừa nghe đến Tô thị thằng kết tiền bối khai thác bí pháp có thể cường hóa huyền thánh giảng pháp hiệu quả, Tống Thư Hàng dưới mặt nạ hai mắt đều tỏa sáng.
Sau đó như hắn tấn thăng bát phẩm lời nói, chính là hắn đúng nghĩa nhân tiền hiển thánh, cũng là hắn một lần cuối cùng lên đài vì chư thiên vạn giới tu luyện giả diễn thuyết. Sở dĩ, một lần cuối cùng giảng pháp, Tống Thư Hàng hy vọng có thể làm thật xinh đẹp, thập toàn thập mỹ. Chỉ cần là có thể đối huyền thánh giảng pháp đưa đến trợ giúp bí pháp, ta nghĩ ta đều sẽ thích. Tống Thư Hàng cười nói. Tô Thị Thằng kết đại lão đồng dạng lộ ra tiếu dung. Hắn dẫn Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng một thân vật trang sức, tiến vào trận pháp trung tâm động phủ. Sau đó, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lấy chỉ làm bút, bắt đầu vì mọi người giảng thuật bản thân đang tại sáng tác cái này bí pháp nguyên lý, hiệu quả cùng sáng tác câu tứ. Vũ Nhu Tử, Thông Nương, Chuột Hamster Hào thậm chí là Sở Các Chủ Ngốc Mao, Bia Đá Đạo Hữu cùng Xích Tiêu Kiếm đều an tĩnh lại, tinh tế nghe giảng. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên lắng nghe Tô Thị Thằng kết đại lão giảng thuật, một bên từ hạch tâm thế giới rút ra ra tâm ma kiếp nguyên vật liệu, bắt đầu chế tác tâm ma kiếp phần món ăn. Kế thừa từ Hà Chỉ Ma Đế Thiên Kiếp Thịnh Yến menu bên trong, liên quan tới tâm ma kiếp phần món ăn xử lý thủ pháp có mấy loại. Trong đó cơ sở nhất chính là tâm ma kiếp sashimi cắt miếng cùng hun tâm ma kiếp. Bất quá hôm nay Tống Thư Hàng muốn khiêu chiến độ khó cao hơn tâm ma nướng sữa. Trong tay hắn tâm ma kiếp nguyên vật liệu vừa vặn lấy tự cảnh giới hơi thấp tiểu tu sĩ, tại tâm ma bên trong cũng coi là kiều nộn vú tâm ma, chính thích hợp loại này chế tác thủ pháp. Còn nữa, trước đó hắn dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối giao dịch đến đại lượng thiên tài địa bảo. Vừa vặn gom góp xử lý tâm ma nướng giữa các loại vật liệu. Tô Thị Thằng kết đại lão rượu bút sinh hoa, trong tay hắn văn tự bên trong vang lên trận trận đại đạo ở giữa, mặc dù chỉ là tại giảng giải bản thân đang sáng tác bí pháp, nhưng lại đưa tới trận trận giảng pháp dị tượng. Thiên địa dị tượng bao phủ Tô Thị Thằng kết đại lão động phủ, đưa tới thiên hà Tô Thị đại bộ phận thành viên chú ý. Lại qua một lát sau, có mê người mùi thơm từ động phủ bên trong bay ra. Thằng kết lão tổ tông đang làm gì? Bận rộn bên trong Tô Thị A Tứ nghi ngờ nói. Vì cái gì có đại đạo thanh âm vang lên đồng thời, còn sẽ có mê người dị hương truyền ra ngoài. Chẳng lẽ là lão tổ tông đang nghiên cứu một loại tiên chủ chi pháp? Loại này tiên chủ chi pháp bên trong lại ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đưa tới loại này hiện tượng quỷ dị. Tô Thị lão tổ thằng kết giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dễ lý giải. Nhưng ngay cả như vậy, hắn sáng tạo bí pháp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nói hiểu rõ ràng. Thời gian tại thằng kết lão tổ viết tay thức giảng giải bên trong, nhanh chóng mất đi. Hiện thế, sâu trong vũ trụ, bạch tiền bối hình chiếu phân thân cùng béo cầu phân thân ở giữa chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Ngươi biến càng thêm hư nhược rồi, xem ra ngươi cỗ này phân thân hạn chế rất lớn nha. Theo thời gian trì hoãn, ngươi càng ngày càng yếu, ta lại tiêu hao không lớn. Bạch tiền bối vui a nói. Chết chết chết, béo cầu đại lão phân thân phẫn nộ gào thét. Đúng rồi, bản thể của ta gần nhất một mực đang nghiên cứu thi thể của ngươi, liên quan tới thiên. Hài hòa, hủy diệt cầu rất nhiều số liệu, đều đã bị ta sửa sang lại. Bạch tiền bối tiếp tục đâm kích lấy béo cầu. Béo cầu phân thân. Nói lên nghiên cứu, ta có chuyện đáng nhắc tới. Ta dùng để nghiên cứu ngươi đối ứng thiên. Hài hòa, hủy diệt cầu lúc. Sử dụng thiết bị vẫn là ngươi chế tác. Không sai, chính là ta rời đi cái kia ngươi sắt thép xào huyệt. Bên trong dùng để nghiên cứu pháp bảo dụng cụ dùng thật thuận tay, siêu dùng tốt. Kỳ thật nếu như béo cầu ngươi ngay từ đầu không cùng ta là địch lời nói, có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng không nhất định. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Béo cầu đại lão phân thân, ngươi chết ta sống, ta chết ngươi sống. Chúng ta không có khả năng đứng chung một chỗ. Cũng đúng. Nếu như chúng ta trở thành bằng hữu lời nói, cái này ngàn ngàn vạn vạn năm qua, ta liền không có một cái có thể đối đối tượng, cái kia được nhiều nhàm chán. Bạch tiền bối cười ha ha nói. Trong chiến đấu bạch tiền bối là cái hợp cách cửu u chúa tể. Hắn sẽ từ nhục thân, tinh thần, trên tâm lý toàn diện đả kích địch nhân của hắn. Béo cầu phân thân không còn nói tiếp, luận mồm mép, 10 cái nó đều không bằng bạch u u. Hắn kìm nén một hơi. Thi triển toàn thân thủ đoạn đối bạch u u chính là một đợt cuồng đỗi. Bạch tiền bối yên lặng chống ra phòng ngự, đồng thời huy kiếm đẩy ra một số phá vỡ hắn phòng ngự công kích. Béo cầu phân thân biến yếu hơn, mà lại loại này yếu không giới hạn trong phân thân của nó, mà là trực tiếp tìm hiểu đến bản thể của nó.
Bạch tiền bối ánh mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Mấy tháng trước, thiên đạo sắp băng diệt tín hiệu bị chư thiên vạn giới tất cả cửu phẩm kiếp tiên phía trên tồn tại bắt. Tháng này lúc, thiên đạo di thuế cầu xuất hiện tại hiện thế. Hiện tại, càng là liền béo cầu tại cửu u thế giới bản thể cũng bắt đầu biến suy yếu. Có lẽ, ta hẳn là đi xem một chút béo cầu bản thể. Bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Bản thể của hắn gần nhất tại phối hợp Tống Thư Hằng hiện thế bạch, vì cái kia tạo thần kế hoạch cung cấp thí nghiệm số liệu. Hiện tại, số liệu phương diện đã cung cấp không sai biệt lắm. Còn lại giao cho hắn nghiên cứu khoa học phân thân đi hoàn thành là đủ. Béo cầu, bản thể của ngươi tại cửu u thế giới cái nào tọa độ A? Bạch tiền bối đột nhiên lại kêu. Bạch u u, người cái này đáng giết ngàn đao vương bát đản. Béo cầu phân thân gầm thét. Được rồi, ta bản thể bản thân đi tìm đi. Bạch tiền bối cười ha ha nói. Có lẽ, cái này thấy một lần, liền đem là một lần cuối. Thân là béo cầu tại cửu u thế giới thật, cả đời chi địch, tại hắn cầu sinh cuối cùng một đoạn thời gian, liền để hắn yên lặng thủ hộ tại đối phương bên người đi. Giảng pháp tuế nguyệt như cát giữa nắm tay, lặng lẽ trôi qua, để cho người ta không phát hiện được nó biến mất. Một lần thủ, thời gian cũng đã lén lút qua 3 ngày. Thằng kết lão tổ thu hồi ngón tay của mình, kết thúc dài đến 3 ngày bí pháp giảng giải. Sáu chính là, Tống Thư Hằng phối hợp Hà Chỉ Ma Đế Ma Môn chủ tâm tỉ mỉ chế tác tâm ma nướng sữa cũng vừa đúng tại thời khắc này chế tác thành công. Hai kiện chuyện tốt đẹp đồng thời hoàn thành, mang cho ở đây tất cả mọi người gấp đôi khoái hoạt. Tống Thư Hằng quất ra một thanh chủ đao, tại tâm ma nướng sữa bên trên chém xuống một khối, để vào trong mâm, bưng cho thằng kết lão tổ, tâm ma nướng sữa, mời thằng kết tiền bối nhấm nháp. Thằng kết lão tổ thật sâu hút miệng mùi thơm, xuất thủ viết tán. Hắn duỗi tay tiếp nhận Tống Thư Hằng đưa tới tâm ma nướng sữa. Đang lúc lão tổ chuẩn bị há miệng nhấm nháp thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Tô Thị A Tứ Thiên Lý truyền âm, lão tổ, ngài bên kia xong chưa? Tốt lắm lời nói, đến một chuyến Tô Tinh Thư Các đi. Trong tộc các đệ tử đã tề tựu, liền chờ ngài đi ra cho bọn hậu bối giảng mấy câu. Thằng kết lão tổ yên lặng nhìn qua trong tay tâm ma nướng sữa. Một lát sau, thằng kết lão tổ duỗi ngón tay cái búng tay. Sau đó, Tống Thư Hằng liền biến mất. Thiên Hà Tô Thị, Tô Tinh Thư Các. Thư Các cái này tên mà nghe tựa như là thư viện hoặc tiệm sách, những địa phương này đều là Tống Thư Hằng rất ưa thích ngốc nơi trốn. Dưới tình huống bình thường, cùng loại chỗ như vậy, Tống Thư Hằng chỉ muốn tìm hẻo lánh hướng cái kia một ngồi xổm, liền có thể ngồi xổm cả buổi. Nhưng hôm nay hắn, một khắc đều không muốn ở cái này Tô Tinh Thư Các ở lại. Tràng diện quá lúng túng, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn nhanh lên rời đi. Ngay tại một lát trước, theo Tô Thị lão tổ thằng kết đại lão đột nhiên xuất hiện một cái búng tay, hắn liền tan biến tại thằng kết lão tổ động phủ, bị dịch chuyển không gian. Ngay sau đó, hắn bên tai truyền tới một thanh âm nghiêm túc, hoan nghênh lão tổ. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên tai lại liên tục vang lên một mảnh hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ít chỉnh tề hoan nghênh tiếng, hoan nghênh lão tổ. Lại sau đó, Tống Thư Hằng liền xuất hiện, lúc này trước người hắn treo một đầu nấu ăn dùng tạp dề, tay phải dẫn theo một thanh tiên chủ dao phay, xuất hiện tại Tô Thị tộc nhân trước mặt. Theo hắn hiện thân, cả cái Tô Tinh Thư Các lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người phảng phất bị vận mệnh giữ lại yết hầu, không phát ra được một điểm thanh âm. Lão lúng túng. Cái này hí phía dưới muốn làm sao tiếp đi lên diễn. Tống Thư Hằng yên lặng đẩy bản thân mặt nạ trên mặt. Tốt tại có Tô Thị A thập lục tiến hắn mặt nạ, tại ngăn trở cái kia chương biết nói chuyện mặt đồng thời, còn che lại hắn xấu hổ cùng bộ mặt mất tự nhiên biểu lộ. Ánh mắt của hắn tại Tô Thị tụ tập tộc nhân bên trong quét một vòng. Sau đó, mấy cái nhìn quen mắt thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tỷ như A thập lục đệ đệ, cái gì đều muốn sờ Tô Không Vân, còn có lần trước cùng Tô Không Vân cùng một chỗ đến Giang Nam địa khu đưa thiếp mời Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Nghịch. Tại mấy cái này tiểu gia hỏa bên người, là vài ngày trước tại Thiên Hà Tô Thị Chu Tước Môn vị trí nghênh đón bọn hắn Tô Mạch Ảnh đạo hữu, lúc này Tô Mạch Ảnh hai mắt trừng to lớn, một mặt đại não treo máy biểu lộ. Ánh mắt lại hướng bên cạnh di động, đứng nơi đó chính là Thiên Hà Tô Thị trọng yếu nhất thành viên. Tỷ như từng cái chức vị trọng yếu trưởng lão, chấp sự, cùng Thiên Hà Tô Thị mạnh nhất thiên tài Tô Thị cộng số tự tổ hợp. Tô Thị A thất tiền bối lúc này khóe miệng co giật, đang theo dõi Tống Thư Hằng.
mà tại A Thất đứng bên người, là cái kia nói nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân ảnh Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỷ tỷ vẫn như cũ như khăn quàng cổ một dạng quấn tại A Thập Lục trên cổ, sinh động như sống chân long khăn quàng cổ, cưỡng ép tại Tô Thị A Thập Lục phong cách vẽ bên trong thêm mấy bút không hợp phong cách quý khí. Từ khi lần trước tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, cùng A Thập Lục tại đi qua giảng pháp về sau, Bạch Long tỷ tỷ tựa hồ thành thói quen bản thân khăn quàng cổ vật trang sức thân phận, một mực đóng vai thành khăn quàng cổ treo ở A Thập Lục trên cổ. Tống Thư Hàng ánh mắt cùng Tiểu Thập Lục đối mặt. A Thập Lục hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Xem ra nàng bình an từ cái kia thí luyện bí cảnh bên trong đi ra. Từ bí cảnh bên trong trở về A Thập Lục, trên người tựa hồ tan mất gánh nặng rất lớn, chỉnh thể cho người cảm giác biến càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia, lúc này, trước hết nhất lên tiếng nam tử kia lên tiếng nói, lão tổ đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng thuận thanh âm nhìn về phía vị nam tử này. Đó là một vị giữ lại thật dài tóc cắt ngang trán, dùng tóc cắt ngang trán đem bản thân hai mắt che chắn nam tử. Vị này là Tô Thị A Tứ tiền bối. Hắn sở dĩ giữ lại dài như vậy tóc cắt ngang trán, là bởi vì trước mấy ngày hắn cảm giác mình con mắt không dùng được, thế là liền đem bọn chúng hiến cho đi ra. Bất quá lấy thực lực của hắn, qua một thời gian ngắn vẫn có biện pháp một lần nữa mọc ra một đôi mới con mắt, sở dĩ cũng là không cần lo lắng. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ cho Tống Thư Hàng truyền âm. Tống Thư Hàng, nguyên lai là nguyên Tô Thị A Tam tiền bối, quả nhiên danh bất hư truyền. Quả nhiên ở cái này trong vũ trụ, ba cái số này là bị nguyền rủa qua. Cuồng đao tam lãng tiền bối, kim ngân đồng bên trong xếp hạng ba đồng quái tiền bối, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tại nhân tiền hiển thánh khâu bên trong tìm đường chết cầu ái thiên niên đệ tam thánh thường viễn tử, chờ một chút. Phàm là đạo hiệu hoặc bài danh bên trong mang tam tu sĩ, tựa như là bị một loại nào đó bệnh độc hôn môi qua một dạng. Khục, là như vậy, thằng kết tiền bối hắn vừa bận rộn xong, muốn thoáng nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì bổ sung bên dưới tiêu hao thể lực. Sở dĩ, hắn phái ta trước tới cùng đại gia chào hỏi. Tống Thư Hàng kiên trì trả lời. Ta liền biết. Lão tổ mặt ngoài đang bế quan, nhưng thật ra là đang len lén ăn cái gì. Ta liền buồn bực, trước đó từ hắn bế quan động phủ bên trong không ngừng bay ra mê người mùi thơm, còn tưởng rằng hắn tại lĩnh ngộ cái gì tiên chủ bí pháp. Tô Thị A Tứ vỗ bàn nói. Tống Thư Hàng không phản bác được. Vì một điểm ăn đồ vật, liền đem chúng ta tất cả Tô Thị đệ tử phơi ở chỗ này, quá không giống dạng, loại này hành vi, để cho chúng ta cả cái Tô Thị đệ tử tâm lạnh. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta cái này đi chỉ chính lão tổ sai lầm. Tô Thị A Tứ lớn tiếng nói. Dứt lời hắn lau khóe miệng, đứng dậy liền muốn bay hướng thẳng kết lão tổ động phủ. Tống Thư Hàng. Nhưng Tô Thị A Tứ vừa nhảy đến giữa không trung, còn chưa dậy bay, liền bị một cái tay nhỏ bắt lấy bắp chân, từ không trung lôi xuống, đập xuống đất. A Tứ đừng làm rộn, tay nhỏ chủ nhân, một vị dáng người giống như Tô Thị A Thập Lục nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, nhíu mày nói. Vị này là Tô Ngũ tiên tử, cũng chính là Tô Thị A Ngũ, là thiên hà Tô Thị đại tiền bối, bối phận rất cao. Tô Thị A Thập Lục lại tại âm thầm cho Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật. Tống Thư Hàng ngắm nhìn vị này xinh xắn lanh lợi Tô Ngũ tiên tử, sau đó khóe mắt liếc qua lặng lẽ mắt liếc Tô Thị A Thập Lục. Xem ra đây là một loại cường đại di truyền. Tô Thị A Tứ đứng dậy ho nhẹ, sau đó hướng về Tống Thư Hàng ôm quyền, tiến vào khách sáo hình thức, xin hỏi đạo hữu là. Mặc dù đem cặp mắt của mình quyên điệu, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Tô Thị A Tứ động tác. Có hay không con mắt đối với hắn cấp bậc này tu sĩ tới nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tại hạ bá Tống, Tống Thư Hàng đem giao phay thu hồi, đồng dạng ôm quyền hoàn lễ. Sở dĩ lựa chọn báo lên bá Tống cái này thánh hào, chủ yếu là bởi vì cái này thánh hào nổi tiếng cao nhất, báo ra đến tu chân giới nhiều người ít đều biết, thuận tiện câu thông. Bá Tống huyền thánh. Tô Thị A Tứ ra mặt sững sờ. Vị này lúc nào đã tới Thiên Hà Tô Thị, hắn biết bá Tống Huyền Thánh sẽ đến tham gia năm nay Thiên Hà Tô Thị niên hội, nhưng không nghĩ tới vị này sớm như vậy đã đến. Đồng thời, đang nghe trời bá Tống Huyền Thánh cái danh xưng này lúc, ở đây Thiên Hà Tô Thị đệ tử vô ý thức duỗi tay bảo vệ bụng dưới. Đại bộ phận Tô Thị tiểu bối thật nhanh cúi đầu xuống, ngừng thở không dám nhìn thẳng bá Tống Huyền Thánh. Thậm chí không dám cùng bá Tống Huyền Thánh hô hấp cùng một mảnh không khí. Không ổn a, mặc dù ta đằng sau hai lần giảng pháp,
hoa văn cùng thủ đoạn trồng chất. Nhưng lần thứ hai giảng pháp lúc, cái kia giải đầy chư thiên vạn giới cường giả giám định thuật chi quang, cho tu sĩ nhóm lưu lại quá sâu sắc mặt trái ấn tượng. Ta tại Thiên Hà Tô thị phần lớn người trong lòng điểm ấn tượng rất có thể là số âm. Có phải hay không đến nghĩ biện pháp cải biến một chút đại gia đối ta ấn tượng? Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đẩy mặt nạ. Ha ha, bá Tống đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Tô thị A Tứ đột nhiên nhiệt tình tiến lên đây, nắm chặt Tống Thư Hàng hai tay, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, để cho chúng ta khai môn kiến sơn đi. Bá Tống đạo hữu lần này tới chúng ta Thiên Hà Tô thị, có phải hay không muốn tiến hành giải quyết huyền thánh tuyệt dục vấn đề nghiên cứu? Tống Thư Hàng. Lúc này, Tống Thư Hàng dưới mặt nạ ẩn giấu là một mặt mộng ép biểu lộ Tô thị A Tứ một câu bên trong ẩn chứa to lớn lượng tin tức, Thư Hàng trong đầu đồng dạng đáp lại ra rất nhiều cái suy nghĩ. Vì cái gì hắn sẽ cùng nghiên cứu giải quyết huyền thánh tuyệt dục loại lời này để dính líu quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trước đó giảng pháp lúc thi triển cường giả giám định thuật nguyên nhân? Mà lại, huyền thánh tuyệt dục là có ý gì? Đúng, trước đó trên người hắn vật trang sức nhóm cùng bạch tiền bối tựa hồ cũng hướng hắn nhắc qua loại chuyện này. Theo tu sĩ cảnh giới tăng lên, thực lực càng mạnh tu sĩ, muốn dựng dục ra đời sau liền càng khó khăn. Trước mắt Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong ghi chép chính là Linh Điệp tiền bối, hắn tại thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc cùng thê tử cùng một chỗ dựng dục ra Vũ Nhu tử. Chẳng lẽ bát phẩm cảnh giới liền sẽ triệt để tuyệt dục? Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hoảng, hắn hiện tại liền ở vào thất phẩm cảnh giới, mặt khác theo hắn tại nhân tạo tiểu thế giới bản thể không ngừng hấp thu tiểu thế giới kia, dung hợp không biết bạch 1 đến 33 truyền tới thái cổ năng lượng cùng số liệu về sau. Cảnh giới của hắn tựa hồ tại bão tố xe. Nếu như một khi cảnh giới của hắn khống chế không nổi, hãm không được xe, nói không chừng lại ở trong thời gian rất ngắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Từ đó chân chính tuyệt dục. Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Hắn nghĩ tới rồi một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là năm đó, Nho Gia Thánh Nhân tại sao phải nghiên cứu mang thai ngưng thị. Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết, vì cái gì bản thân não mạch kín lại nhảy đến cái điểm này. Nhưng dù sao hắn nghĩ đến một cái khả năng, Nho Gia Thánh Nhân năm đó nghiên cứu mang thai ngưng thị lúc, thật là vì cho các đệ tử thể nghiệm tình thương của mẹ vĩ đại đơn giản như vậy. Vì chút chuyện nhỏ này, thật sự có tất yếu cố ý khai phát ra một cái cường đại, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật bí thuật. Sở dĩ, có phải hay không là Nho Gia Thánh Nhân năm đó cũng là bởi vì tu luyện quá nhanh, cảnh giới phanh không được, không cẩn thận liền tu luyện đến bát phẩm cảnh giới. Sở dĩ hắn liền cố ý bắt đầu nghiên cứu loại này mang thai ngưng thị loại hình bí thuật, ý đồ phá giải bát phẩm huyền thánh tuyệt dục nan đề. Tống Thư Hàng càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng này. Thẳng đến trong tay áo tạo hóa tiên tử hướng hắn phát ra một trận tính chất uy hiếp tiếng kêu về sau, hắn não mạch kín mới từ cái này điểm bên trên nhảy ra. Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, đối Tô thị A Tứ nói, A Tứ tiền bối, liên quan tới huyền thánh tuyệt dục chủ đề. Chờ niên hội sau khi kết thúc chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu. Không cần gọi ta tiền bối, người ta ngang hàng luận giao. Người gọi ta Tô A Tứ liền tốt, Tô Thị A Tứ nói. Tống Thư Hàng. Hắn liên tục hướng về Tô Thị A Thất cùng Tô Thị A Thập Lục nháy mắt ra dấu, ra hiệu A Thất cùng A Thập Lục giải vây cho hắn. A Tứ đừng làm rộn, vị kia Tô Ngũ Tiên Tử xuất thủ lần nữa, đem Tô Thị A Tứ kéo ra. Tô Thị A Thất thừa cơ tiến lên. Khẽ mỉm cười nói, kỳ thật bá Tống huyền thánh lần này tới chúng ta Tô thị niên hội, còn có kiện đặc thù sự tình muốn làm lý, bá Tống huyền thánh lần này muốn tại Thiên Hà Tô thị phát ra một nhóm tài vật. Liên quan tới tán tài vương tọa sự tình, A Thất không có công bố. Tán tài vương tọa là Tống Thư Hàng bảo vật, muốn hay không công bố cho hắn người, từ Tống Thư Hàng bản thân quyết định, hắn sẽ không thay Tống Thư Hàng làm chủ. Tán tài, Tô thị A Tứ nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Có tiền tùy hứng. Nguyên nhân chủ yếu là ta cùng một vị tiền bối ước định, ta từ trong tay hắn đạt được một nhóm bảo vật. Theo ước định, ta sẽ thay thế vị tiền bối kia, đem nhóm này bảo vật tản đi ra. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Nói đúng ra, tán tài số lượng giá trị là ước tương đương 1/4 thiên đạo thuốc nhỏ mắt giá trị bảo vật. Bá Tống đạo hữu không hổ là thiên niên đệ nhất thánh. Tô Thị A Tứ gật đầu nói. Cái kia A Thất việc này ngươi tốt nhất an bài một chút. Ta vốn là muốn cho đại gia một kinh hỉ, trên thực tế ta đã sớm an bài thỏa đáng. Chờ một lát khách nhân đến đủ về sau, ta lại ở khai mạc khâu bên trong cắm vào bá Tống huyền thánh.
Tô Thị A Thất duỗi tay kéo lên Tống Thư Hàng, vừa vặn, ta cái này mang bá Tống Huyền Thánh đi tập luyện một chút. Tiếp đãi lão tổ xuất quan sự tình liền giao cho các ngươi. Tống Thư Hàng bị Tô Thị A Thất lôi kéo, rời đi thư các. Tô Thị A Thập Lục lặng lẽ rời khỏi đám người, đi theo. Hậu phương, Tô Thị A Tứ xoa cằm, nhìn qua đi xa ba người, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một lát sau, quả nhiên, chúng ta vẫn là đi tìm lão tổ đi. Thật là thơm, Tô Thị A Tứ nói. Ầm ầm. Lúc này, tại một trận kịch liệt quang hiệu bên trong, thằng kết lão tổ long trọng đăng tràng. Lão tổ trên người tự mang một trận nồng đậm mùi thơm, khóe miệng tựa hồ còn có bóng loáng. Tô Thị A Tứ ho nhẹ một tiếng, hoan nghênh lão tổ. Xin chào lão tổ, tất cả Tô Thị đệ tử cùng kêu lên kêu. Đồng thời có không ít người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ vị này nghe đồn đã sớm đã qua đời lão tổ, không nghĩ tới lại còn sống. Thằng kết lão tổ mỉm cười, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng trong hư không viết chữ, bắt đầu nói chuyện. Nơi xa, Tô Thị A Thất lôi kéo Tống Thư Hàng, chính hướng nơi xa bước đi. A Thất tiền bối, niên hội muốn bắt đầu, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay chính là niên hội thời gian. Vốn là chờ lấy lão tổ đi ra giảng mấy câu, sau đó liền bắt đầu hoan nghênh khách nhân, bắt đầu niên hội. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện lại là ngươi. Tô Thị A Thất cười nói. Quần bên trong các tiền bối tới. Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thất gật đầu nói, đại bộ phận đạo hữu đều tới, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp quần bên trong đạo hữu. Ngươi mấy ngày nay từ trước đến nay lão tổ cùng một chỗ. Hừm. Ba ngày này một mực đang nghe thằng kết tiền bối giảng thuật một cái còn chưa hoàn thành bí pháp. Mặt khác thuận tay cho hắn làm ra một chầu tâm ma tiệc. Đúng, Thập Lục ngươi chừng nào thì trở về. Tống Thư Hàng trả lời. Vừa trở về Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng trả lời, vừa về đến liền bị A Thất kéo đến thư các, sau đó liền thấy ngươi đi ra. Bí cảnh thí luyện thành công không? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục, hừm, phi thường thành công. May mắn mà có Thư Hàng ngươi cho giọt kia thuốc nhỏ mắt, để cho ta thí luyện dễ dàng rất nhiều. Ngươi bên đó đây, mặt nạ hiệu quả tốt dùng sao? Béo cầu đại lão phân thân một mực không tiếp tục dùng tính bói ta, hẳn là hữu hiệu. Tống Thư Hàng trả lời, mà lại béo cầu đại lão phân thân tiểu hào xâm nhập đến cư sĩ nhất hệ đặc thù bí cảnh bên trong, hiện tại cũng không biết trạng thái như thế nào. Đi ra hay chưa? Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục một hỏi một đáp, đi song song. Trong bất chi bất giác, liền đem Tô Thị A Thất cho vứt xuống. Tô Thị A Thất bị ném đến sau lưng, đột nhiên cảm giác có chút không hiểu cảm giác cô độc. Sau đó không lâu, Tô Thị A Thập Lục mang theo Tống Thư Hàng đi tới vì Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối chuẩn bị chỗ ở. Quần bên trong phần lớn tiền bối, đều đã tại trước kia đuổi tới. Bạch tiền bối cũng tới rồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cũng không biết bạch tiền bối cái kia tạo thần kế hoạch đến cùng tiến triển đến một bước nào. Ta liên lạc qua bạch tiền bối, hắn sẽ tới trễ một chút. Tô Thị A Thất nói. Hy vọng bạch tiền bối có thể bắt kịp niên hội đi. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn vừa dứt lời, tâm ma xích tiêu kiếm liền lên tiếng nói, không cần lo lắng, coi như bạch thánh không ở, nhưng Thư Hàng ngươi đã đến, Tô Thị niên hội liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Tống Thư Hàng. Sau lưng Tô Thị A Thất cười ha ha một tiếng, dây hiểu. Đi qua Cửu Châu Nhất Hào quần các đạo hữu nghiên cứu, đoàn người phát hiện một cái quy luật. Mỗi khi bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng tổ hợp ra ngoài mạo hiểm lúc, mạo hiểm quá trình liền sẽ vô cùng bình an thuận lợi. Nha, Thư Hàng, A Thất, Tiểu Thập Lục, các ngươi rốt cục tới rồi. Lúc này, sau lưng vang lên cuồng đao tam lãng thanh âm. Tô Thị A Thập Lục quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy cuồng đao tam lãng trong tay tiền bối ôm một vò rượu lớn, có nồng đậm mùi thơm từ trong vò rượu truyền ra. Tô Thị A Thất hít hà, phát ra một tiếng mỹ mỹ thán dài, rượu này ở đâu ra? Thiên Hà Tô Thị bên trong chưa từng gặp qua loại rượu này, sở dĩ hẳn là tam lãng từ bên ngoài mang tới. Là đồng quái, từ cái kia thần bí đảo bên trên chỉnh rượu ngon. Bản thân hắn có thể muốn trễ chút tới, cho nên liền để cho ta trước đem rượu mang tới. Cuồng đao tam lãng vỗ vỗ vào rượu, đi thôi, tiến vào. Quần bên trong đạo hữu đã cơ bản đến đông đủ. Tô Thị A Thất tiến lên một bước, đẩy ra đình viện đại môn. Phía sau cửa là một chỗ cổ điển phong cách to lớn đình viện. Đình đài lầu các,
cầu nhỏ nước chảy. Trên hồ nước bồng bềnh bè trúc, bờ hồ nở rộ hoa mai. Đình viện mỗi một chỗ chi tiết đều hiển lộ rõ ràng ra thiên hà Tô thị xa xỉ, có tiền. Cửu Châu nhất hào quần đại bộ phận thành viên, tụ tập tại giữa hồ Lầu Các. Một trận du dương tiếng đàn truyền đến, tạo hóa Pháp Phương ngồi ở trên lan can, trên đầu gối đặt ngang cổ cầm. Du dương êm tai tiếng đàn bắt đầu từ ngón tay hắn ở giữa truyền ra, tạo hóa Pháp Phương tại viết chữ, viết khúc, nhạc khí phương diện đều có cực cao tạo nghệ, chỉ nếu không lên tiếng, hắn chính là âm nhạc giới đại tông sư nhân vật. Năm nay vừa xuất quan Thương Sinh Tông Tố Tố tiên tử cùng Vân Trung tiên khách đạo hữu, một người cầm trong tay tỉ bà, một người thổi sáo, vì tạo hóa Pháp Phương nhạc đệm. Giữa hồ bè trúc bên trên, Đông Phương Lục tiên tử người khoác màu đỏ tiên thường, Lệ Chi tiên tử thân mang màu lam nhạt tiên thường, hai vị tiên tử chân trần dẫm lên bè trúc, uyển chuyển nhảy múa. Phong cảnh như vẽ, tiên tử như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Ven hồ tiểu trúc trong đình, Hằng Hỏa chân quân nâng bút tại từng chương buông xuống dưới câu đối bên trên viết thi từ, nhất bút nhất họa như kiếm, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa phá mà trùng sinh ý cảnh. Đây là nho gia gần nhất khắc họa, nho gia gần nhất khổ tận cam lai, đang đứng ở trùng sinh giai đoạn. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử thì tại bên cạnh vì Hằng Hỏa chân quân treo câu đối, như là tiểu thư khuê các Hằng Hỏa chân quân đã đáp ứng nàng, chờ viết xong hôm nay cần câu đối về sau, liền thay nàng dùng 10 loại khác biệt kiểu chữ viết viết dùm một thiên ca từ. Đó là Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử vì Hoàng Sơn chân quân viết ca khúc mới, nó ý cảnh tuyệt đối không kém gì Hoàng Sơn đại ngốc chi ca. Hoàng Sơn tôn giả cùng Bắc Hà tán nhân tay cầm quân cờ, đánh cờ. Dược sư cùng Giang Tử Yên gắn bó cùng một chỗ, bên cạnh hai người hoa mai mở đặc biệt tiên diễm. Hạch Bạo tôn giả Hiến Công cư sĩ cùng Giao Bá chân quân, Thất Sinh phù phủ chủ, Tuyết Lang động chủ cùng nhau nhẹ nhàng chạm cốc, cười lớn uống vào rượu trong chén. Tiên tử hình thái bạch hạc, thân mang trung tính đạo bào màu tím, mặt mỉm cười vì quần bên trong đạo hữu rót rượu. Nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nghe được Bạch Tiền Bối hôm nay sẽ tới tham gia niên hội. Lầu Các đỉnh lên, Diệt Phượng công tử uể oải nằm sấp, đỉnh đầu của hắn có hai con mèo tai nhẹ nhàng đong đưa. Tại hắn bên cạnh là đang tại không ngừng cào nhau cái gì đậu 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 đang tại hướng Diệt Phượng công tử thổ lộ hết gần nhất phiền não, tỉ như Hoàng Sơn đại ngốc đã thật sự đang vì nó chuẩn bị động phủ, muốn để hắn độc lập ra ngoài. Không có được đồ vật mới là tốt nhất, trước kia đậu đậu bị Hoàng Sơn đại ngốc chặt chẽ trông giữ, tùy tiện ở giữa không cho hắn đi ra ngoài. Thế là hắn thường thường sẽ lặng lẽ rời nhà trốn đi. Mà bây giờ, hắn lập tức sẽ độc lập môn hộ, muốn ra ngoài liền đi ra ngoài, rốt cuộc không ai sẽ ngăn lại hắn. Vốn nên hắn trước kia trong giấc mộng thời gian, nhưng sắp đạt được lúc, hắn nội tâm lại đột nhiên trống rỗng. Cầu nhỏ bên trên, thì cùng chúc cùng tiểu quả quả tại cười đùa chạy, tung xuống thanh thúy tiếng cười. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tiến vào đình viện về sau. Gương mặt dưới mặt nạ bên trên không khỏi lộ ra ôn hòa tiếu dung. Cửu Châu nhất hào quần thành viên tập hợp một chỗ lúc, liền sẽ có loại làm cho người thoải mái hương vị. Không có phân tranh, mặc kệ cố kỵ thân phận, quần bên trong thành viên quan hệ giữa hòa hợp đến làm cho người kinh ngạc. Tống Thư Hàng may mắn bản thân bước vào tu hành thời cơ là Cửu Châu nhất hào quần. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, giống Cửu Châu nhất hào quần thành viên dạng này đoàn thể, thực sự hiếm thấy, có lẽ cũng tìm không được nữa cái thứ hai dạng này đoàn thể. Chính là có như thế một đám đặc thù tiền bối, mới sáng tạo ra bây giờ bá tống huyền thánh. Thư Hàng tiểu hữu, đến uống một chén. Thất Sinh phù phủ chủ nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi đi vào, mở miệng kêu liền xem như mang theo mặt nạ, nhưng Cửu Châu nhất hào quần thành viên đối Tống Thư Hàng quá quen thuộc, một chút liền có thể nhận ra hắn. Thư Hàng có thể uống sao? Tô Thị A thất hỏi. Dưới tình huống bình thường lời nói, uống mấy chén nhỏ là không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói. Hắn đã trưởng thành, có thể số lượng vừa phải uống mấy chén nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ở vào nguyên thần trạng thái. Thật muốn uống rượu lời nói, phải đem rượu thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến nhân tạo tiểu thế giới bản thể cái kia đi, lại để cho bản thể nhấm nháp. Vậy liền uống vài chén đi, không đợi Tống Thư Hàng giải thích. Tô Thị A Thất liền cưỡng ép mang theo hắn hướng mấy vị kia bạn rượu bên người bước đi. Cái kia Tam Lãng tiền bối, ta đến thay các ngươi rót rượu đi. Tô Thị A Thập Lục thấy thế, quay người đối Cuồng Đao Tam Lãng duỗi tay làm ra tiếp cái bình động tác nói. Cuồng Đao Tam Lãng đem rượu đàn đưa cho Tô Thị A Thập Lục, đối nàng nháy nháy mắt,
để Thư Hàng tiểu hữu uống nhiều một chút, lần trước tiệc rượu lúc hắn uống đến một nửa liền đi tiếp ngươi xuất quan, lần này nhất định phải bổ sung. Tô Thị A Thập Lục. Ha ha, Cuồng Đao Tam Lãng cười lớn, cùng Tô Thị A Thất, Tống Thư Hàng cùng một chỗ đi vào Thất Sinh Phủ phủ chủ bên cạnh, ngồi xuống. Giao Bá Chân Quân vì ba người đưa lên rượu đĩa. Tô Thị A Thập Lục ôm vào rượu tới, từ Bạch Hạc Chân Quân trong tay tiếp nhận rót rượu nhiệm vụ, vì mọi người rót đầy. Vì Tô Thị Niên Hội cạn ly, Hiến Công cư sĩ đỏ lên gương mặt to, cởi mở cười nói. Tống Thư Hàng nguyên thần dơ rượu đĩa, dở khóc dở cười. Đến lúc này, hắn cũng không dễ gãy mất các tiền bối hào hứng, thế là hắn có chút sốc lên mặt nạ, nguyên thần làm ra uống rượu động tác. Trên thực tế tất cả rượu ngon đều bị hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong tồn trữ. Bản thể của hắn còn đang bế quan trạng thái, muốn uống cũng không được uống. Mặc dù không cách nào nếm đến mùi rượu, bất quá nguyên thần có thể ngửi được cái này nồng đậm mùi rượu. Tống Thư Hàng dơ rượu đĩa, nhìn qua bên người tiền bối, lại nhìn phía sau lưng Tô Thị A Thập Lục, còn có trong hồ Khiêu Vũ Tiên Tử, nơi xa trong lầu các Diệt Phượng cùng Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà tiền bối. Một màn này, khiến cho trái tim con người bên trong đều biến yên tĩnh. Tống Thư Hàng thậm chí không bỏ được lên tiếng, sợ đánh vỡ cái này như vẽ một màn. Một bên khác, thằng Kết Lão Tổ động phủ bên trong. Vũ Nhu Tử duỗi tay bắt lấy Thông Nương cùng chuột hamster hào. Chênh lệch thời gian không nhiều, đi, chúng ta đi tìm Tống tiền bối. Nàng đem Thông Nương cùng chuột hamster hào đặt ở trên bả vai mình, nện bước yêu nhã. Thục nữ bộ pháp hướng ngoài động phủ bước đi. Nguyên bản sinh động Thông Nương cùng chuột hamster hào, lúc này được biến vô cùng khéo léo. Bọn chúng bị Vũ Nhu Tử các để qua một bên trên bờ vai, trở thành vật biểu tượng. Kỳ quái, vì cái gì ta muốn biết điều như vậy? Chuột hamster hào trong lòng nghi hoặc. Hắn cảm giác lúc này Vũ Nhu Tử trên người, phảng phất có chủng loại giống như thục nữ quang hoàn năng lượng tràng ở cái này quang hoàn bao phủ phía dưới. Nhất cử nhất động của nó cũng không khỏi tự chủ biến bình tĩnh, nhu thuận. Nghĩ tới đây, chuột hamster hào quay đầu nhìn về bên trên Thông Nương. Quả nhiên, Thông Nương cũng giống như nó, nhận lấy ảnh hưởng. Trước kia chỉ muốn vừa có không liền sẽ nhìn kịch, chơi game, mua sắm Thông Nương, lúc này lấy một cái phi thường thục nữ tư thế ngồi ở Vũ Nhu Tử trên bờ vai, không chớp mắt nhìn về phía trước. Thậm chí, Thông Nương liền mở miệng nói chuyện thời điểm. Thanh âm đều biến êm tai. Vũ Nhu Tử, người biết Tống Thư Hàng ở đâu? Thông Nương đang nói chuyện thời điểm, không tự chủ được đè thấp thanh âm của mình, để cho mình thanh âm phát ra một loại tiểu thư khuê các cảm giác tới. Loại này thuộc nữ thanh tuyến, để chuột hamster hào một thân mau mau đều dựng thẳng, thanh âm quá không Thông Nương. Liền ngay cả Thông Nương chính mình cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên bất quá, thanh âm của nàng phi thường có tiềm lực. Loại này thanh âm nhu hòa. Lắng nghe phía dưới lại cảm thấy phi thường có mị lực, rất mê người, sắc khí trị rất cao. Hừm, đã bắt được Tống tiền bối khí tức, Vũ Nhu Tử nện bước hai chân thon dài, rời đi thẳng Kết Lão Tổ động phủ. Ở sau lưng nàng, còn có một đại bàn cắt miếng tốt tâm ma nướng sữa bị vô hình niệm lực nâng, tự động đi theo Vũ Nhu Tử. Rất nhanh, Vũ Nhu Tử liền dẫn Thông Nương cùng chuột hamster hào, đi vào Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tụ tập đình viện. Nàng duỗi nhẹ tay khẽ đẩy mở đình viện môn. Lúc này ở cổng Giả Sơn chỗ, có một vị khí tức linh hoạt kỳ ảo, phảng phất dung nhập vào thiên nhiên nam tử, chính giơ rượu đĩa, dựa vào tại trên núi giả. Hắn trên mặt Tống Thư Hàng cùng khoản ôn nhu tiếu dung, nhìn qua trước mắt Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tụ tập hình ảnh. Liền xem như không cẩn thận bị quần bên trong thành viên xem nhẹ, nhưng ở nhìn thấy quần bên trong đại gia hòa hợp cùng một chỗ lúc, vị nam tử này vẫn như cũ lộ ra bản thân nội tâm ôn nhu nhất một mặt. Hắn cảm thấy mình chỉ muốn yên lặng ở một bên, thủ hộ thành viên gặp nhau lúc một màn, liền đầy đủ. Đương Vũ Nhu Tử bước vào đình viện lúc, vị này dung nhập thiên nhiên nam tử liền quay đầu hướng nàng trông lại, hướng phía nàng mỉm cười, cử đi nhấc tay bên trong rượu đĩa. Vũ Nhu Tử đối hắn nháy nháy mắt, cư sĩ không đi cùng mọi người cùng nhau uống rượu không? Không được. Ta hiện tại công pháp đang đứng ở một cái thời điểm then chốt, coi như đi lên, quần bên trong các đạo hữu cũng sẽ vô ý thức đem ta xem nhẹ. Bất quá không quan hệ, chỉ muốn bước kế tiếp nhân tiền hiển thánh về sau, ta liền có thể tìm về tồn tại cảm giác. Cư sĩ ôn nhu giải thích nói. Nhưng vừa dứt lời,
hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện Vũ Nhu Tử chú ý tới hắn. Cư sĩ ủng hộ ta sẽ ủng hộ ngươi. Vũ Nhu Tử cười nói, nàng quay người đem đình viện chi môn đóng lại, sau đó hướng Tống Thư Hàng vị trí bước đi. A, Vũ Nhu Tử ngươi cũng tới nữa. Linh Điệp tiền bối đâu? Thân mang màu đỏ chót cổ trang Lưu Huỳnh tiên tử nhìn thấy Vũ Nhu Tử lúc, lên tiếng hỏi. Trước mấy ngày, Linh Điệp Thánh Quân nói qua sẽ mang Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tới tham gia Tô Thị Niên Hội. Hiện tại Vũ Nhu Tử đến, Linh Điệp Thánh Quân nhưng không thấy thân ảnh. Cha có thể sẽ chậm một chút tới, ta là trước mấy ngày cùng Tống tiền bối cùng một chỗ tới. Vũ Nhu Tử ôn nhu đáp. Thì ra là thế, Lưu Huỳnh tiên tử gật đầu nói. Ta đi trước Tống tiền bối nơi đó, đem thông nương cùng chuột hamster hào trả lại cho hắn. Vũ Nhu Tử lại lễ phép đối Lưu Huỳnh tiên tử thi lễ một cái. Đi thôi, Lưu Huỳnh tiên tử cười, cùng Vũ Nhu Tử sượt qua người. Đi ra mấy bước về sau, tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng xoay người lại nhìn về phía Vũ Nhu Tử đi xa bóng lưng. Lúc này Vũ Nhu Tử thon dài hai chân mỗi phóng ra một bước cự ly. Phảng phất đều giống như dùng cây thước lượng qua, tiêu chuẩn vô cùng. Bước đi tư thế càng là cảnh đẹp ý vui. Lưu Huỳnh tiên tử dụi dụi con mắt, nàng cảm giác mình nhất định là uống nhiều rồi, thấy được cái giả Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ là tâm ma Vũ Nhu Tử trang điểm, lên thật dày một tầng phấn lót. Cùng lúc đó, đang cùng các tiền bối uống rượu Tống Thư Hàng, nhận được da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Hắn quay người lại liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử bản thể giơ một cái đĩa. Hướng bên này đi tới. Tống tiền bối, ta cho đại gia đưa đồ ăn tới. Vũ Nhu Tử đi vào uống rượu các vị quần các tiền bối trước người, có chút xoay người, cầm trong tay cái kia bàn cắt miếng tâm ma nướng sữa buông xuống. Mê người mùi thơm khuếch tán ra tới. Đây không phải thằng kết lão tổ động phủ bên trong bay ra mùi thơm. Tô Thị A Thất ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhu Tử, hỏi. Hừm, đây chính là tống tiền bối mấy ngày nay nướng tâm ma kiếp. Vũ Nhu Tử trả lời. Một bên Tống Thư Hàng lộ ra xấu hổ tiếu dung. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử lại đưa tay đem thông nương cùng chuột hamster hào đưa trả lại cho Tống Thư Hàng. Thông nương cùng chuột hamster hào không hiểu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vất vả ngươi, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng nói. Không khách khí, tiền bối, Vũ Nhu Tử trả lời. Sau đó, nàng quay người nhìn về phía Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối đoàn tụ cùng một chỗ hình ảnh. Đây là làm lòng người tình bình tĩnh hình ảnh. Các vị tiền bối, ta đi trước cùng Hoàng Sơn tiền bối trò chuyện chút chuyện. Vũ Nhu Tử đứng lên nói. Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nhìn qua Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cùng Hoàng Sơn tiền bối ở giữa, có thể có cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Ta đi một chút trở về. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng sau lưng Tô Thị A Thập Lục. Kết quả, khi nàng lặng lẽ liếc về phía A Thập Lục lúc, A Thập Lục cũng đang nhìn nàng. Vũ Nhu Tử cười đối tiểu Thập Lục nháy nháy mắt, liền quay người đạp trên nước hồ, hướng về trong hồ lầu các bước đi. Tô Thị A Thập Lục vì các vị tiền bối rượu trong đĩa rót đầy rượu về sau, lại nhìn phía Vũ Nhu Tử đi xa thân ảnh. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ có chút du động. Quả nhiên không phải dưới tình huống bình thường Vũ Nhu Tử A. Tô Thị A Thập Lục truyền âm nói. Cảm giác có điểm giống. Thiên đế. Nói đúng ra, là có thiên đế thời gian pháp tắc hương vị. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Vũ Nhu Tử linh quỷ bị thiên đế chiếm cứ lấy, có lẽ là nhận lấy ảnh hưởng. Tô Thị A Thập Lục đáp. Hỏi một chút Tống Thư Hàng đi, hắn có thiên đế nói chuyện riêng phương thức. Bạch Long tỷ tỷ nói. Bên cạnh, Tống Thư Hàng nguyên thần nắm vuốt rượu đĩa, đồng dạng một mặt suy tư. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Vũ Nhu Tử chỗ khác biệt. Dù sao. Hắn từng có qua tương tự kinh nghiệm. Xem ra, Vũ Nhu Tử lại hoán đổi mô thức, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, nguyên thần của hắn hơi ngửa đầu, tiêu sái đem rượu trong đĩa rượu uống vào. Nóng bỏng rượu, như là thiêu đốt hỏa diễm, dọc theo yết hầu một đường đốt bên dưới. Khụ khụ Tống Thư Hàng ho kịch liệt. Không tốt, quên bản thân là nguyên thần trạng thái. Mà lại rượu này cũng có cổ quái, vậy mà lại bị nguyên thần trực tiếp uống xong. Vọng Thiên, có thể hay không sinh ra không tốt phản ứng. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện mấy chục cái suy nghĩ cùng ý nghĩ. Đồng thời, ngón tay hắn đặt tại rượu đĩa bên trên, thi triển xem xét bí pháp.
hắn muốn nhìn cái này loại rượu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại bị nguyên thần trực tiếp hấp thu? Một lát sau, giám định kết quả xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải, kim loại quẻ nhất hệ bí chế tiên tử, đây là ngân quái tiên tôn vì đồng quái chuyên môn sản xuất một loại tiên tử, dùng để tẩm bổ đồng quái tiên sư nguyên thần. Tại xem xét hoàn tất đồng thời, có loại cảm giác ấm áp từ Tống Thư Hàng trong bụng dâng lên, thoải mái nguyên thần của hắn. Nguyên thần đạt được tẩm bổ, rõ ràng cường hóa không ít. Rượu ngon, Tống Thư Hàng nguyên thần trong miệng thốt ra một đạo mùi rượu, lớn tiếng tán thưởng. Sau đó, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất. Bên trên Tam Lãng bị giật nảy mình, thế nào? Tô Thị A Thập Lục ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ trên người Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng dở khóc dở cười, Thư Hàng, say. Đây chính là dùng nguyên thần trực tiếp uống rượu đại giới, dù là đây là chuyên môn tẩm bổ nguyên thần rượu. Trước đó uống như vậy nhiều đều không say, làm sao đột nhiên liền say ngã rồi. Tô Thị A thất nghi ngờ nói. Cuồng Đao Tam Lãng vui mừng mà nói, có thể là trước đó, gặp Tiểu Thập Lục tại rót rượu, hắn một mực gắng gượng đi. Bổ dưỡng nguyên thần say ngã Tống Thư Hàng, mơ mơ màng màng kêu lên. Liền xem như say ngã, hắn còn muốn nhắc nhở một chút các tiền bối, rượu này có thể tẩm bổ nguyên thần, không muốn lãng phí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tống Thư Hàng trên người men say tán đi. À, nhưng đáng tiếc, rượu kia hẳn là muốn uống nhiều một chút mới là. Hắn xoa đầu ngồi dậy đây chính là có thể tẩm bổ nguyên thần bảo vật, loại này cường hóa nguyên thần bảo vật, thế nhưng là phi thường khó được. Cũng không biết đồng quái tiền bối có hay không cất rượu phương pháp. Tống Thư Hàng khởi thân lúc, liền cảm giác mình đồng thời đụng phải hai cái thân ảnh. À, hắn tả hữu quay đầu, liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đang ngồi ở hắn hai bên. Mặt khác, hắn hiện tại ngồi địa phương cũng không phải quần thành viên tụ hội đình viện, càng không phải là dùng để nghỉ ngơi gian phòng lúc này hắn, tựa như là bị nhét vào một cái dương bên trong. Thư Hàng, ngươi rốt cục tỉnh, không phải ta nói ngươi, ngươi tử lượng này vẫn phải luyện nhiều một chút. Phía trước, truyền đến Cuồng Đao Tam Lãng thanh âm. Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái Cửu Châu nhất hào quần thành viên, đều ở cái này trong cái dương lớn gạt ra. Tống Thư Hàng, ai có thể nói cho hắn biết, tại hắn say ngã quá trình bên trong, phát sinh cái gì? Vì cái gì cả cái quần bên trong thành viên tựa hồ cũng bị bắt, nhốt vào trong dương. Ngươi đã tỉnh vừa vặn, lại trễ điểm lời nói, ta đều chuẩn bị nghĩ biện pháp cưỡng ép đem ngươi tỉnh lại. Tam Lãng lên tiếng nói, thanh tỉnh một chút, sau đó chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, muốn đến phiên chúng ta đăng tràng. Thời gian là 2019 năm ngày 31 tháng 12, 9 giờ tối. Tô Thị Niên Hội đã chính thức khai mạc. Một hồi sẽ qua, liền đến phiên Cửu Châu nhất hào quần thành viên đăng tràng khâu. Sau đó liền bá Tống Huyền Thánh tán tài tiết mục. Thiên Hà Tô Thị Niên Hội, đem tiếp tục đến năm tới. 2020 năm ngày mùng 1 tháng 1. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt, đem mặt nạ mang tốt, chúng ta làm sao ra sân? A Thất nói cho chúng ta an bài bạo tạc thức hút con người đăng tràng phương thức. Tô Thị A Thập Lục nói. Bạo tạc thức đăng tràng phương thức. Không phải là muốn đem chúng ta nổ thượng thiên A. Tống tiền bối tiếp xuống một chút thời gian, mời thỏa thích hưởng thụ đi. Vũ Nhu Tử cười truyền âm nói. Vì cái gì làm ta giống trùng chứng bệnh nhân một dạng? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Ầm ầm. Lúc này, tại một trận tiếng vang bên trong, to lớn cái dương không gian bắt đầu lên cao. Mơ hồ trong đó, Tống Thư Hàng nghe được Tô Thị A Thất tiền bối đang lớn tiếng giới thiệu Cửu Châu nhất hào quần thành viên thanh âm. Năm 2018 đi qua tu liêu đạo hữu, tiên tử nhóm, chúc 2019 năm giống như bạch tiền bối. Tâm tưởng sự thành, mọi chuyện thuận lợi, khí vận áp thiên. Chúng ta muốn đăng tràng, chú ý hình tượng. Bắc Hà tán nhân lên tiếng dặn dò hắn lời này là hướng về phía Tam Lãng giảng. Thời điểm then chốt, không muốn phá hư Cửu Châu nhất hào quần thành viên tại Thiên Hà Tô Thị bọn tiểu bối trong lòng hình tượng, cho A Thất bôi đen. Kha 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 kha, Cuồng Đao Tam Lãng quay người lại, lộ ra bản thân khỉ lớn bộ dáng hắn chờ giờ khắc này đã đợi đã mấy ngày. Vì lần này Thiên Hà Tô Thị Niên Hội, hắn cố ý đặt trước chế A Thất khỉ lớn bộ đồ rốt cục có đất dụng võ. Bắc Hà tán nhân, Tống Thư Hàng. Đúng rồi, các vị tiền bối. Đã muốn đăng tràng, vậy chúng ta liền lấy một cái anh tuấn phương thức xuất hiện đi.
Lúc này, Tống Thư Hàng bên cạnh thân Vũ Nhu Tử đột nhiên đề nghị. Không cần đi, A Thất nói qua sẽ cho chúng ta một cái bạo tạc thức đăng tràng phương thức. Diệt Phượng công tử vội vàng ngăn lại Vũ Nhu Tử mãnh liệt họ mèo động vật trực giác, để Diệt Phượng công tử cầu sinh dục chưa từng có mãnh liệt. Lúc này, Hoàng Sơn Tôn giả đột nhiên ổn trọng nói, theo phương thức của ngươi đi làm đi, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng lập tức sững sờ, Hoàng Sơn tiền bối chủ động ủng hộ Vũ Nhu Tử. Được rồi, Hoàng Sơn tiền bối. Vũ Nhu Tử cười đáp. Diệt Phượng công tử, Bắc Hà tán nhân, Cửu Châu nhất hào quần tất cả đạo hữu. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Sơn tiền bối. Mặt trời hôm nay rời giường thượng thiên phương hướng có phải hay không cả sai rồi. Hoàng Sơn tiền bối vậy mà lại ủng hộ Vũ Nhu Tử hành động. Vũ Nhu Tử cho Hoàng Sơn tiền bối rót cái gì thuốc mê. Hoàng Sơn tôn giả hai tay ôm ngực, mặt mỉm cười, các ngươi không cần đem ta nghĩ như vậy cứng nhắc. Ngẫu nhiên có đôi khi ta cũng sẽ hy vọng bầu không khí biến càng sinh động một số, nếu như nhân sinh một điểm gợn sóng cũng không có, chẳng phải là sẽ rất không thú vị. Lời này từ Hoàng Sơn tiền bối trong miệng của ngươi nói ra, liền rất kinh dị. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử trừng tròng mắt nói, tiền bối ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Hoàng Sơn tôn giả. Vậy ta hành động, bên cạnh Vũ Nhu Tử quất ra một bó kiếm gỗ. Bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Quần bên trong thành viên trong nháy mắt đều nhận ra Vũ Nhu Tử quất ra kiếm gỗ. Đúng đây là vài ngày trước Bạch tiền bối tại Linh Điệp đảo làm khách thời điểm, ta hướng hắn đặt trước chế kiểu mới phi kiếm kiểu mới kiếm gỗ không còn là duy nhất một lần hiệu quả, hắn có thể tuần hoàn lại lợi dụng một lần, sở dĩ là hai lần tính phi kiếm. Vũ Nhu Tử dùng sức ném đi, bó lớn hai lần tính phi kiếm như là có linh tính, mỗi thanh phi kiếm khóa chặt một vị Cửu Châu nhất hào quần thành viên. Bao quát chính nàng cùng bên trên Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục. Bất quá, mắt sắc cuồng đao Tam Lãng cùng Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử đồng thời chú ý tới, Hoàng Sơn tôn giả cũng không có bị hai lần tính phi kiếm khóa chặt. Chẳng lẽ, Hoàng Sơn tiền bối cái này mày rậm mắt to, đem quần bên trong tất cả thành viên đều bán cho Vũ Nhu Tử, sau đó đổi lấy hắn tự thân quyền được miễn. Hoàng Sơn tiền bối, không nghĩ tới ngươi là như vậy tiền bối. Cuồng đao Tam Lãng bi thống nói. Hoàng Sơn tôn giả thở dài, chính hắn dùng tay từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu xảo duy nhất một lần phi kiếm, dùng sức đem thanh phi kiếm này đập tới trên lưng mình, nói, đừng suy nghĩ nhiều, thân là quần chủ ta, vô luận chuyện gì đều sẽ đưa đến dẫn đầu tác dụng. Ta thanh phi kiếm này là mẫu kiếm, các ngươi trên người là tử kiếm. Đến lúc đó, ta đem dẫn đầu công kích. Tống Thư Hàng đẩy mặt nạ Hoàng Sơn tiền bối muốn dẫn đầu công kích. Đáng tiếc hắn là nguyên thần mà không phải nhục thân, bằng không hắn có thể đem đầu của mình hái xuống, giao cho Hoàng Sơn tiền bối, nhượng hắn đúng nghĩa dẫn đầu công kích. Trong lúc đang suy tư, bên ngoài mơ hồ vang lên Tô Thị A Thất tiền bối cao kéo dài tiếng, đây là hắn muốn đem Cửu Châu nhất hào quần thành viên kéo lên sân khấu tín hiệu. Cửu Châu nhất hào quần thành viên vị trí không gian phía trên, từ từ mở ra. Cả cái không gian bị nâng lên, chậm rãi nổi lên. Hoàng Sơn tiền bối, không sai biệt lắm á. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Hoàng Sơn tôn giả cắn răng một cái, dùng sức đem linh lực quán vào đến trên lưng mình hai lần tính phi kiếm mẫu kiếm bên trong. Xoát! Một trận thần khí cấp thất thải bảo quang bao phủ Hoàng Sơn tôn giả. Sau một khắc, Hoàng Sơn tiền bối thân hình giống như pháo hoa hướng lên bầu trời bắn ra ngoài bạch tiền bối xuất phẩm phi kiếm, cái khác thuộc tính không dám hứa chắc. Nhưng ở nhanh phương diện này, tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất tiêu chuẩn. Hoàng Sơn tiền bối chỉ cảm thấy thân hình có chút bắn ra, thân thể cũng đã bị đưa vào đến giữa không trung. Nếu không phải hắn muốn duy trì bản thân đại tiền bối hình tượng, lúc này chỉ sợ đã kêu lên sợ hãi. Mặt khác, Hoàng Sơn tôn giả thăng thiên đường dây, cũng không phải là thẳng tắp, mà là một đầu duyên dáng đường vòng cung. Sau lưng hắn, ánh kiếm bảy màu không ngừng vẩy xuống. Cái này thất thải kiếm quang, ngưng tụ không tan, tại Hoàng Sơn tôn giả sau lưng, lưu lại một đạo lóe sáng thất thải thiên thê. Chiêu này đăng tràng phương thức, tức xinh đẹp lại rung động. Tại lên tới trên cao nhất về sau, Hoàng Sơn tiền bối thân hình bị phi kiếm ổn ở một cái điểm chỗ, bắt đầu từng vòng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ tung xuống một mảnh thất thải kiếm quang, duy trì phía dưới thất thải thiên thê kết cấu. Đón lấy đến phiên chúng ta. Các tiền bối cười một cái. Vũ Nhu Tử đối tất cả Cửu Châu nhất hào quần thành viên khoa tay cái thắng lợi thủ thế.
Phía dưới, da đen Vũ Nhu Tử lặng lẽ hiển hiện, trong tay nàng giơ một đài máy quay phim, lấy phi thường góc độ chuyên nghiệp, đem một màn này thu xuống tới. Vũ Nhu Tử vừa dứt lời, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên một cái tiếp một cái bị hai lần tính phi kiếm đưa lên bầu trời. Mỗi một vị Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đều bị phân biệt phát xạ đến thất thải thiên thê cái nào đó trên bậc thang, bắt đầu xoay chậm chậm. Liền ngay cả dung nhập vào thiên nhiên cư sĩ, cũng không có bị lãng quên, bị phát xạ đến Bắc Hà tán nhân bên cạnh nhìn qua phía dưới thiên hà tô thị thành viên hội tụ tới được ánh mắt, cư sĩ tâm biến ấm áp. Thập Lục, đón lấy đến phiên chúng ta, Vũ Nhu Tử đột nhiên đỡ lấy Tô Thị A Thập Lục cánh tay. Vừa dứt lời, trên thân hai người kiếm quang đồng thời lấp lóe, mang theo các nàng leo lên thang trời. Thập Lục ngươi bây giờ nhẹ nhàng quá, Vũ Nhu Tử nói khẽ. Tô Thị A Thập Lục cảm ứng đến trên cánh tay từ Vũ Nhu Tử cái kia truyền đến trận trận mềm mại xúc cảm giác nhận lấy đả kích. Lúc này, Vũ Nhu Tử lại nhỏ giọng nói, cuối cùng là Tống Tiền Bối, hắn vận khí quả nhiên tốt nhất, giúp chúng áp trục dùng phi kiếm. Áp trục phi kiếm không phải ngay từ đầu liền thiết lập tốt. Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc nhìn về phía dưới Tống Thư Hàng. Là ngẫu nhiên cái kia một bó trong phi kiếm, có một thanh là áp trục dùng. Phi hành hiệu quả cũng đặc biệt khoa trương, vốn phải là Bạch Tiền Bối vì chính mình lưu, dù sao Bạch Tiền Bối vận khí bảy ở cái kia. Bất quá Bạch Tiền Bối không bắt kịp khai mạc thức, sau đó áp trục phi kiếm bị Tống Tiền Bối giúp chúng. Vũ Nhu Tử cười hắc hắc. Tô Thị A Thập Lục, vì cái gì nàng luôn cảm giác là Vũ Nhu Tử đang ngầm thao tác. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân thất thải bảo quang lóe lên. Hoa thất thải thần khí bảo quang bùng lên, hóa thành một cái cầu, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Sau đó, lại có một đôi to lớn bàn tay hư ảnh hiển hiện, nắm lên hóa thành cầu Tống Thư Hàng, dùng sức hướng phía bầu trời ném đi. Bá Tống Huyền Thánh, áp trục lóng lánh đăng tràng. Nói thật, loại này làm náo động đăng tràng phương thức, Tống Thư Hàng không có chút nào chờ mong. Đang bị cặp kia hư ảnh cự thủ ném đến giữa không trung về sau, hắn thật sâu thở dài, tận lực duy trì tôn giả cấp cường giả chấn định, nếu như là nửa năm trước, lúc này hắn cũng đã không chịu nổi cực tốc cộng không trung áp lực, phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá bây giờ hắn, đã không phải là nửa năm trước bản thân. Bây giờ hắn công đức xà mỹ nhân đã quy vị sở dĩ, kêu thảm loại này lãng phí thể lực sự tình, đã không cần hắn tự mình đi làm. Công đức xà mỹ nhân phối hợp từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng hai tay bày ra hò hét tư thế, thân thể hình rắn vặn vẹo, phát ra a a a a tiếng kêu thảm thiết, trước tiên cướp đi Tống Thư Hàng kêu thảm phần diễn. Chính là như vậy, Tống Thư Hàng anh tuấn đẩy mặt nạ của mình, đừng nói là hét thảm, tương lai có một ngày, hắn lời kịch, cùng người giao lưu, tu luyện, ăn cơm, đều có thể từ trên người mình vật trang sức để thay thế hắn đi làm. Hắn đã dần dần tiếp nhận rồi loại này thiết lập. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Lăn lộc cộc to lớn Tống thị thất thải cầu bay lên không trung. Trên tổng thể tới nói, thất thải cầu tốc độ còn tại Tống Thư Hàng có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Dự tính 3 giây về sau, hắn đem thuận lợi leo lên thất thải bậc thang. Đã như vậy, không nếu như để cho Cửu Châu Nhất Hào quần đăng tràng biến càng thú vị điểm. Tống Thư Hàng ở trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian. Chỉ chờ thời gian vừa đến. Hắn liền đem tán tài vương tọa mở ra, trực tiếp đem bầu không khí đẩy lên đỉnh phong. 3 giây thoáng qua một cái. Tống Thư Hàng nhanh chóng kích hoạt lên trên bàn tay tán tài vương tọa ấn ký. To lớn tán tài vương tọa hình ảnh, xuất hiện tại thiên hà tô thị trên không. Mang tính tiêu chí vòng xoáy khổng lồ cửa vào, vòng xoáy bên trong treo ngược cầu thang, phủ kín mỗi tầng cầu thang thiên tài địa bảo, cùng trên cầu thang phương vương tọa cùng vương tọa sau cửa gỗ nhỏ. Trong truyền thuyết mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần tán tài vương tọa, xuất hiện tại thiên hà tô thị tộc địa vị trí. Trùng hợp chính là, Tống Thư Hàng mở ra tán tài vương tọa vừa vặn mở tại Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên chỗ tạo thành thất thải thiên thê đỉnh cao nhất. Hết thảy phảng phất như là đã sớm tập luyện xong một dạng. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đăng tràng đặc hiệu, vượt qua tô thị A Thất đoán trước A Thất đều nhìn ngây người. Dạo qua về sau. A Thất lại lâm vào đến nổi giận bên trong bởi vì hắn thấy được một đầu khỉ lớn từ tại thất thải cầu thang nấc thang thứ 3 bên trên, một vòng xoay tròn, điên cuồng khiêu khích thần kinh của hắn. Phảng phất tại đối hắn không ngừng kêu, đánh ta a, đến đánh ta a. Niên hội sau khi kết thúc,
ta nhất định phải tìm một cơ hội đem cái này khỉ lớn tử làm thịt rồi. Tô Thị A Thất dùng thất sinh phù đạo hữu tiểu sách vở âm thầm thề. Đây là tán tài vương tọa, thiên hà Tô Thị mấy chữ số chữ tu một chút liền nhận ra trên bầu trời đại tuyền qua cùng trong đó treo ngược cầu thang. Đối với cường giả đứng đầu mà nói, tán tài vương tọa ý nghĩa không lớn. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, tán tài vương tọa bên trong bảo vật khối lượng có hạn, chân chính có thể ảnh hưởng bát, cửu phẩm tu sĩ bảo vật số lượng có hạn. Bất quá đối với đại bộ phận bình thường tu sĩ tới nói, tán tài vương tọa đều là cái khó được cơ duyên. Cho dù là gia đại nghiệp đại thiên hà Tô Thị đệ tử, cũng không có khả năng cự tuyệt tán tài vương tọa. Kỳ quái, tán tài vương tọa 2 tháng trước không phải mới xuất hiện qua sao? Dĩ vãng chí ít đều muốn cách mấy trăm năm mới có thể lại xuất hiện a. Là bá Tống Huyền Thánh, là hắn tại chấp trưởng tán tài vương tọa. Có mắt tiêm Tô Thị đệ tử thấy được tán tài vương tọa đại tuyển qua trung tâm bồng bềnh bá Tống Huyền Thánh. Nói cách khác, lần này là bá Tống Huyền Thánh tại tán tài. Không hổ là bá Tống tiền bối, xuất thủ xa xỉ. Thiên hà Tô Thị một số tiểu bối, đối Tống Thư Hàng độ thiện cảm xoát lên cao. Thiên nhiên đệ nhất thánh, chính là không giống bình thường, bội có mặt bài. Thật hy vọng bá Tống Huyền Thánh có thể nhiều đến thiên hà Tô Thị làm khách. Liên quan tới tán tài vương tỏa quy tắc, cũng không cần ta nhiều giới thiệu a. Vẫn là lão quy tắc, đại gia theo cảnh giới của mình cùng cơ duyên, tiến vào tán tài vương tọa, chọn lựa cùng mình hữu duyên bảo vật. Có thể được đến cái gì, liền nhìn mình duyên phận. Tống Thư Hàng bên người cái kia thất thải kiếm mang hình thành cầu vẫn không có tản ra. Cái này thất thải cầu tựa như là một loại đặc hiệu, một mực treo ở Tống Thư Hàng xung quanh. Cầu bên trong Tống Thư Hàng 2 tay giơ cao, đại tuyền qua phát ra một trận lực hấp dẫn. Thất thải trên cầu thang Cửu Châu nhất hào quần thành viên bị dẫn dắt, từng cái rơi vào đến tán tài vương tọa đại tuyền qua bên trong. Ngay sau đó, đại tuyền qua lực hấp dẫn tăng lớn, bao phủ lại phía dưới thiên hà Tô Thị tất cả thành viên, đem ở đây thành viên toàn bộ dẫn vào tán tài vương tọa bên trong. Ở đây thiên hà Tô Thị đệ tử phối hợp với cỗ này lực hấp dẫn, bước vào đến tán tài vương tọa bên trong, đi thu hoạch cùng mình hữu duyên bảo vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Tống Thư Hàng thân ảnh tạm lui, thối lui đến vương tọa sau cửa gỗ thế giới bên trong, hắn muốn tại phía sau màn ngầm thao tác một chút, tốt đem linh điệp tiền bối lưu cho Vũ Nhu Tử cái kia không gian pháp khí, âm thầm đưa đến Vũ Nhu Tử trong tay. Chào buổi tối, bá Tống đạo hữu. Trong mắt quản gia tiến lên, vì Tống Thư Hàng dâng lên trà thơm. Tạ ơn, Tống Thư Hàng tiếp nhận tiên trà mỗi lần tới tam nhãn tiền bối tiểu thế giới, chỉ là uống cái này tiên trà liền có thể tiểu kiếm lời một bút. Đáng tiếc hiện tại hắn là nguyên thần trạng thái, cái này tiên trà vừa vặn tiện nghi thông nương cùng chuột hamster hào. Ngươi lại phải tấn cấp sao? Tam nhãn tiền bối hôm nay cứ nhiên không có nằm tại trên ghế xích đu cá ướp muối, mà là ngồi xổm ở một cái hộp trước mặt, đang loay hoay, điều chỉnh trong hộp thế giới. Còn không có đâu, bát phẩm huyền thánh phi thường trọng yếu, ta sẽ ép một chút tấn cấp tốc độ. Mà lại, tiền bối ngươi nhắc nhở qua ta. Phải thừa dịp lấy tại thất phẩm thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút chân thực huyễn tượng, ta cũng đang cố gắng treo máy nghiên cứu. Tống Thư Hàng trả lời. Tam nhãn tiền bối ngẩng đầu, vậy ngươi hôm nay chạy tới làm gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi ngược lại, ta đang tại làm tán tài nghi thức a, tiền bối ngươi không có cảm ứng được sao? Ngươi đem thiên đạo thuốc nhỏ mắt tán tài đi ra, tam nhãn tiền bối sững sờ, phá cổ như vậy. Tống Thư Hàng giải thích nói. Ta trước đem thiên đạo thuốc nhỏ mắt cùng một số các tiền bối đổi thành các loại bảo vật, lại đem những bảo vật này chuyển rời đến tán tài vương tọa, mở ra tán tài nghi thức. Không tệ lắm, bá Tống tiểu hữu ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn cơ linh. Lại nói, đây là ngươi từ ta cái kia thắng nhiều như vậy bảo vật về sau, lần thứ nhất đúng nghĩa tán tài đi. Tam nhãn tiền bối cười nói. Mấy lần trước, Tống Thư Hàng tán tài phương thức đều không đi đường thường, không có thông qua tán tài vương tọa nghi thức. Đau lòng không, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật lan rộng ra ngoài, tam nhãn tiền bối cười tủm tỉm nói. Tống Thư Hàng tiêu sái khoát tay áo, yên tâm đi, tiền bối. Ta hiện tại nội tâm kiên cường một thớt, loại trình độ này đau lòng căn bản đâm không đến tâm linh của ta. Tống, không thể bắt bẻ nam nhân, Thư Hàng, tam nhãn thiếu niên. Ngươi như thế không phối hợp, thân là trước cửu u chúa tể ta còn thế nào khoái hoạt a? Ta chủ.
Đã bá tống đạo hữu đã mở ra tán tài vương tọa nghi thức, vậy chúng ta bên này cũng phải chuẩn bị cho hắn ẩn tàng phần thưởng. Trong mắt quản gia bám vào tam nhãn thiếu niên bên tai, dùng Tống Thư Hàng có thể nghe được thanh âm thấp giọng nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, tán tài nghi thức, có ẩn tàng ban thưởng. Hết thảy ẩn tàng ban thưởng đều là đồ tốt, mà lại dưới tình huống bình thường, ẩn tàng ban thưởng nếu so với bên ngoài ban thưởng muốn phong phú. Tống Thư Hàng một mặt mong đợi nhìn về phía tam nhãn thiếu niên, không biết tiền bối sẽ vì hắn chuẩn bị cái gì ẩn tàng ban thưởng. Mặt khác, đang chờ mong đồng thời, nội tâm của hắn lại hơi có chút đau lòng bởi vì mấy lần trước cùng tam nhãn tiền bối đổ ước, thắng được bảo vật là không cách nào cắt chém vật chân quý, căn bản là không có cách thông qua tán tài vương tọa đến tán tài. Tính như vậy xuống tới, hắn đã bỏ qua mấy đợt ẩn tàng ban thưởng, 4 bỏ 5 lên phía dưới, thua lỗ 100 triệu. Ngươi trong lòng đau nhức, tam nhãn tiền bối vui a nói. Tống Thư Hàng thành thật nói, có chút. Đáng tiếc, coi như ngươi lại đau lòng, ta cũng sẽ không đem mấy lần trước tán tài ẩn tàng ban thưởng tiếp tế ngươi. Tam nhãn tiền bối đem hộp thế giới cất kỹ, trên mặt mỉm cười mê người. Như vậy ta liền không đau lòng. Tống Thư Hàng gọn gàng đáp bỏ qua xong việc, lại thế nào đau lòng hối hận, nếu như đã không có cách nào bổ cứu lời nói, đau lòng như vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cùng để đau lòng đến tra tấn bản thân, không bằng không đi đau lòng, để nó trở thành quá khứ. Tam nhãn tiền bối. Cái này tiểu tử càng ngày càng không đáng yêu a, cùng lúc trước vừa gặp mặt lúc tưởng như hai người. Trong khoảng thời gian này cái này tiểu tử đến cùng kinh lịch cái gì, dẫn đến tâm tính biến như thế đau thương bất nhập. Chúc mừng bá tống tiểu hữu tâm tính biến mạnh hơn, càng có cường giả tâm tính. Bên cạnh tròng mắt lão quản gia chúc mừng nói. Tống Thư Hàng hướng phía trong mắt lão quản gia chắp tay nói, yếu ớt tâm bị đâm nhiều, tâm tính tự nhiên là mạnh lên. Tam nhãn tiền bối. Tiền bối, lại nói ẩn tàng ban thưởng đến cùng là cái gì? Tống Thư Hàng chờ mong hỏi. Ngươi muốn cái gì? Tam nhãn tiền bối hỏi ngược lại. Phục sinh thủ đoạn, Tống Thư Hàng đáp, mặc dù bây giờ trên người hắn có sở các chủ hồng thủy tinh figure phục sinh cộng bạch tiền bối vì hắn dự lưu một cái chuyển thế thành cửu u tà ma phục sinh trận. Nhưng đối mặt lúc nào cũng có thể nhảy ra đối hắn béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng cảm giác hai cái phục sinh khả năng còn chưa đủ bảo hiểm, nhất định phải nhiều đến mấy cái phục sinh, nhượng hắn đối mặt béo cầu đại lão lúc có thể càng thêm tự tin. Mà lại, phục sinh trận pháp thứ đồ tốt này, coi như mình không cần dùng, cũng có thể truyền cho đệ tử của mình, so bất kỳ bảo vật gia truyền đều càng chân thật. Ngươi nghĩ thì hay lắm, muốn phục sinh ngươi. Nhất định phải lên bát phẩm đỉnh cực, thậm chí là cửu phẩm cấp phục sinh bảo vật, cái này giá trị đều muốn vượt qua ngươi lần này tán tài bảo vật tổng cộng. Ẩn tàng ban thưởng giá trị, lại thế nào có thể sẽ vượt qua ngươi tán tài bảo vật giá trị. Thật coi ta mở từ thiện làm công ích nha. Tam nhãn tiền bối ba con mắt cùng một chỗ cho Tống Thư Hàng trợn trắng mắt, đó là cái độ khó cao động tác. Tiền bối ngươi không một mực tại mở từ thiện làm công ích sao? Tán tài vương tọa chính là chư thiên vạn giới nổi danh nhất công ích hoạt động a. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Tam nhãn tiền bối. Trong mắt quản gia cười điểm đầu, thuận tiện vì Tống Thư Hàng đưa lên một chút tâm bánh ngọt cùng tiên trà một cái cấp bậc chí bảo cấp bánh ngọt, ăn một khối đều có thể duyên thọ. Tạ ơn, Tống Thư Hàng nhận lấy bánh ngọt, sau đó lại nói, nếu như phục sinh trận pháp không đến lời nói, cái kia đổi thành tri thức được chứ. Tam nhãn tiền bối có được cưỡng chế quán thâu tri thức tin tức thủ đoạn. Tri thức là quý giá tài phú, điểm ấy từ xưa đến nay cũng sẽ không biến. Người muốn lần trước nhân tiền hiển thánh giảng pháp đáp án. Tam nhãn tiền bối hỏi. Không, ta muốn viễn cổ ngôn ngữ phần món ăn. Tống Thư Hàng nói ra trong lòng mình mục tiêu. Giảng pháp đáp án mặc dù phi thường tốt, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức quá mức hỗn tạp, bao hàm chư thiên vạn giới vô số thể hệ tri thức điểm. Nếu như Tống Thư Hàng đã đạt tới cửu phẩm cảnh giới, vì tăng cường tự thân tri thức lượng, cũng có thể lựa chọn giảng pháp đáp án cái này ban thưởng. Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói càng quan trọng hơn là viễn cổ ngôn ngữ bao bát phẩm cảnh giới lập tức liền phải dùng lên ngôn ngữ plugin. Tam nhãn tiền bối. Hắn phát hiện hôm nay cùng Tống Thư Hàng bắt đầu giao lưu phi thường mệt mỏi không chỉ là bởi vì Tống Thư Hàng viên kia biến đau thương bất nhập nội tâm. Càng bởi vì Tống Thư Hàng hiện tại trên mặt mang theo mặt nạ. Tấm mặt nạ này che đậy Tống Thư Hàng tấm kia biết nói chuyện khuôn mặt, dẫn đến hắn không cách nào từ Tống Thư Hàng trên mặt đọc đến đáp án, giao lưu hiệu suất giảm bớt đi nhiều.
đem ngươi tấm mặt nạ này hái được, chúng ta hảo hảo giao lưu. Tam nhãn tiền bối nói. Tống Thư Hàng duỗi tay xoái khí đẩy mặt nạ, nói, không được, tấm mặt nạ này là tiểu thập lục lễ vật tặng cho ta, gần nhất mấy ngày nay ta bất kể là ăn cơm vẫn là đi ngủ cũng sẽ không đưa nó lấy xuống, nhiều nhất cho tiền bối lộ nửa gương mặt. Tam nhãn thiếu niên. Bên cạnh, trong mắt quản gia nhắc nhở, bá tống đạo hữu, viễn cổ ngôn ngữ là loại tương đối đặc thù ngôn ngữ. Chỉ dựa vào tin tức mạnh quán thủ đoạn, người không cách nào nắm giữ nó tinh túy cùng linh hồn. Nếu như có thể mà nói, bá tống đạo hữu người vẫn là bản thân một chút xíu đi học tập, nắm giữ hắn tương đối tốt. Mạnh quán học được viễn cổ ngôn ngữ, là không có linh hồn. Tam nhãn thiếu niên điểm đầu xác định nói. Tống Thư Hàng. Ta nghĩ tới rồi một kiện thích hợp ngươi phần thưởng. Tam nhãn thiếu niên lại nói, cái này ban thưởng mặc dù không cách nào để ngươi trực tiếp nắm giữ viễn cổ ngôn ngữ, nhưng nó có thể để ngươi tại học tập viễn cổ ngôn ngữ thời điểm, học tập hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tam nhãn thiếu niên nói, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Trong mắt quản gia lui lại rời đi. Một lát sau, lão quản gia trở về. Trong tay của nó bưng cái khay, phía trên để đó một cái bụi gai vương miệt. Cái đồ chơi này tạo hình, nhìn lấy thì có một loại thống khổ hương vị. Nói đến, vật này cùng ngươi hữu duyên, tam nhãn thiếu niên mỉm cười nói. Tiền bối, ta không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, hắn chỉ là đối thống khổ sự nhẫn nại tương đối mạnh, nhưng trên bản chất hắn cũng không thích thống khổ. Ai nói ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng? Ta nói là, thứ này cùng trong tay ngươi món kia nhẫn nại vương tọa là một cái hệ liệt pháp khí. Nhẫn nại vương tọa là dùng đến cho sắp gặp tử vong người bị thương sâu mệnh, mà cái này từ bụi gai chế thành trí tuệ vương miện thì là cho dùng để tăng lên học tập hiệu suất, chỉ muốn đem hắn đeo lên, liền xem như học cặn bã cũng có thể biến thành học bá đeo nó lên càng là có thể tiến hóa vì học thần. Tam nhãn thiếu niên kiêu ngạo nói. Tiền bối ngài dùng từ thật đúng là cùng lúc câu tiến. Tống Thư Hàng nói. Đúng thế, ta một mực chú ý ngoại giới phát triển. Tam nhãn thiếu niên cười ha ha một tiếng, thế nào, món bảo vật này ngươi có thể hài lòng. Ta liền muốn hỏi một chút, đeo nó lên sẽ đau không? Tống Thư Hàng thận trọng nói. Nói nhảm, như thế một cái bụi gai chế thành đồ chơi, đeo lên đi có thể không đau không? Tam nhãn tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Muốn hay không, không quan tâm ta liền đem hắn thu. Tam nhãn tiền bối nói. Muốn, Tống Thư Hàng cắn răng nói thứ này là bảo vật. Mà lại là hắn cái này không có kinh nghiệm lão sư có thể cho đệ tử hảo lễ vật. Chờ hắn học xong viễn cổ ngôn ngữ về sau, liền có thể đem bảo vật này truyền cho đệ tử, làm cho các nàng đầu đội bụi gai vương miệt, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Ha ha ha, ta liền thích ngươi loại này nghiến răng nghiến lợi lại chỉ có thể tiếp nhận bảo vật này dáng vẻ. Tam nhãn tiền bối cười tại túi bên trong móc ra một trang giấy đưa cho Thư Hàng, lại ngoài định mức đưa ngươi cái tiểu quà tặng. Vật gì, Tống Thư Hàng tiếp nhận tờ giấy này xem xét. 50% ưu đãi khoán. Đây là sao đồ chơi? Tống Thư Hàng nắm vuốt chương này 50% ưu đãi khoán, ngẩng đầu nhìn về phía tam nhãn tiền bối. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười, hiển nhiên chương này 50% ưu đãi khoán là rất vật chân quý, cũng không phải là phổ thông ưu đãi khoán đơn giản như vậy. Chân quý 50% ưu đãi khoán, chẳng lẽ... Đây là cái gì đều có thể bán đại lão nhà ưu đãi khoán. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên tiếng hỏi. Liền tam nhãn tiền bối đều cho rằng chân quý ưu đãi khoán, nghĩ tới nghĩ lui, chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có cái gì đều có thể bán đại lão nhà khoán, có thể phù hợp điều kiện này đi. Nếu thật là cái gì đều có thể bán đại lão nhà 50% khoán, vậy cái này trương nho nhỏ tờ giấy. Giá trị sẽ không thể tính ra dù sao cái gì đều có thể bán đại lão trong tay đồ tốt thực sự rất rất nhiều. Nếu là từ trong tay hắn chọn một kiện đắt nhất bảo vật, giảm giá 50%, tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự linh thạch số lượng giá trị. Tam nhãn thiếu niên. Không phải sao, Tống Thư Hàng nhìn thấy tam nhãn thiếu niên biểu lộ, liền biết mình suy đoán phạm sai lầm. Nếu là ta móc ra ưu đãi khoán, đương nhiên là cùng ta bản thân có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên thở dài. Tống Thư Hàng lúng túng nói nhưng là tiền bối ngươi lại không bán đồ vật. Bá Tống đạo hữu, lão gia mặc dù không bán đồ vật, nhưng ngươi đừng quên trung cực bí thuật thần kích a. Một bên trong mắt quản gia nhắc nhở. Thần kích, cũng là bị Tống Thư Hàng xưng là khắc kim nhất kích cường lực bí pháp, chỉ muốn tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng đủ nhiều,
Trên lý luận, một chiêu này uy lực có thể vô hạn tăng lên. Chiêu này cũng là Tống Thư Hàng nắm giữ công kích mạnh nhất bí pháp một trong, có được quyết định một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại uy năng. Là Tống Thư Hàng trừ bỏ nhân quả đao bên ngoài, kinh khủng nhất khủng bố thủ đoạn. Tại hắn có tiền điều kiện tiên quyết. Khắc kim nhất kích nguyên lý, là tiêu hao thiên tài địa bảo chuyển hóa làm thủ đoạn công kích, trong lúc đó sẽ mượn dùng tam nhãn tiền bối lực lượng, xây dựng khắc kim quá trình nghi thức. Nói cách khác, chương này 50% ưu đãi khoán để cho ta đang thi triển khắc kim nhất kích thời điểm, có thể tiết kiệm một nửa tài phú. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nói chung chính là như vậy. Trong mắt quản gia gật đầu nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt chương này 50% ưu đãi khoán, trong lòng một trận lành lạnh. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thật vất vả từ Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối trong tay đổi tới được bảo vật trừ bỏ tán tài vương tọa nghi thức tiêu hao bảo vật bên ngoài. Hắn còn để lại một nhóm thiên tài địa bảo, để phòng không sẵn sàng chi cần. Tỷ như, làm đệ tử nhóm chế tạo chuyên môn pháp khí cái gì. Hiện tại chương này ưu đãi khoán vừa đến tay, hắn luôn có loại bảo vật của mình rất nhanh sẽ bị khắc kim đi ra cảm giác. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng mặt dạn mày dày hỏi, tiền bối, chương này ưu đãi khoán, có thể tiền mặt sao? Tam nhãn thiếu niên một mặt vui vẻ, người dài đủ đẹp trai không? Tống Thư Hàng. Nếu như ta trả lời đủ đẹp trai lời nói, tiền bối chịu tiền mặt sao? Kỳ thật, hắn trước khi tu luyện cũng coi là mi thanh mục tú, ngũ quan đoan chính. Tu luyện về sau, theo lần lượt tôi thể, lần lượt tấn cấp, hắn bây giờ tướng mạo vẫn có chút tiểu soái. Tốt, chuyện không thể nào cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phía ngoài tán tài nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, người cũng là thời điểm rời đi cái không gian này. Tam nhãn tiền bối ôm cái hộp kia. Đổ vào trên ghế xích đu, tháng sau gặp A. Năm tới gặp, Tống Thư Hàng cua 50% ưu đãi khoán. Chờ từ tán tài vương tọa bên trong sau khi rời khỏi đây, hiện thế hoa hạ chênh lệch thời gian không cần nhiều tiến vào một năm mới. Hắn, Tống Thư Hàng nhân sinh, đem bước vào mới tinh một năm. Tống Thư Hàng đẩy ra cửa gỗ nhỏ, bước vào tán tài vương tọa. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Lúc này, Thiên Hà Tô Thị thành viên, Cửu Châu nhất hào quần tiền bối, đều tại tán tài vương tọa từng cái trên bậc thang, chọn lựa bản thân cần bảo vật. Những bảo vật này vốn chính là Cửu Châu nhất hào quần thành viên cung cấp, đối quần bên trong các tiền bối tới nói, lần này tán tài cũng có chút giống tương hỗ trao đổi bảo vật hoạt động. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, khóa chặt Vũ Nhu Tử vị trí linh điệp tiền bối mời hắn ngầm thao tác, đem càn khôn vòng tay giao cho Vũ Nhu Tử. Hiện tại chính là thời điểm. Lúc này Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục còn có một bộ phận Cửu Châu nhất hào quần có thánh hào thành viên, đều ở vào bát phẩm huyền thánh cái kia trên cầu thang. Xảo chính là, Vũ Nhu Tử chính duỗi tay chụp vào một cái hộp. Tống Thư Hàng liếc nhìn lại, liền nhìn ra cái hộp kia bên trong chứa bảo vật. Đó là một chi cái châm cài đầu pháp khí hình thức ban đầu, dùng vật liệu là thất phẩm cùng bát phẩm hỗn hợp, còn chỉ rèn luyện xuất phát châm cơ bản bộ dáng. Từ hộp đến xem, đây là thất tu thánh quân cung cấp bảo vật. Vũ Nhu Tử mặt mỉm cười, lấy ra cái này hộp. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, vận dụng tán tài vương tọa quyền quản lý, âm thầm đem cái viên kia càn khôn vòng tay chuyển rời đến Vũ Nhu Tử lấy ra cái kia trong hộp, hoàn thành linh điệp tiền bối thỉnh cầu. Vũ Nhu Tử lấy ra hộp về sau, ngẩng đầu đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Sẽ không bị phát hiện à, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vũ Nhu Tử mở ra cái hộp kia, lấy ra cái châm cài đầu. Sau đó, nàng duỗi tay đem mái tóc dài của mình cuốn lên, thuần thục đem cái châm cài đầu cắm vào búi tóc. Tiếp đó, nàng lại lấy ra cái kia càn khôn vòng tay, đeo ở cổ tay. Lớn nhỏ phi thường phù hợp, dù sao cũng là linh điệp thánh quân vì Vũ Nhu Tử chế tạo riêng bảo vật. Quả nhiên, nàng phát hiện, nhìn thấy Vũ Nhu Tử động tác, Tống Thư Hàng liền biết lúc này Vũ Nhu Tử đã phát giác hắn ngầm thao tác thủ đoạn. Vũ Nhu Tử mang tốt càn khôn vòng tay về sau, liền xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Tô Thị A Thập Lục bí mật quan sát. A Thập Lục tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy trên cổ Bạch Long tỉ tỉ khăn quàng cổ, tùy ý ngó nhìn tán tài vương tọa lên bảo vật. Nàng cũng không có rất mong muốn đổ vật, sở dĩ chuẩn bị ở những người khác chọn lựa hoàn tất về sau, nàng lại tùy ý chọn tuyển một kiện, miễn cho không cẩn thận chọn lấy người khác muốn bảo vật. Mấy phút sau, một mực khi này cái trên cầu thang tất cả mọi người chọn tốt bảo vật. Tô Thị A Thập Lục tùy ý đi vào một cái hộp trước, duỗi tay đưa nó gỡ xuống. Tống Thư Hàng liếc một cái,
nhìn ra trong cái dương này thả chính là một đầu sa la phi bạch, đây là dùng để phối hợp tiên thường trang trí băng rua. Cùng Vũ Nhu Tử cái châm cài đầu một dạng, đầu này phi bạch đồng dạng là kiện pháp khí hình thức ban đầu. Nếu không, lại ngầm thao tác một chút, cho A Thập Lục cũng đưa niềm vui bất ngờ. Dù sao A Thập Lục vừa cho mình đưa cái chân quý mặt nạ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn tại bản thân hạch tâm thế giới trong bảo khố tìm kiếm một vòng, thở dài. Trên người hắn bảo vật quý giá vẫn phải có, nhưng đều là bất động sản. Bá Tống đạo hữu, người mới vừa rồi là không phải ngầm thao tác rồi. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên có một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, ta thật vất vả ngầm thao tác một chút, làm sao lại làm mọi người đều biết, phảng phất toàn thế giới đều biết ta dương ngầm rồi. Bá Tống đạo hữu nếu như còn có thể ngầm thao tác lời nói, ta chỗ này có kiện đồ vật, hy vọng ngươi có thể giúp ta âm thầm chuyển giao cho Tô Thị Tiểu Thập Lục được chứ. Cái thanh âm kia tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, thứ gì? Ba cái đóng gói tốt Tiểu Thập Lục, thanh âm kia trả lời. Tống Thư Hàng, ba cái đóng gói tốt Tiểu Thập Lục a, thật tốt. Đợi đã, vấn đề không phải cái này. Vì cái gì cái này thanh âm thần bí trong tay của chủ nhân sẽ có được ba cái đóng gói tốt Tiểu Thập Lục? A Thập Lục thí luyện, không phải một mực cần nhờ chính nàng đi tìm, gặp gỡ từng cái khác biệt A Thập Lục, sau đó đưa các nàng đánh bại, thu về sao? Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, Tô Thị Thằng Kết lão tổ. Cũng chỉ có Tô Thị thần bí lão tổ Thằng Kết, mới có thể làm đến can thiệp Tô Thị A Thập Lục thí luyện, đem khác biệt Tiểu Thập Lục đóng gói mang đến. Không thời gian giải thích, Tiểu Thập Lục liền muốn mở ra hộp quà, bá Tống đạo hữu ngươi có giúp hay không? Cái kia thanh âm thần bí thúc giục nói. Thỏa, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác đến lòng bàn tay của mình truyền đến yếu ớt không gian ba động. Loại này không gian ba động tần suất, không giống như là cửu phẩm kiếp tiên không gian lực lượng, ngược lại càng giống bạch tiền bối không gian thiên phú dị năng. Sau đó, Tống Thư Hàng lòng bàn tay nhiều ba thanh lớn bằng ngón cái tinh thạch. Mỗi một mai trong tinh thạch đều phong ấn một cái Tiểu Thập Lục chờ thân thủ xử lý. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cái này ba cái tinh thạch không tốt, cái này ba cái tinh thạch bên trên tán phát lấy đặc thù năng lượng lực trường, phàm là nhìn thấy bọn nó người, trong lòng liền sẽ đột nhiên sinh ra muốn đem bọn chúng cất giấu dục vọng. Cùng lúc đó, Tô Thị A Thập Lục đã nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp. Ngầm thao tác, Tống Thư Hàng vội vàng phát động bản thân tán tài vương tọa nhân viên quản lý quyền hạn. Thần không biết quỷ không hay đem ba cái Tiểu Thập Lục tinh thạch chuyển rời đến Tô Thị A Thập Lục trong hộp. Trong chớp mắt này, Tô Thị A Thập Lục mở dương động tác có chút dừng lại. Nàng tại lựa chọn cái hộp này lúc, kỳ thật đã đánh giá ra trong cái hộp này chứa bảo vật, nhưng khi nàng tại mở ra hộp sát na, trong đó đột nhiên nhiều ba kiện cùng nàng tính mệnh tương liên vật thể. Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng lòng có cảm giác. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Liền nhìn thấy tại đầu kia phi bạch băng rua bên cạnh, theo thứ tự sắp hàng ba cái lớn bằng ngón cái tinh thạch, mỗi một khối trong tinh thạch đều phong ấn một cái Tô Thị A Thập Lục phiên bản thu nhỏ. Đây là thí luyện phân liệt thể, Bạch Long tỷ tỷ kinh ngạc nói. Nhưng vì cái gì Tô Thị A Thập Lục thí luyện phân liệt thể, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là Thư Hàng sao? Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu, đối Tống Thư Hàng quơ quơ tay nhỏ. Trên vương tọa Tống Thư Hàng lộ ra một cái anh tuấn thiếu dung đáng tiếc bị mặt nạ chặn. Tô Thị A Thập Lục thận trọng đem ba cái tinh thạch thu hồi, bởi vì tinh thạch thể tích rất nhỏ, Bạch Long tỷ tỷ chỉ cần mở ra một cái không gian nho nhỏ cửa vào, liền có thể đem cái này ba cái tinh thạch cùng trước đó thu thập tất cả A Thập Lục phân liệt thể an trí đến cùng một chỗ. Theo Tô Thị A Thập Lục mở dương hoàn tất, tán tài vương tọa hoạt động cũng hạ màn kết thúc. Trừ bỏ bị Tô Thị thành viên Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên chọn lựa đi bảo vật bên ngoài, tán tài vương tọa bên trong còn có một bộ phận thiên tài địa bảo còn sót lại. Bất quá bộ phận này bảo vật, Tống Thư Hàng không cách nào điều động, đến giữ lại gia nhập tiếp theo về tán tài nghi thức bên trong đi sau đó, chờ hắn cùng Tam Nhãn tiền bối ở giữa đổ ước hoàn thành, giải trừ cùng tán tài vương tọa khóa lại thời điểm, hắn có thể một hơi đem tán tài vương tọa bên trong còn sót lại bảo vật, chuyển hóa làm một phát khắc kim nhất kích. Tựa như lúc trước đời trước tán tài vương tọa nhân viên quản lý Tiêu Diêu tán nhân. Tán tài vương tọa vòng xoáy lại bắt đầu lại từ đầu xoay tròn. Từ tán tài nghi thức ở bên trong lấy được hài lòng bảo vật Tô Thị tộc nhân, bị từng cái chuyển di ra ngoài, trở xuống mặt đất. Sau một lát,
Tán Tài Vương tọa bên trong chỉ còn sót lại Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên. Các vị tiền bối, chúng ta cũng đi xuống đi, Tống Thư Hàng cười nói. Ta phải đi xuống trước, Thiên Hà Tô Thị Niên Hội vẫn phải từ ta cùng A Tứ đến chủ trì. Tô Thị A Thất đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, Thư Hàng tiểu hữu cái này đợt làm xinh đẹp. Chỉ bằng cái này một đợt tán tài nghi thức, Thiên Hà Tô Thị toàn thể thành viên đối Tống Thư Hàng hảo cảm chỉ đem tăng lên không ngừng. Độ thiện cảm càng cao, tương lai Thư Hàng tiểu hữu mới có thể tại Thiên Hà Tô Thị như cá gặp nước, muốn làm gì thì làm. Cũng may mà các tiền bối đại lực ủng hộ, Tống Thư Hàng cười nói. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, bắt đầu từ tán tài vương tọa không gian bên trong rời khỏi. Tống Thư Hàng nhìn qua từng cái rời đi tiền bối, trong đầu liền nhớ tới bản thân bản mệnh kim đan cấu đồ. Hắn bản mệnh kình đan bên trên, có một chương đặc thù nhất kim đan cấu đồ tinh lộ đồ. Bản mệnh kình đan lên long văn vẩy xuống đại lượng tinh quang, tại cá voi trên người dựng ra một đầu quanh co tinh lộ. Mà Tống Thư Hàng chỗ nhân vật quen biết, đều hóa thành hư ảo thân ảnh, xuất hiện tại đầu này tinh lộ bên trên. Từ Tống Thư Hàng cái thứ nhất tiếp xúc Vũ Nhu Tử Vi bắt đầu, cuối cùng lại lấy một cái khác đẩy cửa Vũ Nhu Tử Vi cuối cùng. Tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, cùng Tống Thư Hàng kim đan mã QA bên trong đại bộ phận đại lão hảo hữu thân ảnh, đều có thể tại tinh lộ bên trên tìm tới. Bất quá, đầu này tinh lộ bên trên, không có Bạch tiền bối, không có Bạch tiền bối, không có Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, A Thập Lục thân ảnh, vẫn không có. A. À, bởi vì đang lúc hắn cảm thán thời điểm, tại chương này tinh lộ đồ mở đầu vị trí, Vũ Nhu Tử cùng Hoàng Sơn tiền bối trung gian, có một đạo hư nhược thân ảnh bắt đầu hiển hiện, sinh ra. Sóng vai tóc ngắn, nhọn tiểu long giác, tinh xảo như búp bê khuôn mặt nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Là Tô Thị A Thập Lục thân ảnh. Một mực đến nay, đều không thể hình chiếu đến Tống Thư Hàng bản mệnh tinh đường đồ lên Tô Thị A Thập Lục, tại 2019 năm sắp lúc kết thúc, kết tại ngưng tụ thành hình. Tống Thư Hàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục tinh lộ đồ lên A Thập Lục ngưng hình thành công, phải chăng đại biểu cho Tô Thị A Thập Lục thí luyện thành công. Quả nhiên, phía dưới Tô Thị A Thập Lục trên người phát sinh biến hóa. Nàng long giác tựa hồ thoáng tăng cao một chút từ một phương diện khác tới nói, long giác cũng là thân thể một bộ phận. Kể từ đó, Tô Thị A Thập Lục thân cao trong lúc vô hình tăng lên một chút xíu. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục khí tức biến hoàn thiện. Mặc dù vẫn như cũ cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác, nhưng lúc này A Thập Lục, phảng phất là rốt cục có căn. Không còn giống trước đó như thế, nhẹ nhàng phảng phất tùy thời muốn tiêu tán. Cái kia thanh âm thần bí chủ nhân để Tống Thư Hàng ngầm thao tác ba cái tiểu thập lục, chính là Tô Thị A Thập Lục lần này biến hóa mấu chốt. Quá tốt rồi. Tống Thư Hàng đánh giá bản mệnh tinh đường đồ bên trên chậm rãi hoàn thiện Tô Thị A Thập Lục, sâu trong đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra đến cảm tạ bên dưới vừa mới cái kia thanh âm thần bí chủ nhân. Đạo hữu, người vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng thử nghiệm trong đầu kêu một tiếng. Vẫn còn ở đó, cái kia thanh âm thần bí trả lời. A Thập Lục sự, tạ ơn đạo hữu. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Người có thể gọi ta tiểu khả ái. Cái kia thanh âm thần bí trả lời. Tống Thư Hàng. Gặp lại, cái kia thanh âm thần bí nói. Lần này, nàng không có ngụy trang bản thân thanh tuyến. Thanh âm này, cùng Tô Thị A Thập Lục thanh âm giống nhau đến mấy phần, nhưng cho người ta một loại rất thành thục cảm giác. A Thập Lục mụ mụ. Nếu như cái này thanh âm thần bí chủ nhân thật sự là A Thập Lục mụ mụ lời nói. Cái kia, muốn hay không hỏi một chút A Thập Lục liên quan tới mẹ của nàng sự. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, khi này suy nghĩ vừa nổi lên lúc, hắn đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện lần này Tô Thị Niên Hội, hắn không có nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục phụ mẫu. A Thất tiền bối cũng không có vì hắn giới thiệu qua, A Thập Lục cũng không có nhắc qua liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình. Mà lại, lúc trước Tô Thị A Thập Lục tứ phẩm thiên kiếp xảy ra chuyện lúc, cha mẹ của nàng cũng một mực chưa từng xuất hiện, từ đầu tới đuôi đều là Tô Thị A Thất tại quan tâm. Kết hợp những đầu mối này, suy nghĩ thêm đến tu sĩ nghề nghiệp nguy hiểm cùng tính tàn khốc. A Thập Lục phụ mẫu, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một cái không quá tốt suy đoán. Nếu thật như thế, liên quan tới Tô Thị A Thập Lục mụ mụ sự tình, liền không quá tốt hướng A Thập Lục trực tiếp hỏi. Một hồi sau khi rời khỏi đây,
trước lặng lẽ hướng Tô Thị A Thất tiền bối xác minh bên dưới A Thập Lục phụ mẫu sự đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lại tại trong đầu thử nghiệm kêu gọi cái kia thanh âm thần bí tiên tử, nếu như đối phương còn ở đó, liền trò chuyện tiếp trò chuyện, nói không chừng có thể moi ra thân phận đối phương. Bất quá lần này, thanh âm thần bí chủ nhân đã rời đi, không tiếp tục hồi phục. Lại là một cái làm việc tốt lại không nguyện ý lưu danh tốt tiền bối. Kỳ thật Tống Thư Hàng vẫn là rất ưa thích này chủng loại hình tiền bối, bởi vì có đôi khi hắn cũng ưa thích làm việc tốt không lưu danh. Tống Thư Hàng từ trầm tư trạng thái bên trong rời khỏi lúc, phát hiện chẳng biết lúc nào, quần bên trong các tiền bối đã toàn bộ từ tán tài vương tọa đại tuyển qua rời đi, chỉ để lại hắn cùng A Thập Lục, Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục mở to mắt, chậm rãi thổ tức, xem ra nàng thành công dung hợp cái này ba cái mới phân liệt thể. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi ở bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi, A Thập Lục, người thí luyện hoàn thành sao? Trên cơ bản tính kết thúc, chỉ kém một bước cuối cùng. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay nhỏ, bảy cái ủng hộ tư thế, một bước cuối cùng cần tiêu hao thời gian dài rằng giặc đi mài, chỉ cần tiêu hao thời gian là đủ. Sở dĩ từ phương diện nào đó tới nói, thí luyện đã hoàn thành. Chúc mừng A Thập Lục, Vũ Nhu Tử chúc mừng nói. Tô Thị A Thập Lục, tạ ơn. Bạch Long tỷ tỷ thần thức đảo qua A Thập Lục thân thể, gật đầu nói, khí tức phương diện đã ổn định, đón lấy đến hảo hảo bồi bổ là được. Tống Thư Hàng đồng ý nói, là đến bồi bổ, A Thập Lục ngươi quá nhẹ. Thư Hàng A, đối với thiếu nữ tới nói, thể trọng thế nhưng là càng nhẹ càng tốt thuộc tính, người vẫn là không hiểu thiếu nữ tâm. Tâm Ma Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi hiểu. Nói nhảm, ngươi không nghe thấy ta thiếu nữ âm A. Tâm Ma Xích Tiêu kiếm trả lời. Tống Thư Hàng, bất lực phản bác. Lúc này, đỉnh đầu hắn sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, đúng rồi, khăn quàng cổ đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu hỏi, chuyện gì, ngốc mau tiên tử? Hai vị tiên tử tại bất luận cái gì phương diện đều không cam lòng yếu thế. Sở các chủ ngốc mau ôn nhu cười nói, ta trước mấy ngày nhìn thấy Bạch Cốt Tiên Cơ, cũng cùng nàng trao đổi một chút. Bạch Cốt Tiên Cơ, nàng rốt cục cũng xuất hiện a. Bạch Long tỷ tỷ thân thể không tự chủ được rút lại, nói chuyện riêng nói chuyện riêng. Đến, ta mở truyền âm nhập mật, thiết cái mật mã phòng ngừa bị người nghe trộm. Sở các chủ ngốc mau nói. Trước tư ta mật mã, Bạch Long tỷ tỷ nói. Sau đó, Bạch Long tỷ tỷ và sở các chủ ngốc mau tiến vào mật mã truyền âm nhập mật hình thức, xì xào bàn tán. Nói chuyện riêng sẽ mang thai công đức xà mỹ nhân nắm lấy cơ hội xông ra. Dùng cuồng đao tam lãng thanh âm kêu lên đây là lúc trước tam lãng tiền bối tại quần bên trong phát giọng nói, chẳng biết lúc nào bị công đức xà mỹ nhân thu xuống tới. Mang thai sinh dục không cần sợ, phụ khoa bệnh viện, trăm năm phụ sinh, cả đời không lo, làm phẩm chất nữ nhân. Tạo hóa tiên tử tiếp khẩu hát nói. Hai vị tiên tử hát thôi, lại cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng cái bóng. Lão sau một lúc lâu, da đen Vũ Nhu Tử kiên trì đăng tràng. Tiếp lời nói, tốt dựng cả đời, hạnh phúc một thế. Công đức, tạo hóa hai vị tiên tử lộ ra nụ cười hài lòng. Bầu không khí biến mê chi xấu hổ. Lại thêm Tống Thư Hàng gần nhất đối mang thai, tuyệt dục cái đề tài này có chút mẫn cảm. Tụ lý càn khôn, thế là hắn vung tay lên, lần nữa đem ba vị tiên tử chứa vào trong tay áo. Đi thôi, Tống tiền bối, A Thập Lục, quần bên trong các tiền bối đều chờ chúng ta ở bên ngoài. Bên cạnh Vũ Nhu Tử thân mật nói sang chuyện khác, mang đi không khí lúng túng. Ba người song hành, từ tán tài vương tọa trên cầu thang nhảy xuống, đi vào đại tuyển qua xuất khẩu. Cự ly 2020 năm, đã chỉ còn lại có một giờ không đến thời gian. Một năm mới, khởi đầu mới, Tống Thư Hàng nhanh chân bước ra vòng xoáy. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục theo sát phía sau. Bước ra một bước tán tài vương tọa sau. Tống Thư Hàng thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tựa như cùng sôi trào một dạng, điên cuồng vận chuyển. Tại phía xa nhân tạo tiểu thế giới bế quan bản thể, mở mắt. Hắn triệt để tiếp thu, dung hợp không biết bạch một số 33 truyền tới tin tức số liệu cái này một đoàn đại số cư, chính là cả một cái thế giới. Đồng thời, hạch tâm thế giới bắt đầu tiến hóa tại không biết bạch một số 33 phối hợp xuống. Nhân tạo tiểu thế giới cùng hạch tâm thế giới ở giữa hoàn thành giai đoạn thứ nhất đồng bộ.
Lúc này nhân tạo tiểu thế giới thành hạch tâm thế giới một cái căn cứ phụ thuộc vào hạch tâm thế giới phía trên. Tại hạch tâm thế giới cùng nhân tạo tiểu thế giới ở giữa, nhiều một đầu cùng bạch tiền bối tà liên thế giới một dạng thông đạo. Chỉ chờ Tống Thư Hàng cảnh giới lại đề thăng về sau, hạch tâm thế giới liền có thể trực tiếp đem nhân tạo tiểu thế giới dung nhập, trở thành tự thân một bộ phận. Cả một cái thế giới số liệu, vô hạn cường hóa Tống Thư Hàng tinh thần lực. Không biết bạch một số 33 lực lượng, cường hóa tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cảnh giới cùng năng lượng. Hạch tâm thế giới tiến hóa, đồng dạng tại trả lại Tống Thư Hàng. Bước ra một bước, Tống Thư Hàng trạng thái liền bành trướng. Cái gì gần đây bên trong muốn kiềm chế cảnh giới, nghiên cứu chân thực huyễn tượng, học tập viễn cổ ngôn ngữ loại hình, đều là hư. Tại bành trướng thực lực trước mặt, đều là hổ giấy. Tống tiền bối, thực lực của ngươi tại bão tố xe, tiếp tục như vậy nữa. Sẽ lật xe, lúc này, Vũ Nhu Tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, đúng vậy, Vũ Nhu Tử, ta biết. Rõ ràng cự ly 2020 năm chỉ có một giờ nhiều thời giờ, bình an tiến vào năm tới nguyện vọng, nhưng phải bỏ mình tại điểm cuối cùng tuyến trước đó, đây chính là nhân sinh tàn khốc. Ta mang ngươi chuyển di vị trí, Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói. Phía dưới tụ tập Cửu Châu nhất hào quần tiền bối cùng thiên hà Tô Thị thành viên. Nếu như bị thiên kiếp đại lão tận diệt lời nói, trời có thể biết lôi kiếp sẽ cường hóa đến đáng sợ đến bực nào trình độ. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, chỉ là thiên kiếp mà thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, một hồi ta cùng bản thể thông qua hạch tâm thế giới trực tiếp chuyển rời đến không người trong vũ trụ đi. Dựa vào thực lực của ta, bát phẩm thiên kiếp không gây thương tổn ta. Liền xem như một mình đối mặt thiên kiếp, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Quả nhiên, bởi vì lần kia quấy nhiễu nguyên nhân, có một số việc thoáng phát sinh biến hóa. Vũ Nhu Tử con ngươi hơi trầm xuống. Trước mắt Tống tiền bối bởi vì nàng quấy nhiễu, không có đau lòng chuyện cũ, thể xác tinh thần đều phi thường khỏe mạnh phát dục tâm tính tốt, thân thể khỏe mạnh Tống tiền bối tại kinh lịch càng nhiều kỳ ngộ về sau, tốc độ tu luyện liền tăng lên một đoạn. Cuối cùng, Tống tiền bối khi độ kiếp ở giữa cũng đương nhiên trước thời gian. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử hiệu ứng. Chỉ là Tống tiền bối lần này độ kiếp phi thường trọng yếu cùng đặc thù, cần bóp tốt thời gian. Chờ đợi một cái trọng yếu thiên thời tiến đến. Sở dĩ, không thể để cho Tống tiền bối sớm độ kiếp. Trước kéo dài một chút Tống tiền bối độ kiếp thời gian, chờ đợi thời cơ tiến đến về sau, lại nhất cổ tác khí, xông mở bát phẩm cảnh giới bình cảnh, chính thức độ kiếp tấn thăng huyền thánh. Nghĩ tới đây, Vũ Nhu Tử một bước đến Tống Thư Hàng bên người, bắt hắn lại cánh tay, tóm lại, ta trước giúp Tống tiền bối phanh lại đi. Đang khi nói chuyện, từ trong tay nàng có một đạo nhu hòa lực lượng kèm theo tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên. Cái này nhu hòa lực lượng bên trong ẩn chứa thời quang thuộc tính, vậy mà có thể xuyên thấu qua nguyên thần trực tiếp ảnh hưởng Tống Thư Hàng bản thể, đi dẫn đạo lắng lại bản thể bên trong bành trướng lực lượng, đưa nó tạm thời áp chế xuống. Bất quá loại này áp chế phương pháp, chỉ là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Một khi đã mất đi Vũ Nhu Tử lực lượng dẫn đạo, áp chế, Tống Thư Hàng bản thể bên trong lực lượng liền sẽ lần nữa cuồng bạo bành trướng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Tống tiền bối, tạm thời không phải tấn cấp thời điểm. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Vì cái gì, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên hỏi, hiện tại tấn cấp, sẽ có nguy hiểm không? Mặc dù không có tương ứng ký ức, nhưng là một lần kia, tại Hắc Long thế giới đem Cửu Châu nhất hào quần tiền bối cuốn vào bát phẩm thiên kiếp, tập thể độ kiếp hiển thánh về sau, Tống Thư Hàng trong lòng liền một mực có loại vô cùng bất an cảm giác, vùng đi không được liền phảng phất tại cái nào đó thời gian điểm chúng, hắn mất đi trọng yếu tiền bối, bi thương khóc thành nước mắt người. Rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng bên cạnh hắn người trọng yếu, mỗi một cái cũng còn sống thật tốt. Nhưng loại này cảm xúc, từ nội tâm của hắn chỗ sâu hiện lên, không cách nào lắng lại. Cho nên, từ Hắc Long thế giới về sau, Tống Thư Hàng mỗi lần khi độ kiếp, đều cực lực tránh đi thành đoàn độ kiếp loại khả năng này, tránh đem những người khác cuốn vào thiên kiếp của hắn bên trong lần trước, cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ bị thiên đạo bạch lưu lại thủ đoạn đưa đến đi qua hai người độ kiếp, kia là không thể kháng cự nhân tố. Hiện tại, nhìn thấy tương lai Vũ Nhu Tử áp chế hắn độ kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng liền lập tức hiện lên một cái suy đoán suy nghĩ. Hẳn là mình bây giờ độ kiếp, sẽ dẫn tới nguy cơ to lớn.
cho nên tương lai Vũ Nhu Tử mới có thể tới ngăn cản hắn. Không thể nói nguy hiểm, chỉ là thời cơ không đúng. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái kia những người khác sẽ có nguy hiểm không? Tống Thư Hàng suy tư hỏi, nếu như hắn không có nguy hiểm, kia có phải hay không là lần này độ kiếp, hắn lại đem người khác cuốn vào đến mình huyền thánh kiếp bên trong. Yên tâm đi, Tống tiền bối, sẽ không có những người khác cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Vũ Nhu Tử an ủi, bất quá nàng không có đem lại nói đầy. Dù sao bởi vì nàng lần trước quấy nhiễu, rất nhiều chuyện đã trải qua phát sinh biến hóa. Mặt khác, coi như không có đồng quái tiền bối, cổ hồ quan tiền bối cùng điền điềm tiên tử ngoài ý muốn, Tống tiền bối vẫn như cũ biến thành thục rất nhiều. Điểm ấy, thật sự là không thể tốt hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi trước Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Vô luận Thư Hàng muốn cái gì thời điểm độ kiếp, hiện tại rời đi trước thiên hà Tô Thị Niên hội lại nói. Phía dưới nhiều như vậy cửu châu nhất hào quần tiền bối cùng Tô Thị tu sĩ, ở lại đây luôn luôn cái tai họa ngầm. Tốt, quay đầu cho Tô Thị A Thất tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối nhắn lại. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Hạch tâm thế giới, sở các chủ bên cạnh cái ao bên trên. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục thân ảnh hiển hiện. Ta cho A Thất phát cái tin tức, Tô Thị A Thập Lục nói. Vậy ta phụ trách hướng Hoàng Sơn tiền bối báo tạo tình huống. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, hắn tại thiên hà Tô Thị vị trí lưu lại cái nhỏ thông đạo, dùng để truyền lại tín hiệu. Vũ Nhu Tử hai tay vẫn như cũ nắm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, phụ trách áp chế hắn thể nội bành trướng lực lượng. Thiên hà Tô Thị niên hội. Hoàng Sơn tôn giả nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng ba người biến mất địa phương. Thư Hàng tiểu hữu muốn làm gì, đột nhiên mang theo Tiểu Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử biến mất. Bắc Hà tán nhân nghi ngờ nói. Tô Thị A Thất xoa cằm, nếu như chỉ là mang theo A Thập Lục rời đi, ta ngược lại là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng còn mang lên Vũ Nhu Tử làm gì? Nhà A Thất, thiên hà Tô Thị chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Lệ Chi tiên tử cười hỏi. A. Tô Thị A Thất sững sờ, sau đó khoát tay nói, không phải, Lệ Chi tiên tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tại niên hội mở ra trước đó, A Thập Lục liền cùng ta đề cập qua, thừa dịp niên hội thời điểm, nàng có một số việc muốn đơn độc cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu nói chuyện. Cho nên nàng nếu như mang theo Thư Hàng tiểu hữu rời đi, ta có thể hiểu được. Bất quá, tại tình cảm phương diện, thiên hà Tô Thị hẳn là bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị tâm lý đi. Dù sao lần trước, Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng Tiểu Thập Lục cùng một chỗ hiển thánh giảng pháp. Chuyện này, chư thiên vạn giới người tu luyện đều thấy được. Thiên nhiên đệ nhất thánh mặt lại lớn như vậy, thiên hà Tô Thị tự nhiên cũng phải cân nhắc Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng ở giữa khả năng tồn tại tình cảm phương diện vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thất cùng Hoàng Sơn tôn giả điện thoại đồng thời vang lên. Hai người rất đồng bộ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Sau đó, Tô Thị A Thất cùng Hoàng Sơn tôn giả bộ mặt biểu lộ, bắt đầu tiến vào đồng bộ hình thức, hai người đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó một mặt kinh ngạc, lại nói tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Thư Hàng tiểu hữu tin tức, Hoàng Sơn tôn giả nói. Tiểu Thập Lục tin tức, Tô Thị A Thất đồng thời nói. Bắc Hà tán nhân hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì? Là Thư Hàng tiểu hữu vấn đề, Hoàng Sơn tôn giả đưa tay đè lên mình ngực trái tim, nhét nhét. Thư Hàng hắn, khả năng lại muốn tấn cấp, Tô Thị A Thất dùng nặng nề giọng nói. Bắc Hà tán nhân, tính toán thời gian, cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Dược sư gật đầu nói. Tháng này hẳn là tính tương đối trễ đi, dĩ vãng đều là giữa tháng thời điểm liền tấn cấp, tháng này đều đã kéo tới cuối tháng ngày cuối cùng, thậm chí cuối cùng một giờ. Giang Tử Yên phu sướng phụ tùy nói. Diệt Phượng công tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái kia A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử chạy tới xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ lại muốn chơi thành đoàn độ kiếp? Thành đoàn độ kiếp, một vị soái khí cư sĩ hai mắt sáng lên. Không phải, A Thập Lục nói, Vũ Nhu Tử đang trợ giúp Tống Thư Hàng điều tiết năng lượng. Bởi vì sự tình tới quá đột ngột, cho nên, Thư Hàng tiểu hữu cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút, tốt đối mặt thiên kiếp. Hẳn không phải là thành đoàn độ kiếp, Tô Thị A Thất trả lời. Tu sĩ tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, khẳng định phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đây là thưởng thức.
Thư Hàng tiểu hữu muốn chuẩn bị đồ vật, cũng có thể lý giải. Ta đi cùng Tô thị tộc nhân nói một chút tình huống, nói không chừng qua sang năm đầu năm lúc, chúng ta liền có thể nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu lần thứ 5 lên đài giảng pháp. Tô thị A Thất thu hồi điện thoại, hướng tộc nhân vị trí bước đi. Hạch tâm thế giới. Tô thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử ngồi tại Sở Các Chủ đối diện, sáu ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Các Chủ. Sở Các Chủ, lúc nào mới là ta độ kiếp thời cơ tốt? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta nhớ được, hẳn là thiên địa xuất hiện đại biến hóa thời điểm. Vũ Nhu Tử trả lời. Thiên địa đại biến, Tống Thư Hàng nhớ tới gần nhất hiện thế biến hóa. Bây giờ thiên đạo cầu rời trước sắp đến, thiên đạo di thuế cầu bốn phía nhảy nhót, tà vọng ngầm sinh. Cho người ta một loại mảng lớn sắp diễn ra tức thị cảm. Vậy chúng ta bây giờ liền làm trở lấy. Tống Thư Hàng hỏi. Sở Các Chủ, lại nói, ba các người dương mắt nhìn, tại sao phải chỉnh tề ngồi ở trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm nhìn. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Thư Hàng, người có thể thừa dịp hiện tại làm chút độ kiếp trước công tác chuẩn bị. Dĩ vãng mỗi lần Tống Thư Hàng độ kiếp thời điểm, thiên kiếp đều là nói đến là đến, căn bản không cho người ta chuẩn bị cơ hội tại trong trí nhớ của nàng. Cho tới bây giờ, Tống Thư Hàng độ kiếp còn không có thử qua sử dụng độ kiếp đại trận tư vị. Lần này, có Vũ Nhu Tử thay hắn tạm thời áp chế bản thể bành trướng lực lượng, thắng được một chút thời gian chuẩn bị, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Độ kiếp trước chuẩn bị, thật là có điểm không quen, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Chẳng biết lúc nào, hắn đều quen thuộc tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên chính diện đối thiên kiếp. Sở Các Chủ có chút nổi lên, nói, ngươi sau đó phải độ chính là bát phẩm huyền thánh kiếp, độ kiếp đại trận không phát huy được tác dụng. Cho nên... xem trước một chút có nào vật trang sức có thể mang vào thiên kiếp thế giới đi. Tống Thư Hàng trên người vật trang sức phi thường phong phú, đáng tiếc có thật nhiều vật trang sức chỉ có thể tại hiện thế sử dụng, một khi đưa vào thiên kiếp thế giới, sẽ sinh ra thành đoàn độ kiếp đặc hiệu, tăng cường thiên kiếp uy lực. Bằng không mà nói, bằng Tống Thư Hàng một thân thần trang thêm các loại vật trang sức, cửu phẩm thiên kiếp đều có thể đổi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên một cái. Đem tạo hóa, công đức, da đen Vũ Nhu Tử từ tụ lý càn khôn trung chuyển ra. Da đen Vũ Nhu Tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối liền lưu tại hạch tâm thế giới đi. Hắn lên tiếng nói. Thân là tâm ma, da đen Vũ Nhu Tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tốt nhất vẫn là không cần đưa vào thiên kiếp không gian, miễn sinh vấn đề. Công đức xà Mỹ nhân nhẹ gật đầu, nàng há miệng đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra, đưa nó giao cho da đen Vũ Nhu Tử tạm thời đảm bảo. Tạo hóa tiên tử cũng lưu lại đi, người đi vào cũng vô pháp ra tay giúp đỡ Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Tạo hóa tiên tử lần này khéo léo nhẹ gật đầu, đối Tống Thư Hàng nói, Tống, a ngây ngốc đần. Tống Thư Hàng trả lời, cũng tốt, vậy đi tìm kiếm thánh nhân nho điển sự tình, liền giao cho tiên tử ngươi. Lần trước hắn đem béo cầu đại lão phân thân tiểu hào lừa gạt đến tán tài vương tọa khi tiền đánh bạc, tam nhãn tiền bối. Hí tinh mã cùng một chỗ tiến hành bốn người đánh cược về sau, hí tinh mã tiền bối trở thành người thắng cuối cùng. Bất quá cuối cùng, rời đi trước, nó đem tất cả thắng đến bảo vật đều ném cho Tống Thư Hàng. Cho nên, Tống Thư Hàng mới thật sự là cười đến cuối cùng nam nhân. Lần kia tiền đặt cược tức cường lực lại phong phú, bao quát tam nhãn tiền bối bản thiết kế, béo cầu đại lão tiểu hào phân thân không gian quyền hành cùng liên quan tới nho gia thánh nhân trí bảo nho điển hạ lạc. Để tránh đêm dài lắm mộng, tạo hóa tiên tử đề nghị, thừa dịp Tống Thư Hàng đi độ kiếp thời điểm, từ nàng đi tìm thánh nhân nho điển vị trí. Tống Thư Hàng đem nho ra thánh nhân nho điển ẩn thân tình báo lấy ra, giao cho tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử mừng rỡ tiếp nhận tình báo, Tống A ngốc ngốc. Không khách khí, bất quá phần tình báo này là béo cầu đại lão cung cấp, cho nên nho điển chỗ ẩn thân rất có thể tràn đầy nguy cơ. Tạo hóa tiên tử đi tìm nho điển thời điểm. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Thật có nguy hiểm liền đi nho ra tìm kiếm chi viện, hoặc là chờ ta độ kiếp sau ra. Tống Thư Hàng dặn dò. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, hắc ô ô. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay mở ra một cái hạch tâm thế giới cửa ra vào, tọa độ ở vào hoa hạ cảnh giới. Tạo hóa tiên tử hướng đám người phất phất tay, sau đó nhấc lên nho váy váy, rời đi hạch tâm thế giới. Bên cạnh, Sở Các Chủ hỏi Bạch Long tiên tử. Người nghe hiểu không? Nghe hiểu mới là lạ được không? Bạch Long tỷ tỷ đạo mọi người tại đây, trừ Tống Thư Hàng bên ngoài,
chỉ sợ cũng chỉ có tiên tử có thể hiểu được tạo hóa tiên tử cái kia một chuỗi Tống A ngốc, Tống A đần, H.O.O. suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Tâm linh cảm ứng, bia đá đạo hữu suy đoán nói. Đừng có nằm mộng, Tống Thư Hàng làm sao có thể nắm giữ như thế cao giai pháp thuật. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha nói. Tống Thư Hàng. Đúng rồi, ta sợi tóc kia, đến lúc đó ta sẽ thả không nàng bên trong năng lượng, để nàng cùng ngươi tiến thiên kiếp thế giới. Sở các chủ lại nói. Chạy không năng lượng sở ngốc mau, chính là cây phổ thông tóc, sẽ không khiến cho thiên kiếp dị biến. Đến lúc đó, mặc dù không cách nào cho Tống Thư Hàng cung cấp pháp thuật cùng năng lượng bên trên trợ giúp, nhưng có thể cho hắn một chút kinh nghiệm cùng tri thức phương diện chỉ điểm. Tiện thể, nàng có thể toàn bộ hành trình tiếp sóng Tống Thư Hàng độ kiếp trải qua. Tạ ơn sở tiền bối. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Pháp khí trạng thái, đan dược số lượng, linh thạch đều kiểm tra một chút. Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vừa thăng song cấp, trạng thái chính tốt, khôi phục linh lực đan dược cũng có, hoạt tuyền ta cũng chuẩn bị một chút đặt ở càn khôn vòng tay không gian bên trong. Bình thiên quan bên trong công đức chi lực đã trải qua tràn ngập, linh thạch cũng có một chút. Khắc kim, còn có chương 50% ưu đãi khoán có thể sử dụng. Bia đá đạo hữu trạng thái cũng không tệ, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Thật có lỗi, đối thiên kiếp ta không cách nào giúp ngươi. Bia đá đạo hữu đạo hắn là thiên đạo bạch pháp khí. Cũng đúng, đáng tiếc, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn mang bia đá đạo hữu cùng một chỗ đối thiên kiếp. Ta đối qua đông đảo đại lão bên trong, thiên kiếp đại lão đối bắt đầu nhất hăng hái. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói chỉ cần không phải thành đoàn độ kiếp, đối thiên kiếp cũng rất có ý tứ. Bia đá đạo hữu lại nói, liên quan tới đối thiên kiếp đại lão, ta đột nhiên có một ý tưởng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay tại bên hông mình huy động, nếu như ta đem mình cắt thành hai nửa, sau đó dùng công đức chi lực bổ sung, đến lúc đó độ huyền thánh kiếp lúc, đem nửa người đưa vào đi độ kiếp, có được hay không thông? Hắn đây là nhớ tới bạch tiền bối thao tác hiện tại bạch tiền bối chính là một phân thành hai trạng thái, một nửa lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới, một nửa ở bên ngoài nghiên cứu tạo thần kế hoạch. Nếu như kế hoạch này có thể làm được thông, hắn đem nửa người đưa vào đi, coi như xảy ra ngoài ý muốn bị thiên kiếp trẻ thành cho bụi, mặt khác nửa người còn có thể sử dụng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, một lần nữa đem cho bụi nửa người mọc ra. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy, lớn nhất có thể là hai cái rưỡi thân đều bị kéo vào thiên kiếp thế giới, nói không chừng trả lại cho ngươi tính hai người đầu, thiên kiếp uy lực gấp bội. Quy tiền bối không biết lúc nào bò tới, nói, Bạch Thánh là tại độ kiếp thời điểm, đem mình mở ra, đem nửa người đưa ra đến, cùng ngươi thao tác trình tự khác biệt. Ngươi không có thủ đoạn đem mình nửa người từ thiên kiếp thế giới đưa ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tống Thư Hàng nghe vậy, cười hắc hắc. Hắn điểm mở tu chân nói chuyện phiếm công năng, lôi ra bạch tiền bối phát cái tin tức, bạch tiền bối, có rảnh không? Ta nghĩ đến hai thanh duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, độ kiếp dùng. Ngươi muốn độ kiếp rồi, chờ chút, ta cho ngươi kéo người. Bạch tiền bối trả lời. Một lát sau, Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Đinh nhân viên quản lý A Bạch mời Bạch Cốt Tiên Cơ gia nhập tu chân nói chuyện phiếm liệt biểu. Đối mặt Bạch tiền bối đột nhiên xuất hiện thao tác, Tống Thư Hàng phi thường bình tĩnh. Cơ thao, vật sáu, đều là tỏa. Tu chân nói chuyện phiếm công năng mặc dù là hắn kim đan mã QA biến hóa ra năng lực thiên phú, nhưng hảo hữu liệt biểu bên trong các vị đại lão tao thao tác không ngừng, Tống Thư Hàng sớm đã thành thói quen. Đốt Bạch Cốt Tiên Cơ đồng ý mời, tăng thêm bá Tống làm hảo hữu, ghi chú, cốt khoa. Tống Thư Hàng. Ngoại trừ đại lão nhóm cơ thao đặc biệt nhiều bên ngoài, tu chân nói chuyện phiếm bản thân thao tác cũng phi thường phong tao. Đặc biệt là tại ghi chú biệt danh phương diện, thiên phú đặc biệt. Tống Thư Hàng ánh mắt tại tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu bên trong nhìn một vòng, sau đó hắn duỗi nhẹ tay quơ nhẹ động, đem xốp giòn hung, vẽ rơi chán sở các chủ, cốt khoa Bạch Cốt Tiên Cơ, kim long khăn quàng cổ Bạch Long tỷ tỷ ba vị tiên tử kéo ra ngoài, đơn độc xếp vào một cái tiểu tổ tống đầu gỗ giao lưu tổ. Thao tác sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Sở các chủ đột nhiên hỏi mặc dù nàng không cách nào cảm ứng được Tống Thư Hàng phân tổ hành vi, nhưng trường sinh giả bản năng nói cho nàng, Tống Thư Hàng vừa rồi lặng lẽ làm chút cùng nàng có liên quan sự tình. Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng quay đầu chằm chằm vào Tống Thư Hàng,
trực giác của nàng càng tại sở các chủ phía trên. Hừm, vừa rồi Bạch Cốt Tiên Cơ gia nhập vào hảo hữu của ta liệt biểu bên trong. Không nghĩ tới hai vị tiền bối trực giác nhạy cảm như vậy. Tống Thư Hàng đẩy mặt nạ, bình tĩnh nói. Sở các chủ, Bạch Long tỷ tỷ. Cùng một thời gian, Bạch Cốt Tiên Cơ hướng Tống Thư Hàng phát cái tin tức. Cốt khoa Bạch Cốt Tiên Cơ, bá Tống Huyền Thánh, cứ nhiên thật có thể giao lưu. Người đây là cái gì năng lực thiên phú? Tu sĩ chúng ta, luôn luôn cùng lúc câu tiến. Không tiến bộ, liền sẽ bị đào thải. Tống Thư Hàng trả lời. Cốt khoa Bạch Cốt Tiên Cơ, cốt khoa là ý gì? Đây là một cái hệ thống biệt danh, là tu chân nói chuyện phiếm hệ thống tự động thu thập Bạch Cốt Tiên Tử ngươi một số tin tức, hình thành một cái biệt danh. Nếu như Bạch Cốt Tiên Cơ ngươi không thích lời nói, ta có thể thay ngươi sửa đổi. Tống Thư Hàng trả lời. Đương nhiên, sửa đổi biệt danh kỹ thuật, vẫn phải tăng cường một chút. Sở các chủ là vết xe đổ. Chờ ta lần sau muốn cái ưa thích biệt danh lại đổi đi. Bạch Thánh Quân đi chế tác duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, một hồi ngươi mở ra bên dưới hạch tâm thế giới, tiếp thu xuống phi kiếm. Bạch Cốt Tiên Cơ ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cho Bạch Tiền Bối phát cái tin tức lần này độ bát phẩm lôi kiếp thời điểm, hắn đến tranh thủ phong tồn một nhóm lôi kiếp, quay đầu tốt cho Bạch Tiền Bối thiên vị. Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Bạch Cốt Tiên Cơ lại phát tới tin tức. Tống Thư Hàng, tiên tử thỉnh giảng. Ngươi thật không phải là tống đầu gỗ con riêng a? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi mặc dù đã từ Bạch Thánh, Thất Tu Thánh Quân bọn người trong miệng đạt được đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn làm diện hỏi một chút bá Tống Huyền Thánh, mới có thể an tâm. Tống Thư Hàng, dĩ nhiên không phải, ta năm nay 18, qua hết tuổi tròn 19. Tiên tử ngươi chỉ muốn thoáng ngẫm lại. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thời đại liền đã tấn thăng bát phẩm huyền thánh, đã sớm tuyệt dục. Ngươi nói tốt có đạo lý. Bạch Cốt Tiên Cơ từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được đáp án về sau, đáy lòng triệt để thực tế lại việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Đúng rồi, nghe nói bá Tống huyền thánh ngươi chân thực cảnh giới kỳ thật vẫn là thất phẩm, nhưng đón lấy đến lại lập tức phải độ kiếp rồi. Vậy ngươi cũng cách tuyệt dục không xa, có chuẩn bị sao? Bạch Cốt Tiên Cơ lại bổ sung một câu. Tống Thư Hàng. Đâm tâm, Bạch Cốt Tiên Tử. Độ kiếp có nắm chắc không? Bạch Cốt Tiên Cơ lại hỏi. Chỉ muốn đừng ra ngoài ý muốn, có chút chắc chắn. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hiện tại đặc biệt cẩn thận, liền cờ cũng không dám cắm. Đối diện, Bạch Cốt Tiên Cơ hơi suy nghĩ một chút về sau, lại phát tới tin tức, bí pháp của ta tống đầu gỗ vụn xương lớn cùng ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí nguyên bộ. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, ta đem bí pháp khẩu quyết truyền cho ngươi. Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch Cốt Tiên Cơ chẳng lẽ bị uy hiếp, liền át chủ bài bí pháp đều muốn chủ động tặng người. Chẳng lẽ là bị Bạch Tiền Bối bắt lấy nhược điểm gì? Trước đó cùng Côn Vương quyết đấu bên trong, ngươi trợ ta một chút sức lực. Đón lấy đến ngươi muốn độ kiếp, ta lại không địa phương nào có thể giúp đỡ bận bịu bất quá, bí pháp này là có người vì ta chế tạo riêng. Cũng không biết ngươi có thể hay không nắm giữ. Bạch Cốt Tiên Cơ lại giải thích nói. Dứt lời, Bạch Cốt Tiên Cơ lại cho Tống Thư Hàng truyền thâu một đại thiên chương nội dung chính là bí pháp tống đầu gỗ vụn xương lớn khẩu quyết cùng thi pháp khiếu môn. Bí pháp này danh tự, vẫn thật là gọi tống đầu gỗ vụn xương lớn. Tống Thư Hàng lại lặng lẽ cho Bạch Tiền Bối phát cái tin, Bạch Tiền Bối, Bạch Cốt Tiên Cơ làm sao đột nhiên quyết định muốn đem át chủ bài bí pháp tặng ta. Nói thật. Hắn hiện tại độ kiếp sắp đến, loại này át chủ bài bí pháp cho hắn, cũng không có học tập thời gian. Bạch Cốt Tiên Tử tựa hồ nhận định ngươi cùng vị kia tống đầu gỗ ở giữa có quan hệ. Cho nên mới làm quyết định này, Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Mặt khác, Bạch Cốt Tiên Tử trong miệng tống đầu gỗ đạo hiệu tựa hồ là tống nhất. Bạch Tiền Bối lại nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Liên quan tới tống đầu gỗ, manh mối có hạn. Mặc dù có rất nhiều suy đoán. Bá Tống đạo hữu, nếu như ngươi cự ly độ kiếp còn có chút thời gian, không ngại thử tu luyện bên dưới ta Bạch Cốt cự nhân bí pháp. Lúc này, Bạch Cốt Tiên Cơ lại phát tin tức tới, cái bí pháp này, vào tay phi thường dễ dàng. Nếu như ngươi thể chất phù hợp lời nói, vừa học liền biết. Tống Thư Hàng. Vì cái gì cảm giác Bạch Cốt Tiên Cơ đang mong đợi, chờ mong hắn nắm giữ cái này tống đầu gỗ vụn xương lớn bí pháp. Ba Hoạt Tuyền bên trong sở các chủ phun cái bong bóng, ngươi tại cùng Bạch Cốt Tiên Cơ nói chuyện phiếm. Hừm,
nàng đem trước cùng Côn Vương chiến đấu lúc Bạch Cốt Cự Nhân bí pháp khẩu quyết truyền cho ta. Tống Thư Hàng nói, Sở các chủ, Bạch Cốt Tiên Cơ sẽ không thật sự đem Tống Thư Hàng xem như là tống đầu gỗ con tư sinh a. Ngươi học thử nhìn một chút, Bạch Long tỷ tỷ nói. Ta xem trước một chút bí pháp nội dung cặn kẽ. Tống Thư Hàng từ nói chuyện phiếm trong ghi chép một lần nữa lôi ra Bạch Cốt Tiên Cơ gửi đi tới được tống đầu gỗ vụn xương lớn bí pháp nội dung, từ đầu tới đuôi tinh tế nhìn một lần. Một lát sau, sẽ sao, Bạch Long tỷ tỷ nói. Nhất khiếu bất thông, Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Cái này lại không phải đao pháp, cũng không phải thối thể công pháp hoặc quyền pháp, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, liền cùng xem thiên thư một dạng. Công pháp ta xem một chút, được rồi. Không nhìn không nhìn, Sở các chủ lại nửa chìm vào trong suối nước công pháp này, xem xét thì có tống đầu gỗ nhúng tay sáng tác dấu vết, nàng không muốn xem. Bá Tống đạo hữu, thế nào, học xong sao? Bạch Cốt Tiên Cơ phát tới mới tin tức. Nhất khiếu bất thông, Tống Thư Hàng đồng dạng hồi phục. Bạch Cốt Tiên Cơ thở dài, người quả nhiên không phải hắn. Sau đó, Bạch Cốt Tiên Cơ liền không còn hồi phục. Tống Thư Hàng, thời gian dần dần trôi qua. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Cự ly Mỹ Hảo 2020 năm, chỉ còn lại có 1 phút 02 giây. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, nói khẽ, còn có 1 phút đồng hồ. Càng là đến cuối cùng thời khắc, thì càng phải gìn giữ cảnh giác trong lịch sử có vô số tiền bối, liền đổ vào tiếp cận thành công điểm cuối cùng tuyến trước đó. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản chế tác hoàn thành, mở ra hạch tâm thế giới thông đạo. Ta đưa chúng nó giao cho ngươi. Lúc này, Bạch Tiền Bối dùng tu chân nói chuyện phiếm công năng phát tới tin tức. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cực nhanh mở ra hạch tâm thế giới cùng hiện thế thông đạo. Sau một khắc, Bạch Tiền Bối vượt không gian bao khỏa lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bạch Tiền Bối đối không gian thiên phú nắm giữ năng lực càng lên hơn một tầng lầu. Vượt không gian bao khỏa bên trong, hết thảy có 6 chuôi khác biệt chất liệu duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, có dùng thụ yêu khinh vũ nhánh cây chế thành, có dùng Tống Thư Hàng thân gỗ chế thành, có Bạch Tiền Bối dùng bản thân công đức chi quang nhánh cây chế thành, các dạng các hai thanh. Khác biệt chất liệu phi kiếm, thích hợp với khác biệt hoàn cảnh. Mặt khác, Tống Thư Hàng lúc đầu chỉ muốn hai thanh phi kiếm, Bạch Tiền Bối lại một hơi cho hắn gửi 6 chuôi, đây là Bạch Tiền Bối đi qua trầm tư suy tính sau lựa chọn. Tống Thư Hàng đem 6 chuôi duy nhất một lần phi kiếm thu hồi. Trong lòng đối vượt qua bát phẩm huyền thánh kiếp lòng tin lại tăng mạnh mấy phần. Hoạt Tuyền bên trong, Sở các chủ lên tiếng hỏi, còn có hay không đồ vật quên? Trang bị, đan dược, trạng thái, vật trang sức, tất cả đều không có vấn đề. Hiện tại, chỉ chờ Vũ Nhu Tử trong miệng thời cơ đi vào. Tống Thư Hàng trả lời. Vậy ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Thừa dịp thiên kiếp không rơi xuống trước, ngươi có cái gì tiếc nuối có thể cùng chúng ta nói một câu? Bia đá đạo hữu nói. Tống Thư Hàng. Ta đến thay bia đá đạo hữu phiên dịch một chút, muốn hay không tại độ kiếp trước viết một phong di chúc. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, trên thực tế, giới tu luyện tu sĩ tại độ kiếp trước, có rất nhiều người đều sẽ trước một bước lập xuống di chúc, để phòng vạn nhất. Tống Thư Hàng lỗ tai chủ động loại bỏ Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối lời nói, cũng duỗi tay cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới dưỡng đao thuật. Lần này cũng không phải là bị Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối quấn tới tâm, thuần túy là gần nhất thật lâu không cho Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối soát tà thuật, thế là thuận tay trượt đi. Kỳ thật, nói đến tiếc nuối lời nói, tự nhiên là có hiện tại Tống Thư Hàng lập tức sẽ gặp phải lớn nhất tiếc nuối, chính là bát phẩm huyền thánh tuyệt dục sự kiện. Nhưng là cảnh giới phanh lại đều hãm không được, hắn còn có thể làm sao? Nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, tại tấn thăng bát phẩm trước, có thời gian dài rằng giặc có thể tìm một vị tiên tử, từ từ nói chuyện yêu đương, kết làm đạo lữ, lưu lại huyết mạch. Nhưng hắn tấn cấp tốc độ quá đuổi đến, hắn căn bản không có thời gian giống người đồng lứa một dạng hảo hảo yêu đương. Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên trên Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử có thể nói phù hợp tuyệt đại đa số nam tính tu sĩ lý tưởng một nửa khác hình tượng. Nhưng là, Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng giữa lẫn nhau. Từ đầu tới đuôi đều không có cọ sát ra qua hỏa hoa. Vũ Nhu Tử cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua đạo lữ loại chuyện này, đối với hiện tại nàng tới nói, đạo lữ tuyệt đối không có việc hay trọng yếu. Có lẽ tương lai Vũ Nhu Tử sẽ có biến hóa,
tỉ như tương lai Vũ Nhu Tử nhất cử nhất động bên trong thậm chí tràn đầy thục nữ hương vị. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, căn bản không có cùng đối phương trở thành đạo lữ ý nghĩ. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng phù hợp tuyệt đại số nam tính lý tưởng một nửa khác hình tượng, nàng và Vũ Nhu Tử là hai loại khác biệt phong cách. Mà lại, Tô Thị A Thập Lục tính cách so Vũ Nhu Tử muốn thành thục một số. Nếu như lại cho nàng và Tống Thư Hàng một chút thời gian lời nói, hai người tình cảm lại tăng ấm một số, càng tiến một bước, liền có thể thuận theo tự nhiên kết làm đạo lữ. Thậm chí hiện tại, giữa hai người liền đã có đạo lữ hình thức ban đầu hương vị nhưng cự ly trở thành song tu đạo lữ quan hệ, còn cần một chút thời gian. Mà Tống Thư Hàng, không có thời gian. Hiện tại, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Lấy vợ chồng bọn họ trạng thái, tại sinh xong thứ hai thai về sau, nói không chừng còn có thể lại sinh thứ ba thai. Tống tiền bối đang suy nghĩ huyền thánh tuyệt dục sự tình a. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng, một câu nói ra Tống Thư Hàng lúc này nội tâm. Ha 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 ha, Tống Thư Hàng một đợt giới cười, che giấu mình bị đâm bên trong nội tâm rõ ràng mang theo mặt nạ, vì cái gì Vũ Nhu Tử vẫn là đọc ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Bên trên Tô Thị A Thập Lục đột nhiên duỗi tay, bắt được Tống Thư Hàng bàn tay. Mềm nhũn tay nhỏ, nắm thật chặt Tống Thư Hàng đại thủ, đây là nàng muốn biểu đạt ý tứ. Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nắm chặt Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ. Tống tiền bối, kỳ thật bát phẩm huyền thánh tuyệt dục sự tình, cũng không tuyệt đối. Thậm chí coi như đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, cũng không cần triệt để tuyệt vọng. Vũ Nhu Tử chậm rãi nói. Hoạt Tuyền bên trong sở các chủ ngáp một cái, lên tiếng nhắc nhở nói, trường sinh chi đạo. Nếu như có thể bước ra cùng sinh mệnh loại hình thuộc tính có liên quan trường sinh chi đạo, đừng nói là bát phẩm huyền thánh, liền xem như tấn thăng đến trường sinh giả cảnh giới, đều không cần lo lắng tuyệt dục vấn đề. Tỷ như, Trình Lâm, mang thai chi đạo, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, mắt trái nho ra thánh nhân chi nhãn bắt đầu sáng lên. Bia đá đạo hữu, phốc. Tâm ma xích tiêu kiếm, phốc. Đừng chằm chằm vào ta. Sở các chủ tránh đi Tống Thư Hàng ánh mắt, mặc dù lấy nàng cảnh giới sẽ không thụ nho ra thánh nhân chi nhãn ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là nàng ưa thích bị mang thai chi nhãn chằm chằm vào. Bên trên Quy Tiền bối đồng dạng đứng dậy né tránh. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, nói bổ sung, sở dĩ, Tống tiền bối ngươi có thể yên tâm độ kiếp. Tống Thư Hàng ho nhẹ, vội vàng thuận nói sang chuyện khác, ta lúc nào độ kiếp, chúng ta đang đợi thời cơ là lúc nào. Thời cơ, a. Đợi đã, Vũ Nhu Tử đột nhiên dùng sức bắt lấy Tống Thư Hàng cánh tay. Tống Thư Hàng, thế nào? Ta, Tống, tiền bối, ngươi, bản thân thêm, dầu, Vũ Nhu Tử lời nói, đứt quãng. Sau một khắc, trên người nàng loại kia thục nữ khí tức tiêu tán không thấy. Vũ Nhu Tử con người biến mê mang, không có tiêu cự. Đã mất đi tương lai Vũ Nhu Tử áp chế, Tống Thư Hàng trên người năng lượng như núi lửa bộc phát. A Thập Lục. Người cùng Vũ Nhu Tử tại hạch tâm thế giới chờ ta. Ta, đi một chút sẽ trở lại. Tống Thư Hàng đứng lên nói. Tương lai Vũ Nhu Tử đã biến mất, nhưng nàng nói tới phù hợp thời cơ cũng không có tiến đến. Nhưng là, không có quan hệ. Dù là không phải tốt nhất thời cơ, Tống Thư Hàng cũng có lòng tin vượt qua bát phẩm thiên kiếp. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng buông ra Tống Thư Hàng đại thủ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm tay. Hạch tâm thế giới mở ra, tọa độ khóa chặt tại một chỗ vũ trụ khu vực không người. Sau một khắc, nguyên thần của hắn, nhục thân, đồng bộ xuất hiện tại sâu trong vũ trụ lạc ấn đao gỗ tọa độ chỗ. Nguyên thần, nhục thân, hợp hai làm một. Cảnh giới của hắn, nước chảy thành sông đạt tới thất phẩm cảnh giới đỉnh phong, đạt tới độ bát phẩm huyền thánh kiếp tiêu chuẩn. Quen thuộc bát phẩm thiên kiếp không gian mở ra, đem Tống Thư Hàng thôn phệ. Hoa hạ thời gian. Vừa vặn nhảy qua một giây sau cùng, bước vào 2020 năm. Quen thuộc bát phẩm huyền thánh không gian, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Bốn phương tám hướng đều là vô tận lôi hải, thiên lôi tại oanh minh gào thét, phảng phất muốn đem mỗi cái tiến vào thiên kiếp thế giới tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Kinh khủng thiên kiếp chi lực, chấn nhiếp mỗi cái bước vào bát phẩm huyền thánh kiếp thế giới thất phẩm tôn giả. Nhưng Tống Thư Hàng nghe được cái này quen thuộc thiên kiếp tiếng sấm về sau. Ngược lại sinh ra một loại thân thiết cảm giác. Gần nhất Tống Thư Hàng tại bát phẩm thiên kiếp thế giới thời gian, so với hắn ở trường học túc xá thời gian còn muốn lâu,
thậm chí so về nhà còn muốn chịu khó. Thân là trụ túc sinh Tống Thư Hàng, có đôi khi một tháng về nhà một chuyến, năm nay về nhà số lần thì càng ít. Ngược lại là bát phẩm huyền thánh không gian, gần nhất đều duy trì một tháng qua một lần tần suất. Tháng này mặc dù tới trễ điểm, nhưng cũng đuổi tại một tháng ngày cuối cùng, một giây sau cùng tiến đến, không có gãy mất ghi chép. Càng quan trọng hơn là, lần này Tống Thư Hàng là lần đầu tiên, một cái người tiến vào bát phẩm thiên kiếp thế giới. Chỉ có ta một cái người, lần này không có thành đoàn độ kiếp. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra tiếu dung cứ như vậy, cũng không cần lo lắng sẽ lan đến gần người vô tội. Mà lại, chỉ có một mình hắn lời nói, thiên kiếp uy lực liền sẽ không cường hóa. Lần này hắn muốn độ, chính là bình thường bát phẩm thiên kiếp. Tới đi, Tống Thư Hàng phóng khoáng nói, trên cổ treo sở các chủ thu nhỏ hồng thủy tinh figure phục sinh pháp khí lập lòe tỏa sáng. Hắn song quyền va chạm, phát ra to lớn kim thiết tương giao thanh âm. Cái này âm thanh lớn, thậm chí đem thiên kiếp lôi hải tiếng sấm đều ép xuống. Biến dị cương thủ bao trùm toàn thân, thánh viên long lực thần công cộng nho ra kim cương thân kích hoạt. Giống như một chi quân đoàn thánh viên hư ảnh phù hiện ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu, coi là đại thánh viên cầm đầu, bày ra một cái chỉnh chỉnh tề tề khối lập phương quân trận. Thánh viên nhóm trên cổ chân long, cũng từ khăn quàng cổ trạng thái bay lên, xoay quanh tại thánh viên đỉnh đầu. Nho ra kinh văn xuất hiện tại thánh viên nhóm trong tay, tự động lật ra, vang lên trận trận nho ra học sinh vịnh tụng thanh âm. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí từ Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong lóe lên, vụn vặt lẻ tẻ hiện lên ở Tống Thư Hàng quanh thân, ở vào chuẩn bị sẵn sàng trạng thái mỗi kiện pháp khí bên trên đều có khắc tam nhãn tiền bối phòng ngự tuyệt đối lực trường trận pháp. Trên tay phải nghịch kình quyền sáo bên trên, khí linh tiểu tiên tử hiển hiện, ngồi quỳ chân tại quyền sáo bên trên. Một tay chỉ hướng phía trước, phát ra một trận ô ô ô tiếng kêu to. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng thuần thục đem bình thiên quan đeo lên, hoa lệ nữ đế long bào hiển hiện ở trên người nàng, tái hiện tiên tử năm đó viễn cổ thiên đình đẹp nhất tiên tử tư thái. Đồng thời, Tống Thư Hàng thể nội linh quỷ tiên tử chủ động bước ra, chạm sau lưng Tống Thư Hàng. Tiếp theo, linh quỷ tiên tử từ Tống Thư Hàng sau lưng ôm lấy hắn. Từ cư sĩ nhất hệ vậy tu luyện thành công đặc thù thần thể phát động, cùng Tống Thư Hàng bảo trì đồng bộ tại cái này đặc thù thần thể ảnh hưởng dưới, thiên kiếp uy lực lại nhận ảnh hưởng, bị suy yếu rất lớn. Cái này phối trí, trận này cho, xa hoa đến bạo. Chỉ là bát phẩm thiên kiếp, đối mặt đội hình như vậy, chỉ có run lẩy bẩy. Luôn cảm giác người tại hiếp đáp thiên kiếp, sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói ngốc mau bên trong lực lượng đã bị sở các chủ bớt thời gian. Kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng Tống Thư Hàng độ kiếp. Sở các chủ cũng là người từng trải, từng bước một tu luyện tới trường sinh giả cảnh giới. Có thể trở thành trường sinh giả, tất cả đều là có được tư chất ngút trời tu sĩ nàng trước kia độ kiếp thời điểm, nhưng không có dạng này hiếp đáp qua thiên kiếp. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, huống hồ cùng thiên kiếp so ra, ta căn bản không tính là sư tử. Thiên kiếp cũng không phải nhỏ yếu thỏ, ta nhất định phải toàn lực nghênh tiếp. Tuyệt đối không thể có mảy may khinh thị. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Sở các chủ, thiên kiếp chi hải bên trong, tiếng sấm cuồng bạo, kiếp vân tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngưng tụ. Bất quá, kiếp lôi lại thật lâu không có rơi xuống. Sở các chủ, lại nói bát phẩm huyền thánh về sau, dựa vào trường sinh chi đạo thật có thể bài trừ tuyệt dục sao. Tống Thư Hàng nhân lúc rảnh rỗi, hướng sở các chủ tư vấn. Vấn đề này, người có thể đi tư vấn Trình Lâm. Sở các chủ ngốc mau đáp. Tống Thư Hàng, ta chính là Trình Lâm. Sở các chủ, có tin ta hay không giết chết ngươi? Khục, Trình Lâm tiên tử gần nhất không biết đang làm gì, ta đã có đoạn thời gian không có cách nào liên hệ với nàng. Tống Thư Hàng nói. Tương lai tổng có thể liên hệ với, Trình Lâm chính là sinh mạng hệ trường sinh giả, sở dĩ liên quan tới huyền thánh tuyệt dục sự tình, người căn bản không cần lo lắng. Sở các chủ trả lời. Vậy trừ sinh mệnh hệ trường sinh chi đạo bên ngoài, còn có hay không cái khác phương án? Tống Thư Hàng lòng hiếu kỳ phát tác. Có, sở các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, còn mời sở các chỉ giáo. Người bây giờ là thất phẩm cảnh giới, người có thể cân nhắc tại tấn thăng bát phẩm cảnh giới trước, đi học tập bên dưới liên quan tới nhân công ống nghiệm thụ dục tri thức. Sở các chủ lười biếng nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Kỳ thật cái phương án này, lúc trước hắn cũng có nghĩ tới. Mà lại,
khả thi 10 phần cao. Cho nên nói, chẳng lẽ hắn muốn trở thành cái thứ nhất tại bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, thiên lôi đánh xuống đầu phía dưới, làm nhân công ống nghiệm thí nghiệm nam nhân. Ầm ầm, trên bầu trời thiên lôi như trước đang gào thét, kiếp vân che đậy thiên địa. Nhưng là, thiên lôi vẫn như cũ chậm chạp không rơi. Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Thiên kiếp sẽ không lại phát sinh biến dị a? Nhưng lần này là một mình hắn một mình độ kiếp, thiên kiếp không đạo lý tăng cường a? Đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phân thân của hắn còn tại độ cửu phẩm thiên kiếp. Lần trước độ kiếp, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục là bị thiên đạo bạch còn sót lại thủ đoạn đưa vào đến tới độ kiếp, cùng hiện thế đã phân biệt ra. Nhưng lần này, bản thể của hắn bị kéo vào bát phẩm thiên kiếp, phân thân của hắn lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới. Luôn cảm giác cái này thao tác rất nguy hiểm. Tống Thư Hàng thật nhanh lôi ra tu chân nói chuyện phiếm liệt biểu, cho Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối phát cái tin. Bạch Tiền Bối, chúc mừng năm mới, bản thể của ta tại độ bát phẩm thiên kiếp, phân thân thì tại cửu phẩm thiên kiếp không gian, có thể hay không không tốt lắm. Người tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong phân thân không có vấn đề, ta nửa người không có cảm giác được nguy cơ. Bạch Tiền Bối rất mau trở lại phục nói Bạch Tiền Bối cũng có một nửa chân thân lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Bạch Tiền Bối nói không có vấn đề, vậy liền đại biểu cho cửu phẩm thiên kiếp không gian, không có gì hay. Ngươi bắt đầu độ kiếp rồi, Bạch Tiền Bối hỏi ngược lại. Vừa mới tiến tới, Tống Thư Hàng nói. Thiên kiếp không gian có cái gì dị dạng, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Thiên kiếp một mực đang ngưng tụ, kiếp phân che đậy thiên địa, nhưng chính là không rơi xuống. Tống Thư Hàng trả lời. Đừng hoảng hốt, có lẽ không phải nguyên nhân của ngươi. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, đang tại hiện thế cùng hắn hình chiếu phân thân giao thủ béo cầu phân thân, đột nhiên dừng lại, trực tiếp bị hắn hình chiếu phân thân đối bạo thành đầy trời chất lỏng kim loại mưa nhỏ điểm. Không chỉ có là béo cầu phân thân, liền ngay cả cửu u thế giới bên trong béo cầu bản thể, cũng đột nhiên dừng lại, phảng phất treo máy một dạng. Nói thật, lập tức liền đem béo cầu phân thân đối bạo, Bạch Tiền Bối thật là có điểm không quen. Hiện thế bên trong, hắn hình chiếu phân thân bắt đầu kết thúc công việc, đem béo cầu bị đối bạo thành hạt mưa phân thân cho thu thập trở về, từng cái phong ấn, mang về Tà Liên thế giới. Thuận tiện, tại kết thúc công việc quá trình bên trong, Bạch Tiền Bối hình chiếu phân thân còn thu hoạch thứ ba thiên đạo tác phẩm hình rồng binh phù một viên. Đồng thời, cửu u thế giới. Bạch Tiền Bối chân thân đã trải qua rời đi ấm áp Tà Liên thế giới, đi vào béo cầu chân thân bên cạnh. Lúc này béo cầu đại lão chân thân đồng dạng không nhúc nhích, thể lỏng kim loại thân thể tản ra hào quang nhỏ yếu. Nếu như là dĩ vãng, Bạch Tiền Bối chỉ cần xuất hiện tại béo cầu đại lão một vạn cây số phạm vi bên trong, béo cầu đại lão liền sẽ lập tức tiến vào táo bạo lão ca hình thức. Giống như bây giờ, hai vị cửu u chúa tể mặt đối mặt, lại có thể giữ vững bình tĩnh cục diện tựa hồ còn là lần đầu tiên. Bạch Tiền Bối tiến lên chọc chọc béo cầu thân thể. Béo cầu thân thể cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Kết hợp Tống Thư Hàng mới vừa nói liên quan tới thiên kiếp thế giới vấn đề xuất hiện, cùng hiện thế bên trong béo cầu phân thân cũng đột nhiên đứng máy sự kiện. Béo cầu đối ứng thiên đạo, muốn tiêu tán sao? Bạch Tiền Bối thầm nghĩ trong lòng. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có thể ảnh hưởng đến béo cầu, làm nó đột nhiên đứng máy, chỉ có thiên đạo. Béo cầu thiên đạo một mực có thiếu hụt tai họa ngầm. Việc này chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao đều đã có cảm ứng. Đặc biệt là gần nhất, thiên đạo cầu thiếu hụt một mực tại tích lũy, bộc phát, hôm nay nên là đạt đến một cái cực hạn, dẫn đến béo cầu đứng máy. Muốn chết, cuối cùng vẫn là muốn chết, tránh không được. Muốn sống, cuối cùng sẽ tiếp tục sống. Bạch Tiền Bối miệng thảo luận lấy thâm ảo, lại hoàn toàn không có trở về nghĩ béo cầu mấy lần muốn tìm kiếm phương pháp thoát thân, lại đều bị hắn âm thầm phá hư sự thật. Thân là cửu u chúa tể, làm sao lại nhớ kỹ mình làm qua chuyện tốt. Vốn cho rằng người ta ở giữa, ta sẽ là trước biến mất một cái kia. Kết quả cuối cùng, lại là ta trước đem người đưa tiễn. Thế sự vô thường, khiến người thổn thức, Bạch Tiền Bối miệng thảo luận lấy nhớ lại, trong tay lại bắt đầu treo lên cầu tới. Hắn đưa tay vuốt béo cầu đại lão thân thể đứng máy trạng thái béo cầu đại lão tựa như cái chân chính cầu, mà lại có được cực dai co giãn. Theo Bạch Tiền Bối không ngừng đập, thân thể của nó bắt đầu nhảy nhót bắt đầu, tựa như là cái có co giãn thủy cầu. Mỗi lần búng ra lúc, thân thể sẽ còn một cơn chấn động.
Bạch tiền bối nhất thời hưng khởi, huyễn một thanh mình xuất sắc kỹ thuật bóng. Kỳ thật hắn còn rất thích cầu loại vận động, lúc trước, tại hắn có thể thông qua Tống Thư Hàng đem hình chiếu phân thân đưa vào đến hiện thế về sau, hắn liền đem hiện thế. Trên địa cầu các loại cầu loại hoạt động đều giải toàn bộ. Chơi bóng rổ, đập bóng chuyền, kích snooker, đá banh, vân vân, vô luận là đối cầu tiến hành đập vẫn là đá kích, chỉ cần là cầu loại vận động, hắn đều rất có hứng thú. Ngươi nhìn, tại cái này to như vậy cửu u thế giới, cuối cùng tới thăm ngươi người, chỉ có ta một cái. Nói cách khác, như thế lớn cửu u thế giới, chân chính để ý ngươi người kỳ thật chỉ có ta. Bạch tiền bối dơ cao lên béo cầu đại lão to lớn thân thể, dùng sức đưa nó dơ lên, bày ra ném rổ tư thế, dùng sức đưa nó thân thể đầu ra ngoài. Oanh! Béo cầu đại lão thân thể to lớn đang bay ra một đầu xinh đẹp đường vòng cung về sau, ầm vang rơi đập tại cửu u thế giới mặt đất, ném ra một cái hố sâu hang lớn. Kỳ thật, vốn đang hy vọng ngươi có thể lại nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hiện tại vừa mới xung kích bát phẩm cảnh giới, còn không có tranh đoạt thiên đạo tư cách. Bạch tiền bối đi vào béo cầu thân thể bên cạnh, đưa nó từ cái kia cái hố bên trong kéo ra. Sau đó, hắn vừa nói, vừa bắt đầu nếm thử tại béo cầu trên thân thể khắc họa phong ấn trận pháp, nhìn xem có thể hay không đem béo cầu thân thể phong ấn tựa như lúc ấy béo cầu dùng phong ấn trụ âm hắn đồng dạng. Trên nguyên tắc đến nói, nếu có cường lực vật liệu cộng bạch tiền bối toàn lực phong ấn béo cầu mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Dù sao, nếu như người bây giờ liền tiêu tán, đưa qua không được bao lâu, liền sẽ có mới thiên đạo cùng cửu u chúa tể xuất hiện. Ta cũng vô pháp dự báo kế tiếp kế thừa thiên đạo, đản sinh cửu u chúa tể tu sĩ sẽ là cái gì bộ dáng cùng tính cách, có thể hay không giống người ta đồng dạng hài hòa ở chung. Mà lại, nếu như lại có mới cửu u chúa tể đản sinh lời nói, chắc chắn sẽ không giống như người bản thể có thiếu, đối ta mà nói liền rất phiền toái. Bạch tiền bối một bên vẽ lấy phong ấn trận pháp, một bên nhẹ giọng hướng béo cầu thổ lộ hết. Bết bát nhất tình huống là, mới cửu u chúa tể sau khi xuất hiện, ta rất có thể cũng sẽ giống như ngươi biến mất. Dù sao ta cũng không biết lúc trước thiên đạo bạch là dùng dạng gì thủ đoạn đem ta lưu tại cửu u thế giới, tiếp tục ỷ lại cửu u chúa tể vị trí bên trên. Cũng không biết thủ đoạn của nó có thể duy trì bao lâu hiệu quả. Bạch tiền bối nói khẽ. Đây đều là bạch tiền bối phiền não sự tình. Nhưng ra tại tự tôn nguyên nhân. Những phiền não này hắn không có cách nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, vô luận là sủng vật của hắn vẫn là Tống Thư Hàng, đều không thể chia sẻ hắn những phiền não này. Hắn nhưng là cửu u chúa tể bạch, phiền não của hắn làm sao có thể nói cho người khác biết. Nói không chừng tại ngươi tại tiêu tán không lâu sau, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Như đúng như này, người ta chính là chân chính có duyên, sinh tử không bỏ. Bạch tiền bối dừng lại trong tay động tác, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lúc này nguyên bản màu bạc trắng thể lỏng quả cầu kim loại bên trên, vẽ đầy màu đen phù văn, biến càng giống là một cái tác phẩm nghệ thuật. Kỳ thật, tâm ta thực chất hy vọng Tống Thư Hàng có thể đi tranh đoạt thiên đạo chi vị, từ ta sinh ra đến bây giờ, khó được gặp gỡ một cái tiểu tử thú vị, lại rất hợp duyên, tìm đường chết hoa văn cũng nhiều, cầu cứu tư thế cũng đặc biệt phong phú. Trừ sẽ không giảng trò cười bên ngoài, trên cơ bản không có gì khuyết điểm. Nếu như là hắn tấn thăng thiên đạo. Nếu như là hắn, ta khả năng liền sẽ không biến mất. Mà lại, hắn cửu u chúa tể cùng ta ở giữa, cũng sẽ không có mâu thuẫn. Bạch tiền bối đưa tay đặt tại béo cầu trên thân thể, bắt đầu kích hoạt cái này phong ấn. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá vội vàng. Rõ ràng hắn tấn thăng tốc độ đã trải qua nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là trễ mấy bước, bạch tiền bối lực lượng, liên tục không ngừng rót vào phong ấn phủ văn bên trong. Bất quá cũng tốt. Thiên đạo vị trí này cũng không phải là tốt như vậy chơi. Mà lại, Thư Hàng tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy muốn đi tranh đoạt thiên đạo. Bạch tiền bối đưa tay dùng sức nhấn một cái. Phong ấn hoàn thành, béo cầu thân thể bị phong ấn áp xúc thành một cái bóng rổ lớn nhỏ. Ngay tại phong ấn hoàn thành sát na, béo cầu thân thể đột nhiên khôi phục năng lực hành động đứng máy béo cầu, tựa hồ trọng khải. Phẫn nộ bạch u u, béo cầu đại lão phát ra giống giận rung trời. Người tốt, béo cầu bạch tiền bối cười ha ha nói, đồng thời cho Tống Thư Hàng phát cái tin, dùng tay hệ thống nhắc nhở, thiên kiếp thế giới sắp lần nữa khôi phục, hảo hảo độ kiếp đi, Thư Hàng. Bát phẩm huyền thánh thiên kiếp thế giới bên trong. Thừa dịp thiên kiếp còn chưa rơi xuống thời khắc, Tống Thư Hàng ngay tại lâm trận mới mài gươm.
Lúc này Tống Thư Hàng trên đầu mang theo một cái có thể tăng cường học tập lực trí tuệ bụi gai vương miện, vương miện bên trên sắc bén bụi gai gai nhọn kẹp lấy Tống Thư Hàng đầu sắt sọ não, tại trán của hắn vạch ra nhàn nhạt bạch ngấn nhưng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Liền xem như bụi gai vương miện loại này lấy tổn thương chủ nhân, cho chủ nhân mang đến thống khổ làm mục tiêu kịch liệt đau nhức thần khí, cũng chỉ có thể cho Tống Thư Hàng mang đến nhỏ bé yếu ớt tổn thương thống khổ. Tại bụi gai vương miện tăng thêm bên dưới, Tống Thư Hàng tay nâng viễn cổ ngôn ngữ thư tịch, tại sở các chủ ngốc mao phụ đạo bên dưới, nghiêm túc học tập viễn cổ ngôn ngữ là mỗi một vị bát phẩm huyền thánh môn bắt buộc, coi như sẽ không giảng ít nhất cũng phải sẽ nhìn, sẽ nghe. Sắp tấn thăng bát phẩm, hiện tại Tống Thư Hàng tranh thủ nhiều học mấy cái viễn cổ ngôn ngữ, nói không chừng hắn hiện tại lâm trận học viễn cổ ngôn ngữ chính là khảo thí mấu chốt mấy chữ. Mặt khác, hắn còn chú ý tới một chi tiết. Hắn phát hiện đỉnh đầu của mình nho ra thánh viên hư ảnh, cũng có thể cùng bụi gai vương miện đồng dạng, đưa đến cường hóa năng lực học tập tác dụng. Tống Thư Hàng suy đoán khả năng này là nho ra kim cương thân công lao. Thân là nho ra thánh nhân tự tay nghiên cứu ra được cường hóa thân thể công pháp, ấn lấy thân thể là học tập tiền vốn lý luận, cái này nho ra kim cương thân tại cường hóa thân thể thời điểm có thể tăng cường học tập lực, có thể lý giải. Ngay tại Tống Thư Hàng trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế thời điểm, bạch tiền bối tiếng nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên kiếp thế giới muốn lần nữa khôi phục. Tống Thư Hàng thật nhanh thu hồi trong tay viễn cổ ngôn ngữ học tập thư tịch, nhảy lên một cái bất quá, bụi gai vương miện hắn lại quên rớt xuống. Dù sao thứ này đội ở trên đầu cũng không đau không ngứa, không có gì tồn tại cảm. Bạch tiền bối nói, thiên kiếp lập tức liền muốn rơi xuống. Mọi người giữ vững tinh thần đến, Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Chiến đấu trước quát to một tiếng, có thể tăng lên sĩ khí cùng tỷ số thắng. Ô ô ô nghịch kình võ sĩ quyền sáo bên trên khí linh tiểu tiên tử phồng má giúp dùng sức kêu to. Đỉnh đầu thánh viên nhóm một lần nữa lập quân trận, giống đại tinh tinh đồng dạng dùng sức chùy ngực. Công đức xà mỹ nhân vỗ vỗ mình nữ hoàng long bào lần này Tống Thư Hàng độ kiếp, nhiệm vụ của nàng rất nặng. Trừ vì Tống Thư Hàng giữ thể diện, tổ chức phòng ngự bên ngoài, nàng còn muốn phụ trách đem Tống Thư Hàng đánh ngất xỉu lôi kiếp cho phong ấn, bảo tồn đến trong kho hàng, tăng lên nguyên liệu nấu ăn tồn kho. Dù sao, bát phẩm huyền thánh cấp lôi kiếp phi thường khó được. Trừ Tống Thư Hàng tự thân bên ngoài, rất khó lại từ cái khác con đường nhập hàng. Mấy lần trước độ kiếp, bởi vì đều là thành đoàn độ kiếp, thiên kiếp đều có dị biến, căn bản không có cơ hội cất giữ. Lần này là khó được Tống Thư Hàng cùng bát phẩm thiên kiếp đơn đấu. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ầm ầm, huyền thánh kiếp không gian bên trong, thiên lôi vẫn tại oanh minh, kiếp vân ấp ủ. Bất quá, thiên lôi vẫn như cũ chậm chạp không rơi xuống. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối không phải nói thiên kiếp sắp rơi xuống sao, vì cái gì còn không bắt đầu. Còn tiếp tục như vậy, hắn một phương này sĩ khí liền sẽ sa sút đi xuống. Lại qua già sau một lúc lâu. Tống Thư Hàng nhìn không được lại cho bạch tiền bối phát cái tin, bạch tiền bối, ta bên này thiên kiếp thế giới, thiên lôi vẫn là không có rơi xuống. Thiên kiếp còn không bắt đầu, kỳ quái, ta bên này béo cầu đã trải qua nhảy nhót tưng bừng, còn phá phong mà ra, giống như trước đây táo bạo cùng ta đánh nhau. Nói cách khác, béo cầu đối ứng thiên hẳn là cũng khởi động lại thành công mới đúng chứ. Cái này quái địa, bạch tiền bối nhanh chóng hồi phục. Chẳng lẽ, là bởi vì Tống Thư Hàng là kẹp lấy thiên đạo chết máy thời gian, tiến vào bát phẩm huyền thánh không gian. Sau đó khi thiên đạo khởi động lại hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng vẫn còn kẹp lấy bắc trạng thái. Có thể là thiên kiếp của ngươi xuất hiện bắc, ngươi chờ một lát nữa, nếu như thiên kiếp của ngươi còn chưa có xuất hiện biến hóa, ngươi liền theo lấy mình ý nghĩ đi dò xét một chút. Ta bên này trước đem béo cầu hất ra, lại cùng ngươi liên hệ. Bạch tiền bối lại bổ sung. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Thiên kiếp xuất hiện bắc, rõ ràng rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng không biết tại sao, hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận. Có thể là bởi vì hắn đã thành thói quen thiên kiếp bắc. Dù sao trên lý luận tới nói, thành đoàn độ kiếp kỳ thật cũng là cái bắc. Mấy cái rõ ràng không phải huyền thánh tu sĩ, tại thành đoàn độ kiếp thời điểm, thiên kiếp cường độ đạt đến huyền thánh cấp, liền đem bọn hắn kéo vào đến huyền thánh không gian. Độ xong kiếp sau, còn có thể án lấy chính quy huyền thánh đãi ngộ, cấp cho thánh ấn, thánh danh, cùng huyền thánh giảng pháp. Nếu không phải cái này một bằng thiên đạo có thiếu hụt, thay cái bình thường thiên đạo,
tại Tống Thư Hàng lần thứ nhất nhân tiền hiển thánh giảng pháp hoàn tất về sau, khẳng định liền sẽ đem chỗ sơ hở này cho chữa trị, căn bản sẽ không cho Tống Thư Hàng lần lượt nhân tiền hiển thánh cơ hội. Dựa vào mình ý nghĩ đi dò xét, Tống Thư Hàng nhìn trời kiếp lôi biển, miệng niệm bạch tiền bối nhắc nhở. Ngươi muốn làm gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng thở dài, nói, vừa rồi bạch tiền bối hồi phục, nói ta có thể là kẻ thiên kiếp bắc. Rõ ràng là ta khó được một thân một mình đối mặt bát phẩm thiên kiếp, vậy mà lại xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối nói, một hồi nếu như thiên kiếp thế giới còn chưa có xuất hiện biến hóa, liền để ta án lấy mình ý nghĩ đi làm, thăm dò hạ bát phẩm huyền thánh thiên kiếp. Án lấy bản năng ý nghĩ đi dò xét, ngươi sẽ chết, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Tống Thư Hàng đã trải qua bệnh, bệnh không nhẹ, nếu như là bản năng ý nghĩ đi làm, hắn 89 phần 10 chọn một chút tìm đường chết tao thao tác. Sở các chủ, ta cũng không phải tam lãng tiền bối được không? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, đối mặt thiên kiếp thời điểm, ta hiện tại rất cẩn thận. Dù sao, có cái kia đoạn mơ hồ kinh lịch tại. Sở các chủ ngốc mau hơi động một chút. Trong lúc bất chi bất giác, Tống Thư Hàng tựa hồ thật thành thục rất nhiều. Cái này làm nàng thoáng có chút không thích ứng. Mặc dù không biết thiên kiếp thế giới xuất hiện như thế nào bắc, nhưng chúng ta không thể một mực dạng này ở lại. Tống Thư Hàng chân thành nói. Dù sao thời gian của hắn phi thường quý giá, không có khả năng một mực lưu tại nơi này, cùng thiên kiếp thế giới đối hao tổn. Sở các chủ ngốc mau nói một chút ngươi ý nghĩ, ta tới cấp cho ngươi nói một chút ý kiến. Chúng ta có thể từ ba phương diện hạ thủ. Đầu tiên là liên quan tới thăm dò bát phẩm thiên kiếp phương diện. Có thể từ kiếp vân vào tay. Tống Thư Hàng chỉ trên bầu trời không ngừng ngưng tụ kiếp vân. Ngươi nghĩ đối kiếp vân làm cái gì? Sở các chủ hỏi. Đã thiên lôi kiếp, tâm ma kiếp, các loại thuộc tính thiên kiếp, đều có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn, như vậy. Kiếp vân dựa vào cái gì không thể trở thành nguyên liệu nấu ăn? Tương đối thiên kiếp loại này thuần năng lượng thể đến nói, kiếp vân thế nhưng là có thực thể, nó càng thích hợp trở thành nguyên liệu nấu ăn đi. Tống Thư Hàng chỉ vào kiếp vân nói. Mặc dù Hà chỉ tiền bối thiên kiếp thịnh yến menu bên trên không có kiếp vân xử lý thực đơn, nhưng không quan hệ, hắn có thể nghiên cứu. Một phương diện khác, ta muốn thử xem có thể hay không giống như bạch tiền bối, đem mình một phân thành hai. Tống Thư Hàng sờ lên bụng của mình, cân nhắc từ nơi nào đem mình cắt thành hai nửa. Bạch tiền bối đã dùng hành động đã chứng minh tại thiên kiếp thế giới bên trong lúc, đem bản thân cắt thành hai nửa, sau đó lưu một nửa độ kiếp. Một nửa khác đến hiện thế đi chơi phương án khả thi. Chỉ cần có nửa người còn tại thiên kiếp thế giới, độ kiếp phương diện quá trình liền không có vấn đề. Tiến về hiện thế đi chơi cái kia một cái khác nửa thân, cũng sẽ không lại bị pháp tắc cưỡng chế kéo vào thiên kiếp thế giới trừ phi lưu tại thiên kiếp thế giới cái kia nửa thân bị thiên kiếp hóa thành cho bụi, lưu tại hiện thế nửa thân mới có thể khả năng bị lần nữa kéo vào thiên kiếp thế giới đi. Tống Thư Hàng trong tay có 6 chuôi bạch tiền bối đặc chế duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản, hắn có thể tới về tại hiện thế cùng thiên kiếp thế giới xuyên thẳng qua 3 lần. Tống Thư Hàng duỗi tay tại bản thân phần eo tìm kiếm, nếu như muốn phân lời nói, hẳn là lấy vị trí này vì đường phân cách tương đối tốt. Ngươi muốn đưa nửa người đi hiện thế, muốn làm gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Sự tình muốn làm có thể nhiều, dù sao ta từ tiếp xúc tu chân đến bây giờ. Mỗi ngày đều qua phi thường phong phú, ta việc cần phải làm còn có rất nhiều, sắp xếp đi ra lời nói có thể tràn ngập một cái sách nhỏ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sở các chủ ngốc mau cười ha ha, tỉ như để cho an toàn, đi đàm cái yêu đương sinh đứa bé. Hắc hắc Tống Thư Hàng căn bản không sợ sở các chủ ngốc mau đâm tâm công kích, ngược lại thuận thế tiếp lời để nói, đúng a, vậy ta liền không thể đưa nửa người trên trở về, muốn cân nhắc đưa tiễn nửa thân về hiện thế. Tốt tại tấn thăng huyền thánh tuyệt dục trước đó, lưu cái bảo hiểm. Nam nhân quả nhiên là dùng nửa người dưới đi suy nghĩ sinh vật. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng chuyển động. Tống Thư Hàng nói, cái kia sở các chủ ngươi bây giờ, chẳng phải là dùng ngốc mau suy nghĩ. Bệnh lâu thành lương y, bị đâm tâm nhiều sau Tống Thư Hàng, đã trưởng thành là một cái phản đâm tâm tiểu năng thủ. Sở các chủ ngốc mau cũng không thèm để ý, hỏi ngược lại, hâm mộ ta chức năng này sao? Có chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hâm mộ cũng vô dụng, người vừa học sẽ không. Chiêu này cùng khống pháp thuật không giống nhau, không phải đao pháp. Sở các chủ ngốc mau cười nói. Tống Thư Hàng sững sờ, cái gì? Khống pháp thuật là đao pháp.
Không sai, ta lần trước dạy bảo ngươi đem đầu tóc ngưng tụ thành hơn 20 cái bàn tay khống pháp thuật, trên thực tế là ta cải biên tự biện đao cửu trảm, là một môn hàng thật giá thật đao pháp, là đao pháp nha. Sở các chủ ngốc ma ôn nhu nói. Tống Thư Hàng. Trở lại chuyện chính, sở các chủ ngốc mau tâm tình thật tốt, nói, ngoại trừ muốn đem kiếp vân chế tác thành tiên hào đặt vào thiên kiếp phần món ăn, cùng đem chính ngươi chặt thành hai nửa bên ngoài, ngươi cái thứ ba phương án là cái gì? Cái thứ ba phương án, là sau cùng phương án lật bàn. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này thiên kiếp thế giới nói, trực tiếp đem chọn cái thiên kiếp thế giới cho sốc. Làm sao vén, sở các chủ ngốc mau hỏi. Còn chưa nghĩ ra, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Hắn nắm giữ bí thuật thủ đoạn không đủ phong phú, trừ phi là có thể dẫn xuất đối bạo hà chỉ ma đế lúc một đao kia nhân quả đao, hoặc là chuẩn bị đầy đủ khổng lồ bảo vật thi triển khắc kim nhất kích. Trừ cái đó ra, hắn muốn lật tung thiên kiếp thế giới vẫn phải suy nghĩ thật kỹ lật tung thủ đoạn. Sở các chủ ngốc mau. Nói nửa ngày, cái thứ ba phương án căn bản còn không biết làm sao thực hành. Bất quá thứ ba phương án vốn chính là cuối cùng phương án, tại không lựa chọn tình huống bên dưới. Mới chịu đi hất bàn. Hiện tại, ta trước đem phương án 1 cùng phương án 2 áp dụng một lần. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sở các chủ, hai cái phương án đồng thời sử dụng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tự thân chuyển hóa làm ngụy bất hủ. Sương mù hình thái. Sau lưng công đức xà Mỹ nhân duỗi tay nắm lấy một thanh tam thập tam thú pháp khí bên trong lợi kiếm, đối sương mù hình thức Tống Thư Hàng một kiếm chém ra. Sương mù hình thức bên trong Tống Thư Hàng bị cắt thành hai nửa. Một nửa bên trong có thánh nhân con ngươi hàn quang lấp lóe, một nửa khác bên trong có thất thải bảo quang hiển hiện. Rất tốt, xem ra loại này phương án có thể làm thông. Tống Thư Hàng hài lòng nói. Hắn lúc đầu chỉ muốn đem đầu của mình cùng thân thể tách rời từ khi lần trước thiên phạt. Thất thân sự kiện về sau, đầu của hắn liền biến đặc biệt sắt, còn thức tỉnh đầu thân tách rời thiên phú dị năng. Vừa rồi Tống Thư Hàng mượn ngụy bất hủ sương mù hóa thân hiệu quả, đồng bộ sử dụng đầu thân tách rời thiên phú, lại có công đức xà Mỹ nhân tại bên cạnh phối hợp, thành công đem bản thân từ phần eo như đầu thân tách rời thiên phú một dạng thành công chặt đứt cái này cùng lần trước tránh né béo cầu đại lão tính lúc, cắt đùi hình thức khác biệt. Lần này là chân chính Tống, nửa thân hình thức, Thư Hàng, bị cắt mở hai nửa thân thể, một lần nữa ngưng tụ làm hình người. Phần eo vị trí vết cắt vuông vức, không có máu tươi. Cũng không có nội tạng tổ chức, chỉ có một tầng nhàn nhạt ngụy bất hủ hình thức sương mù bao trùm. Tại Tống Thư Hàng ý niệm khống chế bên dưới, hai cái rưỡi thân có thể tự do hành động. Tuyệt không thể tả, Tống Thư Hàng cười nói. Sở các chủ ngốc mau nhìn qua một màn này, đã không biết phải nói gì mới tốt. Tống Thư Hàng một thân tà thuật, quái có thể, cơ hồ liền không có đứng đắn gì công pháp hoặc năng lực thiên phú. Có thể tưởng tượng. Đương Tống Thư Hàng thuần thục nắm giữ cái này mới khai phá đi ra năng lực về sau, nếu muốn giết rơi Tống Thư Hàng liền biến càng thêm khó khăn. Dù là đem Tống Thư Hàng cắt thành mấy khối, với hắn mà nói đều biến không quan hệ đau khổ. Vậy kế tiếp, đem nửa thân số 2 đưa vào hiện thế đi. Tống Thư Hàng nói, nửa thân số 2, chính là hắn bên dưới nửa cái thân thể chủ yếu là sở các chủ trước đó lời nói, rất có đạo lý. Nếu như thiên kiếp thật sự chậm chạp không rơi xuống, muốn duy trì cái một năm nửa năm lời nói không chừng hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng, khống chế bản thân nửa thân số 2 đến hiện thế đi yêu thương lâu dài, đem mình và Tô Thị A thập lục tình cảm ấm lên bên dưới. Công đức xà Mỹ nhân duỗi tay đè tại Tống Thư Hàng hai cái rưỡi trên người, đại lượng công đức chi quang hội tụ, đem Tống Thư Hàng hai cái rưỡi thân bù đắp. Cái này thao tác đã không phải là lần thứ nhất, rất quen. Tống Thư Hàng lấy ra một thanh từ thân gỗ khắc thành duy nhất một lần phi kiếm, cuốn lên nửa thân số 2, bấm pháp quyết, đi thôi tiến về hiện thế. Nửa thân số 2 bị duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản hào quang bao phủ, tan biến tại bát phẩm thiên kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng tâm niệm một phân thành hai. Một bộ phận dùng để khống chế tại thiên kiếp thế giới bên trong nửa thân số 1, một bộ phận dùng để khống chế tiến về hiện thế nửa thân số 2. Dù sao nửa thân cùng phân thân khác biệt, nửa thân chính là hoàn chỉnh Tống Thư Hàng, không có khả năng tự do hành động. Liền xem như run chân, cũng cần Tống Thư Hàng đi khống chế. Hai hơi sau, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản thành công mang theo Tống Thư Hàng nửa thân số 2, trốn vào đến hiện thế, đến không người sâu trong vũ trụ. Mà thiên kiếp pháp tắc,
không có đem nửa thân số 2 một lần nữa kéo về. Thành công, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Sau đó, hắn chuẩn bị khống chế nửa thân số 2 trở về hạch tâm thế giới, trước đem Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Đang lúc hắn suy nghĩ khẽ động thời điểm, trong hư không đột nhiên có một cái vòng xoáy màu vàng óng hiển hiện, đem hắn nửa thân số 2 thôn phệ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng nửa thân số 2 đã mất đi liên hệ. Tống Thư Hàng, thế nào? Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Nàng có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng đột nhiên cơ bắp căng cứng, ở vào chấn kinh trạng thái đã mang trên mặt mặt nạ, che đậy cái kia biết nói chuyện mặt, nhưng chỉ cần quen thuộc sau một thời gian ngắn, đại lão nhóm liền có thể phát hiện Tống Thư Hàng kỳ thật cả người đều có thể nói chuyện. Khả năng này là trong truyền thuyết ngôn ngữ tay chân. Ta nửa thân số 2, mất liên lạc, Tống Thư Hàng đơn giản không thể tin được. Là bát phẩm huyền thánh không gian ngăn cách ngươi cùng nửa thân ở giữa liên hệ sao? Sở Các Chủ ngốc mau suy đoán nói Bạch Thánh có thể làm được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Bạch Thánh Quân có thể vượt không gian đồng thời khống chế hai cái rưỡi thân hành động, không có nghĩa là Tống Thư Hàng cũng có thể làm. Chỉ muốn cùng Bạch Thánh Quân tiếp xúc sau một thời gian ngắn tu luyện giả, đều có thể cảm giác được hắn đặc thù. Không phải, ta nửa thân số 2 tại trở lại hiện thế thời điểm, ta đối với hắn còn có năng lực khống chế. Nhưng ở một lát sau, tựa hồ có cái lỗ đen đem ta nửa thân số 2 cắn nuốt mất rồi. Tống Thư Hàng giải thích nói. Bạch Thánh Quân duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản trở về hiện thế vị trí là ngẫu nhiên, người biết hay không là không cẩn thận bay đến lỗ đen bên cạnh, bị lỗ đen bị nuốt. Sở Các Chủ ngốc mau suy đoán nói. Loại sự cố này tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng cũng không phải không có khả năng. Sẽ không, nếu như là bị lỗ đen cắn nuốt lời nói, vậy ta thân thể nhất định sẽ có kịch liệt đau nhức hoặc là cảm giác tương tự. Mà lại, mặc dù mất liên lạc, nhưng ta mơ hồ có thể cảm ứng được ta nửa thân số 2 vẫn còn, cũng không có bị xoắn nát. Loại cảm giác này, rất quen thuộc, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tựa hồ hắn đã từng cũng có qua dạng này kinh lịch, hắn có một cái cùng thân thể cùng một nhịp thở bộ kiện cũng bị mất, cũng đã mất đi liên hệ. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác đến bản thân mất đi bộ kiện cũng chưa chết, còn sống. Đây là loại phi thường cường liệt tức thị cảm. Tâm tắc tắc. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khả năng. Sở Các Chủ ngốc mau nói, trước đó Cửu U Bạch Chúa Tể không phải là cùng ngươi đề cập qua, thiên đạo vừa rồi khả năng chết máy một lần, lại nặng khải một lần. Sở dĩ, có phải hay không là ngươi nửa thân số 2 vừa về tới hiện thế, liền bị khởi động lại thiên đạo bắt được, sau đó lại đưa vào đến một cái khác bát phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Lại hoặc là, người mất đi nửa thân số 2, trực tiếp bị bắt đến một cái phong bế không gian, không cho phép người nửa thân đi làm nhiễu hiện thế. Một bên độ kiếp, một bên lại đi hiện thế lang thang, cái này rõ ràng không phù hợp độ kiếp quy tắc. Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bất quá, hẳn không phải là một cái khác thiên kiếp thế giới, ta có thể cảm ứng ra ta nửa thân số 2, hiện tại vô cùng an toàn, cũng không nhận được tổn thương. Sở dĩ hẳn là bị nhốt cấm đoán, hẳn là phải chờ ta từ thiên kiếp thế giới bên trong độ kiếp ra ngoài, hoặc là độ xong kiếp muốn hiển thánh thời điểm, mới có thể trở về về. Như vậy ngươi bây giờ, có thể sử dụng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên hiệu quả, đem nửa thân số 2 cho mọc trở lại không? Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Không được, mặc dù mặt ngoài nhìn qua, nửa thân số 2 cùng nửa thân số 1 là cắt ra. Nhưng trên thực tế, nửa thân số 2 cùng số 1 ở giữa cũng không có cắt ra, còn duy trì ngẫu nứt tơ còn liền hiệu quả. Vẫn chưa đủ thánh viên long lực thần công tổng cương trùng sinh yêu cầu. Tống Thư Hàng nói. Cái kia, người dứt khoát một điểm, lại hướng lên cắt một bộ phận. Tỉ như cắt đến nơi ngực, sau đó lại sử dụng bí pháp tổng cương tiến hành trùng sinh. Sở Các Chủ ngốc mau đề nghị. Dù sao án lấy thánh viên long lực thần công năng lực, coi như Tống Thư Hàng chỉ còn lại có đầu, đều có thể mọc trở lại. Như vậy nhiều cắt một đoạn tiến hành trùng sinh, chính là rất bình thường ý nghĩ. Sở tiền bối ngươi là ma quỷ sao? Tống Thư Hàng sờ lên lồng ngực của mình vị trí, vẫn là nói sở tiền bối ngươi là đang ghen tị ta, muốn ta cắt thành cùng ngươi bây giờ một dạng hình thức. Sở Các Chủ hiện tại, không sai biệt lắm đã dài đến vừa rồi nàng muốn Tống Thư Hàng cắt vị trí tiêu chuẩn tuyến. Còn nữa, liền xem như ta, bị cắt đến nơi ngực về sau, một đoạn thời gian cũng sẽ chết. Cần dựa vào hoạt tuyền đến kéo dài tính mạng,
kết hợp hoạt tuyển đến tiến hành trùng sinh. Vấn đề là nơi này ở vào thiên kiếp thế giới, hạch tâm thế giới túng lấy, ta không cách nào đến hoạt tuyển đi. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Lần trước tại thiên phạt bên trong, hắn mặc dù chỉ còn lại có đầu, nhưng lần đó có bạch tiền bối bí thuật bảo vệ đầu, lại thêm hạch tâm thế giới không túng, hắn có thể đem cổ của mình an trí tại hoạt tuyển bên trong, mượn hoạt tuyển sinh mệnh lực cùng nho ra thánh nhân chi huyết, mới đưa thân thể một lần nữa mọc trở lại. Lần này nếu như trực tiếp tại thiên kiếp thế giới bên trong, đem nhục thân cắt đến nơi ngực, hắn vẫn là có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ. Có đạo lý, loại kia ngươi độ kiếp đi ra về sau, lại đến hoạt tuyển thí nghiệm một chút. Vừa vặn, đến lúc đó ta đem ta đạo hiện ra cho các ngươi quan sát, tấn thăng bát phẩm sau ngươi, quan sát bên dưới trường sinh giả đại đạo đối với ngươi phi thường có chỗ tốt. Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói. Linh quỷ tiên tử che mắt, đều không đành lòng nhìn thẳng Tống Thư Hàng. Sở các chủ nói, cùng cái kia khô vinh song thụ có quan hệ, chính là sinh tử chi đạo, từ chết bên trong dựng dục ra tân sinh. Liên quan tới nửa thân số 2 sự tình trước hết thả một chút đi. Dù sao mất liên lạc, người bây giờ cũng vô pháp đem hắn tìm trở về. Sở các chủ ngốc mau sơ lược thụ đạo chủ đề về sau, lại bắt đầu nói sang chuyện khác, không cho Tống Thư Hàng suy nghĩ sâu xa thời gian. Hừm, nửa thân số 2 không mất được, vậy chúng ta trước phương án áp dụng một, thăm dò một chút trên bầu trời những thứ này kiếp vân đi. Tống Thư Hàng liếm liếm khóe miệng. Nhiều như vậy kiếp vân, nhìn tựa như là kẹo đường một dạng, lại như là rất nhiều mềm nhũn nguyên liệu nấu ăn, khiến cho người muốn ăn nổi lên. Xử lý kiếp vân phương diện, người có đầu mối sao? Sở các chủ ngốc mau lại lên tiếng hỏi. Không, nhưng không quan hệ. Hảo hữu của ta liệt biểu bên trong có lấy hai vị đỉnh tiêm tiên chủ, có thể vì ta cung cấp kinh nghiệm. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Biệt tuyết tiên cơ, đương kim tu chân giới trình độ cao nhất tiên chủ, nàng tiên chủ năng lực đã sớm vượt ra khỏi cảnh giới của nàng. Đương kim tu chân giới, có lòng tin xử lý bát phẩm trở lên nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có biệt tuyết tiên cơ một người. Mặt khác, còn có thiên kiếp phần món ăn người sáng lập Hà Chỉ Ma Đế tiền bối. Liên quan tới như thế nào xử lý thiên kiếp, Hà Chỉ Ma Đế có quyền lên tiếng nhất. Tống Thư Hàng thuần thục mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, cho Hà Chỉ Ma phát cái tin tức. Hai, Hà Chỉ tiền bối mấy ngày nay ngủ bình an sao? Cút Hà Chỉ Ma Đế cả giận nói, hắn đã lặng lẽ đổi vị trí, thật vất vả nghỉ ngơi an ổn một số, bá tống hỗn đản này cứ nhiên lại tìm tới cửa. Hà Chỉ tiền bối, liên quan tới kiếp vân muốn thế nào xử lý, người có đầu mối sao? Trước kia có nghiên cứu qua sao? Tống Thư Hàng vui a nói. Hà Chỉ Ma Đế. Phương diện này, hắn là quyền uy. Mà lại, một trò chuyện lên đề tài này, hắn liền rất muốn trả lời, cũng chỉ điểm xuống đối phương. Nhưng đối phương là bá tống huyền thánh. Cút, Hà Chỉ Ma Đế trả lời. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không truyền thụ bá tống huyền thánh bất luận cái gì kinh nghiệm. Cùng lúc đó, hiện thế, trong vũ trụ. Một cái vòng xoáy màu vàng óng triển khai. Sau đó, có một tôn toàn thân kim sắc nam tử, bước ra vòng xoáy. Ha ha ha, ta tống mỗ nhân lại xê vị trở về á. Kim sắc nam tử bước ra vòng xoáy về sau, trong hư không hô to. Bệ hạ, xin đừng nên hét to, động tác quá lớn, kim sơn sẽ rơi. Sau lưng hắn vòng xoáy bên trong, có một cái đầu mang vương miện, ống tay áo như là có hai vòng hỏa diễm liệt nhật nam tử. Mỉm cười nhắc nhở tầng này kim sơn vừa mới xoát đi lên, còn không có khô. Vị này lên tiếng nhắc nhở nam tử chính là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế bên trong tây phương đại đế. Kim sắc nam tử. Nguyên bản đăng tràng khí thế, lập tức liền bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó, kim sắc tuyền qua bên trong lại có một vị thân mang hàn băng chiến giáp, tóc bạc bay múa trường sinh giả hiển hiện, lên tiếng nói, lâm thời quyết định sử dụng cỗ này nửa người thật không có vấn đề sao. Cái này nửa người cường độ chỉ là bát phẩm tả hữu, có thể không chịu nổi ngươi dày vò. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hư nó. Đặc biệt là cỗ này nửa người bên trong mấy cái trọng yếu khí quan, lai lịch phi phàm, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt bọn chúng. Vị này là một vị khác Bắc Phương Đại Đế trong hiện thực Bắc Phương Đại Đế đã trải qua mượn Tống Thư Hàng phục sinh măng lá phục sinh, từ thiên đế đạo bên trong giải thoát, thu hoạch được tiêu giao tự tại. Nhưng chẳng biết tại sao. Tại cái này kim sắc tuyển qua bên trong lại còn có một vị Bắc Phương Đại Đế tồn tại, đồng dạng có được trường sinh giả chiến lực. Mà lại, hiện thế bên trong phục sinh Bắc Phương Đại Đế,
tựa hồ cũng biết cái này một vị khác Bắc Phương Đại Đế tồn tại. Mặc dù là một vị khác Bắc Phương Đại Đế, nhưng hắn cũng rất nhìn chúng Tống Thư Hàng, trong lời nói đều đang nhắc nhở kim sắc nam tử không cần làm hư Tống Thư Hàng nửa người. Yên tâm đi, mặc dù cỗ này nửa người chỉ là bát phẩm tả hữu mạnh, nhưng sử dụng nó ta mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Dĩ vãng ta mượn dùng các ngươi dự bị nhục thân ra, một thân thực lực lại nhận hạn chế. Đặc biệt là kiếm tu thân thể, cùng ta trời sinh tương xung, một thân thực lực 10 thành chỉ có thể phát huy ra một tầng, có đôi khi ngay cả một tầng đều không phát huy ra. Kim sắc nam tử giải thích nói. Hắn xuất thủ bắt giữ Tống Thư Hàng nửa người số 2 cũng không phải là có ý định, mà là lâm thời khởi ý hành động, lúc đầu hắn là chuẩn bị lần nữa mượn nhờ cùng hắn xứng đôi độ cao nhất Phật môn bất diệt thân trường sinh giả thân thể ra ngoài hành động. Không nghĩ tới tại hắn chuẩn bị mượn dùng nhục thân xuất thế nháy mắt, Tống Thư Hàng nửa người số 2 đột nhiên vượt không ở giữa mà đến, rơi vào kim sắc tuyển qua cửa ra vào. Đây quả thực là trong cõi U Minh thiên ý an bài, hoặc là nói, có thể là bạch tiền bối may mắn tại trong cõi U Minh phát huy tác dụng. Dù sao đưa Tống Thư Hàng nửa người số 2 phi độn đưa hàng tới, chính là bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản. Đối kim sắc nam tử đến nói, không còn có so Tống Thư Hàng nửa người thích hợp hắn hơn đăng tràng xuất thế nhục thân. Thế là, hắn không chút do dự cải biến kế hoạch, đem nửa người số 2 bắt giữ tiến đến, vì nửa người số 2 đều soát lên một tầng kim sơn. Bá Tống Huyền Thánh lúc này hẳn là đang đứng ở 7 tấn 8 cảnh giới đi. Hắn lúc này đem nửa người từ thiên kiếp thế giới bên trong đưa ra tới. Không phải là vì không lưu tiếc nuối. Dù sao bát phẩm huyền thánh về sau, tu sĩ liền sẽ tuyệt dục. Lúc này, lại có một vị trường sinh giả từ kim sắc phía sau nam tử bước ra. Đây là một vị trên hai tay buộc lên câu hồn xiềng xích nam tử, chính là viễn cổ thiên đình trường sinh giả câu hồn đại đế. Hắn giống như Tây Phương đại đế, đều là lần trước tống đầu gỗ cùng thiên đế giao phong. Từ thiên đế trong tay vì bọn họ cướp được tự do trường sinh giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như đúng như đây, tống đầu gỗ ngươi liền đánh gãy bá Tống Huyền Thánh kế hoạch. Hắn như không có về sau, ngươi liền muốn chịu trách nhiệm. Vị thứ tư trường sinh giả hiển hiện, đây là một vị trường sinh giả tiên tử, bàn đào quả tiên tử. Lúc trước tống đầu gỗ vì cứu sở các chủ lần thứ nhất đăng tràng lúc, sau lưng kim sắc không gian bên trong hết thảy có 7 tôn trường sinh giả, xếp thành một hàng. Lúc ấy trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, còn lại 6 vị trường sinh giả đạo đều không hoàn chỉnh, nhận thiên đế đạo hạn chế. Về sau tống đầu gỗ cùng thiên đế chính diện giao phong, từ thiên đế đạo bên trong giải thoát 3 vị trường sinh giả, còn sót lại 3 vị trường sinh giả lâm vào hóa đá trạng thái hắn thất bại. Thất bại đại giới chính là cái kia 3 vị hóa đá trường sinh giả bị thiên đế mang đi, chỉ sót lại đạo trùng. Đến nay tung tích không rõ. Lần kia, là tống đầu gỗ cách nay mới thôi một lần cuối cùng khóc giống. Ha ha, các ngươi có thể nghĩ tới, cho là ta sẽ nghĩ không ra. Tống đầu gỗ đắc ý nói, ta đã sớm tại tiếp nhận cái này nửa người thời điểm, liền lợi dụng sinh mệnh hệ con đường trường sinh, đem sinh mệnh hạt giống giữ một bộ phận xuống tới. Đợi đến thời điểm trả lại nhục thân thời điểm. Ta sẽ thuận tay đem bộ phận này dùng sinh mệnh chi đạo bảo tồn sinh mệnh hạt giống dán lên nhãn hiệu, trả lại bá Tống. Chỉ cần hắn hiểu được lợi dụng những sinh mạng này hạt giống, cũng không cần lo lắng vô hậu vấn đề. Mà lại, các ngươi đừng quên, ta hiện tại nắm giữ lấy sinh mệnh hệ con đường trường sinh. Chỉ cần có ta ở đây, không cần lo lắng bát phẩm huyền thánh tuyệt dục vấn đề. Chờ chút, ngươi vì sao lại nghĩ đến rút ra sinh mệnh hạt giống? Chẳng lẽ ngươi đang cày kim sơn thời điểm, đem bá Tống Huyền Thánh tiểu lão đệ cho cắt? Bắc Phương Đại Đế mặt không thay đổi hỏi hắn là mặt lạnh thiện tâm loại hình, không cười thời điểm hắn khuôn mặt vô luận từ góc độ nào đi xem đều tràn đầy lãnh khốc hương vị. Nhưng khi hắn cười một tiếng lúc, liền như là hàn băng hòa tan, mùa xuân tiến đến. Làm sao có thể, ta cũng là có nguyên tắc được không? Tống đầu gỗ khoát tay áo, mà lại hắn lại không có cắt tiểu lão đệ yêu thích. Lần trước cũng chỉ là trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, cũng không có thật đối với mình tiểu lão đệ xuất thủ. Mà lại, so với các tiểu lão đệ loại này cấp thấp thủ đoạn, hắn có càng nhiều thủ đoạn cùng pháp thuật làm chính mình kim sơn soát càng đều hắn tao thao tác nhưng nhiều. Đi, tống đầu gỗ nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng kim sắc tuyển qua chậm rãi quan bế. Bắc Phương Đại Đế, Tây Phương Đại Đế, Câu Hồn Đại Đế, Bàn Đào Quả Tiên Tử. 4 vị trường sinh giả theo sát với hắn sau lưng.
muốn đi nhìn một chút Sở Các Chủ hoặc là Kim Long Thủy Tổ sao? Tây Phương Đại Đế hai tay thăm dò tại mình rộng lượng trong tay áo, mỉm cười hỏi. Tống đầu gỗ. Sở Các Chủ trạng thái một mực không có khôi phục đi, nàng dùng mình đạo dựng dục ra Sở Các Chủ. Bàn Đào Quả Tiên Tử nói bổ sung, về phần Kim Long Thủy Tổ, nàng phục sinh thủ đoạn còn tại thần bí đảo bên trên, chờ lấy người nào đó đi qua, đưa nàng hôn tỉnh a. Vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy? Tống đầu gỗ dở khóc dở cười. Cái kia trước đem Kim Long Thủy Tổ khôi phục đi, chiến lực của nàng tại chúng ta Viễn Cổ Thiên Đình đều là số một số hai. Nếu như chuyến này có nàng tương trợ, nắm chắc có thể lớn hơn. Câu hồn đại đế tỉnh táo phân tích nói. Kim Long Thủy Tổ thế nhưng là Viễn Cổ Thiên Đình uy tín lâu năm trường sinh giả, hoàn chỉnh trạng thái nàng sức chiến đấu cực mạnh, là tống đầu gỗ ban đầu ở Viễn Cổ Thiên Đình núi dựa lớn. Tống đầu gỗ khe khẽ lắc đầu, không cần tỉnh lại nàng. Nàng đã từng bảo vệ ta quá lâu, lần này, đến ta đi thủ hộ nàng. Dứt lời, hắn đưa tay mở ra một cái không gian chi môn. Cái này phiến không gian chi môn thông hướng một chỗ cổ quái chư thiên vạn giới thế giới. Đây là một cái hỗn độn thế giới. Tại thế giới này trung tâm, có vô số lưu động thể lỏng kim loại. Cái này hỗn độn thế giới là một chỗ nhân tạo tiểu thế giới. Liên cùng bây giờ cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới liên thông nhân tạo tiểu thế giới là đồng dạng đồ vật. Vào hôm nay trước đó, cái này hỗn độn tiểu thế giới một mực bị che đậy, nhận thiên đạo lực lượng gia trì. Chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người nào có thể tìm tới nó. Cho tới hôm nay, tống đầu gỗ bọn hắn đau khổ chờ đợi thời cơ tiến đến. Đương kim cầu thiên đạo đột nhiên đứng máy, mặc dù quá trình này rất ngắn. Nhưng cái này một mực bị thiên đạo chi lực ẩn tàng nhân tạo tiểu thế giới, rốt cục bị bọn hắn bắt giữ. Thiên đạo tạo vật, tống đầu gỗ vừa mở ra thông hướng cái này hỗn độn thế giới lối vào về sau, Bắc Phương Đại Đế bọn người liền có thể cảm ứng ra phía trên thế giới nhỏ này bổ sung đặc thù khí tức. Hỗn độn tiểu thế giới trung tâm, có một mảnh cháy đen thổ địa. Thổ địa nứt ra, thỉnh thoảng sẽ tuôn ra ngân sắc thể lỏng kim loại, chậm chậm lưu động. Mà tại mảnh này cháy đen thổ địa dưới đáy, ẩn giấu đi một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm chính là bọn hắn mục tiêu lần này. Cái này nhân tạo thế giới là đương kim thiên vì chính mình dự bị chuẩn bị ở sau kế hoạch khâu một trong, nếu như lúc trước kế hoạch của hắn không có xảy ra vấn đề, Viễn Cổ Thiên Đình cuối cùng sẽ rời đô đến vị trí này, rơi vào cái này nhân tạo thế giới không gian bên trong. Cuối cùng, toàn bộ thiên đình đạo hội tụ ở cùng một chỗ, chữa trị đương kim thiên thiếu hụt. Tống đầu gỗ trầm giọng nói. Bất quá, lúc trước hắn cùng Trình Lâm vì Sở Các Chủ nguyên nhân âm thầm liên thủ, đem Viễn Cổ Thiên Đình kế hoạch cho mang lệch ra. Thậm chí hắn còn một trận tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế thiên đế trở thành đại diện thiên đình chúa tể. Đáng tiếc hắn tu hú chiếm tổ chim khách không đủ triệt để, còn kém chút đem mình cược đi vào. Lại đến cuối cùng, chính là Trình Lâm Viễn Cổ Thiên Đình sụp đổ kế hoạch. Trực tiếp lật bàn. Mục tiêu ở ngay chỗ này sao? Phương Đông Đại Đế trầm giọng nói, ở bên cạnh hắn có gai xương hàn ý ngưng tụ, ngay cả không gian đều muốn bị băng phong. Cái này không gian là thiên đạo tạo vật, là đối phương sân nhà. Chúng ta như trực tiếp trong này chiến đấu, bất lợi cho chúng ta. Tây Phương Đại Đế lên tiếng nói. Nhưng là chúng ta không có lựa chọn chiến trường cơ hội. Tống đầu gỗ dẫn đầu, một bước bước vào cái này hỗn độn thế giới bên trong, nếu như chúng ta không đi vào. Liền không cách nào đem mục tiêu câu dẫn ra. Hắn bây giờ tiếp quản phần lớn Viễn Cổ Thiên Đình, thậm chí còn kế thừa năm đó thiên đế thời gian chi đạo cùng Trình Lâm sinh mệnh chi đạo, hắn tồn tại liền phù hợp cái này hỗn độn thế giới biến hóa điều kiện. Chỉ có hắn tiến vào cái này hỗn độn thế giới, mới có thể gây nên mảnh này cháy đen thổ địa bên trong hạch tâm biến hóa. Yên tâm đi, lần này trừ chúng ta có hậu viện binh. Tống đầu gỗ bước vào đến mảnh này nhân tạo tiểu thế giới về sau, lên tiếng nói. Trừ Viễn Cổ Thiên Đình cái này một nhóm chiến lực bên ngoài. Trình Lâm tiên tử còn tại âm thầm tập kết một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả. Nho gia thánh nhân thủ đồ đạo tử, kim cương tự sống sót trường sinh giả, bị nguyền rủa vực ngoại thiên ma nhất tộc bên trong duy nhất thanh tỉnh người, còn có thể mượn nhờ Diệp Tư ngắn ngủi hiện thân Trình Lâm tiên tử, các nàng tổ hợp thành liên minh, là một cỗ to lớn chiến lực. Mấy vị này, sẽ tại thời điểm mấu chốt tới, liên thủ với bọn họ, vây quét mục tiêu. Tống đầu gỗ vừa bước một bước vào đến cái này nhân tạo tiểu thế giới. Trên người hắn kế thừa từ thiên đế thiên đình chi đạo,
thời gian chi đạo liền cùng người kia tạo tiểu thế giới sinh ra cộng minh. Nhân tạo tiểu thế giới hạch tâm, ý đồ bắt đầu hấp thu tống đầu gỗ trên người đạo. Nhưng là tống đầu gỗ cũng không phải là thiên đế, trên người hắn nhưng không có thiên đạo vì thiên đế chuẩn bị lạc ấn. Nhân tạo tiểu thế giới hạch tâm căn bản là không có cách từ trên người hắn đem đạo cướp đi mảy may. Không chỉ có như thế, phảng phất đang cảm ứng được nhân tạo tiểu thế giới bên trong thuộc về thể lỏng quả cầu kim loại khí tức, tống đầu gỗ thể nội có một ẩn núp lực lượng, đột nhiên bộc phát. Giấu ở cái kia thất thải đại thận bên trong một bộ phận nho ra thánh nhân chi huyết chủ động bộc phát, dẫn đạo ra thật lớn lực lượng. Tống Thư Hàng thể nội, có rất nhiều trọng yếu khí quan có duy nhất tính, là không thể phỏng chế. Liền xem như vận dụng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trùng sinh, cũng không thể đem những này khí quan từng cái phục hồi như cũ. Cho nên, từ khi tạo hóa tiên tử đem giọt này nho ra thánh nhân chi huyết đưa cho Tống Thư Hàng về sau, giọt này nho ra thánh nhân chi huyết liền đưa đến một cái bảo hiểm tác dụng. Nếu như Tống Thư Hàng lại gặp gỡ thiên phạt loại này không thể kháng cự đại nạn lúc, nho ra thánh nhân huyết năng tại mấu chốt cuối cùng thời điểm, đem Tống Thư Hàng thể nội trọng yếu khí quan đóng gói mang đi. Thất thải đại thận chính là một cái tương đối trọng yếu khí quan, có nho ra thánh nhân chi huyết thủ hộ. Thánh nhân lực lượng bao phủ tống đầu gỗ. Nho ra kim cương thân tự động bị kích hoạt, hàng ngàn hàng vạn bản nho ra kinh thư hình chiếu hiện lên ở tống đầu gỗ đỉnh đầu, từng đợt ngâm tụng tiếng đọc sách truyền ra ngoài. Chủ là tống đầu gỗ lần thứ nhất giống như vậy một vị nho ra hành giả. Cùng một thời gian, thánh viên long lực thần công cùng biến dị cương thủ cũng bị kích hoạt Tống Thư Hàng thân thể cái này ba bộ công pháp, đã trải qua thành một cái tổ hợp. Kích hoạt một cái, liền sẽ một vùng hai thuận tiện kích hoạt cái khác hai cái công pháp. Nho ra thánh nhân lực lượng, cường hoành đẩy ngang đi qua. Cái này nhân tạo tiểu thế giới bên trong cái kia hạch tâm hút cấp lực lượng, bị toàn bộ đẩy ra. Bắc phương đại đế, Tây phương đại đế, bàn đào quả tiên tử, câu hồn đại đế sau đó bước vào thế giới này. Nho ra thánh nhân lực lượng, Bắc phương đại đế kinh ngạc nói, không nghĩ tới bá Tống Huyền Thánh thể nội còn ẩn giấu đi lực lượng lớn như vậy. Trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng nhiều nữa, nói thật. Nếu như trên người hắn tất cả vật trang sức có thể cùng một chỗ bị kích hoạt, bằng vào lấy một mình hắn, liền có thể đem cái này nhân tạo tiểu thế giới bên trong hạch tâm cho đối bảo. Tống đầu gỗ kiêu ngạo nói. Đáng tiếc, muốn kích hoạt Tống Thư Hàng thể nội tất cả vật trang sức lực lượng. Đưa chúng nó ngưng tụ đến một điểm, thực sự quá khó. Hạch tâm nhận lấy thiên đế chi đạo cùng nho ra thánh nhân khí tức song trọng kích thích, muốn ra. Bàn đào quả tiên tử lên tiếng nói. Động thủ đi, Tây phương đại đế lên tiếng nói. Bắc phương đại đế nhẹ gật đầu, hắn đưa tay đặt tại mảnh này cháy đen trên mặt đất. Hàn băng hệ pháp tắc cùng lực lượng thôi động, mấy hơi thở, khối này có được nửa cái hoa hạ diện tích cháy đen mặt đất, toàn bộ bị băng phong. Nếu là địch nhân chiến trường, vậy liền nghĩ biện pháp đưa nó cải tạo một chút, để nó biến thích hợp bản thân một phương chiến đấu. Tây phương đại đế đưa tay hướng trên bầu trời ném đi, trong cửa tay áo có hai vòng húc nhật bị ném ra ngoài, nổi giữa không trung. Cái này hai vòng húc nhật tất cả nhiệt lượng cùng hỏa diễm lực lượng toàn bộ nội liếm, ngưng tụ không tan chỉ còn chờ mục tiêu vừa xuất hiện, cái này hai vòng húc nhật liền có thể cho địch nhân đón đầu thống kích. Câu hồn đại đế trong tay câu hồn liên phô trương ra, một cái phức tạp đại trận thành hình. Tạch tạch tạch, sâu trong lòng đất hạch tâm bắt đầu chấn động. Toàn bộ thế giới thể lỏng kim loại bắt đầu trở về, dung nhập vào hạch tâm bên trong. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hạch tâm vỡ ra. Ra, tống đầu gỗ trầm giọng nói. Chờ chút, không, bàn đào quả tiên tử mở choàng mắt, nàng phụ trách giám thị. Cái kia hạch tâm bên trong, trống rỗng, cái gì cũng không có. Từ bước vào cái này hỗn độn thế giới lên, bàn đào quả tiên tử vẫn tại dùng tâm nhãn tập trung vào hạch tâm. Lúc này, hỗn độn thế giới bên trong tất cả thể lỏng kim loại trở về, hạch tâm mở ra. Nhưng là trong đó lại trống rỗng. Nhiều như vậy năng lượng hội tụ ở hạch tâm bên trong, không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất. Bàn đào quả tiên tử trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầu năm nay. Tất cả mọi người không đi đường thường. Mục tiêu khả năng không theo vỡ ra hạch tâm bên trong đụng tới, mà là trực tiếp từ hạch tâm xác bên trên chảy ra đi.